suy nghĩ lại nhớ tới hội nghị thường vụ, ông ta liền nghe được phát ngôn của Trịnh Thịnh, không giống với trước đây chính là, lần này Trịnh Thịnh không trực tiếp định tính, chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng thực hiện sắp xếp nhân sự, không phát biểu bất kỳ ý kiến mang tính định hướng nào về phương án của ban tổ chức cán bộ, thể hiện sự tự tin cần có của một bí thư tỉnh ủy. Diệp Thiên Nam ngược lại âm thầm cười, không có sự hỗ trợ của Hạ Tưởng, ở hội nghị thường vụ, bí thư Trịnh, ông làm sao được nhiều người ủng hộ đây? Nếu hôm nay thất bại thảm hại, cũng đừng trách người khác hạ thấp thể diện của nhân vật số một như ông, là ông ăn ở quá khó nhìn. Trịnh Thịnh nói xong, Phó Tiên Phong đã tỏ thái độ. Tôi trên nguyên tắc đồng ý với ý kiến của ban tổ chức cán bộ, các đồng chí không có cùng ý kiến, có thể bổ sung. Diệp Thiên Nam hơi kinh ngạc, Phó Tiên Phong làm sao chưa có kè mặc cả đã đồng ý rồi, tuy nhiên một câu cuối cùng cũng có ám chỉ, phỏng chừng cũng là không muốn xung đột ra mặt với Trịnh Thịnh. Tạm gác lại chờ tiếp sau khi âm thanh phản đối kịch liệt, ông ta ra lại mặt ngăn cơn sóng dữ, cũng là dĩ hòa vi quý. Diệp Thiên Nam tự cho là đắc kế, liền tự tin nói. Phương án của ban tổ chức cán bộ có chỗ không công bằng, suy xét không chu toàn, tôi cho rằng, dưới địa phương cần cải tiến. Ông ta kể lại tỉ mỉ mà chẳng ngại phản bác lại phương án của ban tổ chức cán bộ, thay đổi vài ứng cử viên, lại đề xuất ứng cử viên mới. Hoàn toàn chính là làm lại toàn bộ phương hướng. Diệp Thiên Nam còn chưa dứt lời, trong hội nghị thường vụ không ít người ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ thầm rằng thật hay, là đối chọi gay gắt hoàn toàn, biểu quyết hôm nay, coi như được xem một màn đẹp mắt. Sắc mặt Trịnh Thịnh không thay đổi, Phó Tiên Phong lại làm vẻ mặt thành thật, nhân vật số 1, số 2 dường như đều hứng thú với việc đề xuất tên tuổi của Diệp Thiên Nam, hay chỉ là xem trò cười. Diệp Thiên Nam mất khoảng hơn 10 phút, mới phát biểu xong, sau đó vẻ mặt tự tin nói. Tôi đề nghị, đặt song song phương án của tôi và phương án của ban tổ chức cán bộ. Mời các đồng chí phân công thảo luận hai phương án, lấy hai phương án, tiến hành biểu quyết. Hay cho cách dùng lực, ai nấy đều thấy được hành động này của Diệp Thiên Nam là muốn lợi dụng đồng minh của ông ta trong hội nghị thường vụ chiếm ưu thế về số người, do đó mượn cơ hội lật bàn. Sau khi Diệp Thiên Nam lên tiếng, hội trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Qua một hồi lâu, Trịnh Thịnh mới khẽ cười một tiếng. Đồng chí Thiên Nam đã có phương án mới, hội nghị thường vụ vô cùng tôn trọng ý kiến của anh, liền đặt song song với phương án của ban tổ chức cán bộ, cùng nhau thảo luận biểu quyết. Trịnh Thịnh vừa dứt lời, Hồ Định liền giơ tay lên tiếng. Hồ Định xếp hạng gần với Hạ Tưởng, lại là đồng minh số 1 có trọng lượng nhất của Diệp Thiên Nam. Ông ta vừa mới giơ tay, liền thu hút ánh mắt của mọi người. Chỉ nghe Hồ Định rất kiên định nói. Tôi cho rằng, phương án của ban tổ chức cán bộ rất hợp lý, căn bản cần phải bắt đầu lại. Tôi hoàn toàn tán thành phương án của ban tổ chức cán bộ. Không chỉ Diệp Thiên Nam kinh ngạc, Phó Tiên Phong cũng biến đổi sắc mặt. Ánh mắt lập tức hướng về phía Hồ Định. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, hay cho một cái tát vang dội. Sự việc còn chưa kết thúc, Hồ Định vừa nói xong, Dương Hằng Dịch liền tỏ thái độ. Giống như là e sợ cái tát không đủ vang dội mà Diệp Thiên Nam không đủ mất mặt, thái độ của ông ta cũng rất kiên quyết. Ý kiến của tôi và Phó Chủ tịch tỉnh Hồ hoàn toàn thống nhất, phương án của ban tổ chức cán bộ vô cùng phù hợp thực tế, tôi giơ hai tay tán thành phương án của ban tổ chức cán bộ. Nếu nói Hồ Định là tát một cái vào má trái, thì Dương Hằng Dịch liền lập tức theo vào, không chút khách sáo tát ngay má phải của Diệp Thiên Nam. Chương 1403, nên trả nợ rồi. Không chút điềm báo, không chút dấu hiệu, không chút chuẩn bị tâm lý, Diệp Thiên Nam bị một cái bạt tai bên trái, một cái bạt tai bên phải, choáng váng tại chỗ. Ý kiến của Lưu Ân Hạ Ninh và ông ta trái nhau, ông ta không sợ. Phó Tiên Phong phản lại quay mũi giáo, ông ta cũng không hoảng hốt lo sợ. Tiến thêm một bước nữa, trong một số việc nhỏ cho dù một trong hai người Hồ Định và Dương Hằng Dịch không nhất trí với ông ta cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng trong kế hoạch lớn về phương án nhân sự, thậm chí không cần ám chỉ, không cần thông báo trước, Hồ Định và Dương Hằng Dịch không nghĩ cũng biết cần phải duy trì nhất trí cao độ với ông ta. Bởi vì sự đề cử của ông ta, không những có thân tín của mình ông ta, mà còn có dòng chính của Hồ Định và Dương Hằng Dịch. Làm sao cả hai người có thể đồng thanh phản đối phương án của ông ta? Tại sao lại có thể vẫn người sau nối người trước kiên định như thế? Diệp Thiên Nam khiếp sợ tại chỗ. Gần như không dám tin vào mắt và tai mình nữa. Thậm chí một lần nghi ngờ có phải nghe nhầm hay không,
hoặc là Hồ Định và Dương Hằng Dịch có phải uống nhầm thuốc hay không. Diệp Thiên Nam không nghe sai, Hồ Định và Dương Hằng Dịch cũng không uống nhầm thuốc, trên thực tế, hai người đều không uống thuốc gì, bọn họ tỉnh táo thật sự. Chẳng những tỉnh táo, còn bình tĩnh mà lý trí. Trong hội nghị thường vụ, lại một lần nữa xuất hiện một cảnh tượng lặng ngắt như tờ, im lặng đến mức sợ hãi, gần như có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của Diệp Thiên Nam. Rất nhiều người còn chưa từng thấy Diệp Thiên Nam thất thố, càng không thấy Diệp Thiên Nam sợ hãi. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, Phó Bí thư Diệp Thiên Nam từ trước đến nay vẫn có dáng vẻ nắm chắc thắng lợi, rốt cục đã lộ ra trước mặt mọi người một mặt hoảng hốt lo sợ. Ngay cả Trịnh Thịnh cũng tỏ vẻ mặt kinh ngạc, đầu tiên là khó hiểu liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong, cuối cùng ánh mắt nhìn ra giữa, lại dừng ở chỗ Hồ Định và Dương Hằng Dịch. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng phần nào đã đoán được gì đó, không khỏi than thở. Hạ tưởng người không có ở Tương Giang, vậy mà Tương Giang vẫn còn truyền thuyết và ảnh hưởng của hắn. Hồ Định và Dương Hằng Dịch không nể tình, trước mặt mọi đánh cho Diệp Thiên Nam một cái tát, ngoại trừ là thủ đoạn của Hạ tưởng, thì không còn ai khác. Diệp Thiên Nam cũng nghĩ tới điểm này, sau khi ông ta thất thố nửa phút, mới kìm nén sự khiếp sợ và tức giận. Chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lại hết sức duy trì thái độ bình tĩnh, miễn cưỡng mỉm cười, muốn nói gì, lại vẫn là nuốt trở vào. Bởi vì sau đó trưởng ban tổ chức cán bộ Lương Hạ Ninh, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trịnh Hải Kỳ, phó chủ tịch tỉnh Hà Chí Năng, bí thư thành ủy thành phố Tương Giang Cổ Kiến Hiên lần lượt tỏ thái độ. Đều là thái độ ủng hộ phương án của ban tổ chức cán bộ. Đã khiến Trịnh Thịnh hoàn toàn nắm giữ thế chủ động và đại cục, không thể cứu vãn, nhiều lời vô ích, Diệp Thiên Nam uể oải mà bất đắc nhận thua. Chẳng những thua, còn thất bại thảm hại, thua cực thảm, và lại quá mất mặt. Hội nghị thường vụ lần này, đánh dấu bước khởi đầu Trịnh Thịnh đứng vững toàn diện tại tỉnh Tương, cũng là bắt đầu lộ ra hiện tượng thất bại của Diệp Thiên Nam tại tỉnh Tương. Từ đó, tỉnh Tương chính thức đi vào thời đại sau Diệp Thiên Nam. Sau hội nghị, Diệp Thiên Nam vẻ mặt thịnh nộ trở lại văn phòng, đóng cửa không ra ngoài, ai cũng không gặp. Dương Hằng Dịch đặc biệt đến giải thích, ông ta cũng không lộ diện. Diệp Thiên Nam luôn luôn bình tĩnh ôn hòa, khoan dung với người khác, lần đầu tiên khiếp sợ trước mặt mọi người. Có thể thấy được cho dù là nhân vật vĩ đại cũng vẫn bị thần hóa, đằng sau hình tượng hào quang của nhân vật vĩ mà đại chúng ta vẫn ngưỡng mộ, cũng giống nhau, là người phàm có tình cảm và ham muốn, có hỉ nộ yêu ghét như nhau. Sẽ tức giận, sẽ thất thố, cũng sẽ mắng chửi người. Diệp Thiên Nam đương nhiên biết ông ta thua ở chỗ nào, thua ở trong tay ai. Khi cảnh tượng gây cho ông ta khó chịu và nhục nhã, khiến ông ta bị sỉ nhục cả đời khó quên ở hội nghị thường vụ còn chưa biến mất trong đầu, ông ta lại nhận được một tin tức, với ông ta mà nói vô cùng buồn bực và đổ thêm dầu vào lửa, đó là Hạ Tưởng đã an toàn một mạch đến thành phố Yến. Nếu nói Hạ Tưởng bình an vô sự chỉ khiến ông ta cảm thấy buồn bực, chỉ là thầm mắng Hạ Tưởng chó ngáp phải ruồi. Nhưng Hạ Tưởng vừa đến thành phố Yến, vừa lúc gặp dịp thủ tướng đến thành phố Yến thị sát, lại khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên, chuyện càng làm cho ông ta thêm khó hiểu và lo lắng còn ở phía sau. Lúc Hạ Tưởng một mạch đến thành phố Yến, đúng vào thời gian giữa trưa. Dựa vào cấp bậc của Hạ Tưởng, không đủ để khiến Cao Tấn Chu tự mình ra mặt tiếp đón, huống chi ra ngoài thành phố để nghênh đón. Dù sao Cao Tấn Chu đường đường là chủ tịch tỉnh. Nhưng theo góc độ của nhà họ Ngô và quan hệ cá nhân mà nói, Cao Tấn Chu lấy sự tôn nghiêm của chủ tịch tỉnh tự mình đến cửa ngõ đường cao tốc đón chào, tuy rằng long trọng, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên Trương Hiểu lại không xúc động quá lớn, sau khi nhìn thấy sự tiếp đãi long trọng đón chào của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh trọng đãi đưa tiễn ở tỉnh sở. Lực kích động của hành động cất nhắc Hạ Tưởng của chủ tịch tỉnh tỉnh Yến trong mắt y liền phai nhạt rất nhiều. Chủ yếu cũng là y đã nhanh chóng có miễn dịch đối với Hạ Tưởng, chưa đề cập tới trong quân đội có rất nhiều thế lực sự âm thầm bảo vệ Hạ Tưởng, chưa đề cập tới việc hắn chỉ dùng một cuộc điện thoại là có thể nối thẳng tới bí thư tỉnh ủy tỉnh sở và bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề. Trương Hiểu chỉ mới có khả năng tiếp xúc với một góc của tảng băng chìm mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng, cũng đã đủ để cho y kinh ngạc. Khiến y 100% tin tưởng Hạ Tưởng về sau nhất định tiền đồ thênh thang. Và lại khẳng định còn có thể là một trong số ít nhân vật có thể đứng đầu tỏa sáng trong nước. Chuyến này, không giả, đến lúc này, Trương Hiểu đối với chuyến này một đường hộ tống Hạ Tưởng về thủ đô, chẳng những may mắn lúc đầu quyết định anh minh, cũng âm thầm khâm phục ánh mắt tinh tường và lâu dài của chính mình. Hạ Tưởng và Cao Tấn Chu không hàn huyên nhiều lắm,
quan hệ giữa hắn và Cao Tấn Chu, về công hay tư đều rất phức tạp. Đối với việc Cao Tấn Chu tự mình tới đón, chỉ đơn giản mà tỏ vẻ cảm tạ, vẻ thản nhiên nhiều hơn. Không phải là hắn lên mặt, mà là dựa vào quan hệ bạn bè giữa hắn và Cao Tấn Chu, khách sáo quá nhiều ngược lại là giả dối rồi. Trương Hiểu và binh lính liên quan đi quân khu tỉnh Yến tiến hành giao tiếp cần thiết trước, y cũng có bạn bè tại quân khu tỉnh Yến, Hạ Tưởng sẽ theo Cao Tấn Chu tới tỉnh ủy. Những nguy hiểm Hạ Tưởng gặp dọc đường đi, Cao Tấn Chu có nghe qua, nhưng không biết được tỉ mỉ. Tỉnh ủy tỉnh Yến, biết chân tướng sự việc cũng không nhiều. Hạ Tưởng lần này đến, cũng lấy lý do về thủ đô giải quyết việc công tạt qua, chỉ gặp vài lãnh đạo tỉnh ủy có quan hệ cá nhân không tồi, sau đó nghỉ ngơi chút xíu, liền chuẩn bị khởi hành về thủ đô. Còn chưa lên đường, Cao Tấn Chu lại nhận được thông báo khẩn cấp, thủ tướng đã xuống đến đường cao tốc, đang đi tới siêu thị Giai Gia thị sát. Thủ tướng tới thăm, sao lại không thông báo trước? Cao Tấn Chu vô cùng khiếp sợ, vội gọi điện thoại cho Phạm Duệ Hằng. Sau đó lại liên hệ với nhân viên công tác của văn phòng quốc hội, y liền cùng với Phạm Duệ Hằng cùng nhau nhanh như lửa đi đến tiếp ứng thủ tướng. Thủ tướng bất ngờ tới chơi. Vừa rồi Hạ Tưởng nghe được văn phòng quốc hội nói là bởi vì gần đây giá hàng tăng lên quá nhanh, thủ tướng muốn tới một tỉnh lỵ là thành phố Yến gần thủ đô nhất, thăm hỏi thực địa một chút, quan tâm việc cung cấp rau xanh của người dân thành phố một chút, đi sâu tìm hiểu tình hình giá cả hàng hóa. Hạ Tưởng cũng không cảm thấy kinh ngạc về việc thủ tướng đến thăm, hắn đã quen với việc thủ tướng sẽ xuất hiện giữa dân chúng, thân thiết hỏi han ân cần, hoặc xuất hiện tại đồng ruộng, cùng nói chuyện với nông dân, quen với hình tượng gần gũi nhân dân của thủ tướng. Công bằng mà nói, một vị thủ tướng có thể làm được thân dân yêu dân và ăn mặc vô cùng giản dị, quả thật không dễ. Cho dù lập trường chính trị của thủ tướng như thế nào, hoặc là việc ông ta ủng hộ Diệp Thiên Nam dẫn đến những suy nghĩ như thế nào, thì trong cảm nhận của Hạ Tưởng, ông ta vẫn là thủ tướng tốt của nhân dân. Đối với thủ tướng, trong lòng Hạ Tưởng từ đầu đến cuối luôn có lòng cảm ơn. Việc thủ tướng đến tỉnh Yến có liên quan đến quốc kế dân sinh, cũng không liên quan đến hắn, hắn liền hẹn giờ gặp với Trương Hiểu, chuẩn bị xuất phát đi tới thủ đô. Chỉ còn 3 tiếng đi xe nữa, nói một cách không khoa trương hắn đã đi đến một nửa trên con đường đến cửa chính thủ đô rồi. Vừa sắp xuất phát, không ngờ liền nhận được điện thoại của Cao Tấn Chu. Hạ Tưởng, thủ tướng chỉ bảo, cần gặp mặt anh. Anh trực tiếp chờ thủ tướng ở cửa vào đường cao tốc, ông ấy có chuyện muốn nói với anh. Cao Tấn Chu chỉ phụ trách truyền đạt tinh thần chỉ thị của thủ tướng, trong lòng vô cùng khó hiểu, thủ tướng muốn gặp Hạ Tưởng, có chuyện quan trọng gì cần nói. Khó hiểu, cũng không hỏi, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Hạ Tưởng cũng buồn bực, thủ tướng biết hắn vừa đến thành phố Yến. Chẳng có gì lạ, nhưng lựa chọn gặp mặt hắn ở cửa vào đường cao tốc, là có ám chỉ gì hay sao? Lại nghĩ lại, không khỏi nhảy dựng trong lòng, chẳng lẽ là... Quả nhiên, nửa giờ sau Hạ Tưởng chờ ở cửa vào đường cao tốc, thủ tướng đột xuất thị sát siêu thị thành phố Yến chỉ ở tại thành phố Yến một giờ, liền vội vàng trở về, tại cửa vào đường cao tốc, đoàn xe thủ tướng dừng lại. Sớm có phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội dẫn dắt Hạ Tưởng đi vào xe của thủ tướng trước. Thủ tướng lại không xuống xe, ở bên trong xe cười vẫy tay với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, đến đây, ngồi xe của tôi, vừa lúc trên đường nói mấy câu. Hạ Tưởng hơi chần chừ, vẫn là được sủng ái mà lo sợ lên xe thủ tướng, trong lòng cũng hiểu được, đồng hành một đường với thủ tướng, sợ là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đồng thời, sợ là có rất nhiều lời lại rất khó nói ra. Vừa lên xe, ô tô liền chậm rãi khởi động, đến đường cao tốc. Một mạch chạy nhanh về hướng thủ đô. Thủ tướng trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói một câu. Nghe nói anh và đồng chí Thiên Nam có chút không đồng điệu lắm. Đồng chí Hạ Tưởng, điểm xuất phát của đồng chí Thiên Nam là tốt, anh ta cũng là một đồng chí tốt, có thể là phương pháp làm việc có chút không phù hợp quan niệm của anh, nhưng đều là vì công việc, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mới là xu hướng phát triển chính. Hạ Tưởng không nói chuyện, cũng không biết nên nói điều gì. Đương nhiên hắn cũng biết, thủ tướng cũng không cần hắn bày tỏ thái độ. Thủ tướng lại nói, có một số việc anh có lẽ hiểu lầm đồng chí Thiên Nam, hiểu lầm không sao, có thể ngồi xuống cùng nhau thảo luận, nói chuyện thẳng thắn, có hiểu lầm gì không thể loại bỏ. Có phải không? Lại dừng lại, đột nhiên, ông ta nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng. Tôi cũng là vì công việc của tỉnh ủy tỉnh Tương có thể thuận lợi triển khai, càng vì muốn tốt cho anh. Hạ Tưởng. Anh là một cán bộ ưu tú, tôi hy vọng anh hoài bão rộng lớn,
về sau hướng tới cương vị công tác quan trọng hơn. Vâng, cảm ơn Thủ tướng dạy bảo, tôi nhất định nhớ kỹ trong lòng. Hạ Tưởng chỉ có thành thật nói vâng, hắn không có khả năng giải thích, càng không thể phản bác. Ha ha, Thủ tướng dường như rất vừa lòng với thái độ của Hạ Tưởng, mới vừa cười, dường như là tự nhủ nói một câu. Hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị thảo luận vấn đề bổ sung ủy viên lần lượt, sắp tổ chức rồi. Lãnh đạo nói chuyện, có khi cần anh trả lời, có khi chỉ cần anh nghe, một câu cuối cùng của Thủ tướng, chỉ là trần thuật một sự thật, nói cho Hạ Tưởng một trận quyết chiến trọng đại sắp đến. Hạ Tưởng một đường vất vả một đường khói bụi ào ào, vừa mới bước đến thủ đô, sau lưng liền chính mắt thấy thời khắc trọng đại của một lần quyết định lịch sử của hội nghị mở rộng Bộ Chính trị. Mà cùng lúc đó, hắn cũng nhận được tin tức, Trịnh Thịnh trong hội nghị thường vụ đã thu được toàn thắng lớn, hắn liền biết, sự khởi đầu của một người, liền có nghĩa là sự kết thúc của một người khác. Cục diện mới, gần đến rồi, không chỉ là tỉnh Tương, là thủ đô, còn có khói bụi hắn một đường vung lên, cũng muốn được xác định, là lúc có người phải trả giá đau đớn thê thảm rồi. Chương 1404, thật phải xảy ra chuyện. Hội chiến Thần Đông và Đại thắng Hoài Dương. Làm danh tiếng của Trịnh Thịnh lên như mặt trời ban trưa, các hãng truyền thông trong nước đua nhau đưa tin chống tham nhũng của tỉnh Tương, làm cho hào quang trên đầu Trịnh Thịnh nhất thời nổi như cồn. Thậm chí vượt qua hành động trấn áp oanh liệt nhất thời chấn động năm đó. Hai thành phố, từ trên xuống dưới thay đổi hoàn toàn, trong nước không thể nói tuyệt đối không có, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tỉnh Tương trở thành tiêu điểm cả nước chú ý. Đương nhiên, lời bàn sau lưng cũng không ít. Cứ lấy tỉnh Tương mà nói, người thật sự khen ngợi chống tham nhũng của hai thành phố Thần Đồng và Hoài Dương, kỳ thực số lượng không nhiều, một bộ phận chờ xem thái độ, một bộ phận ở sau lưng châm chọc khiêu khích còn một bộ phận khác là kiên quyết phản đối, chỉ là cấp bậc không đủ, tiếng phản đối sẽ rất mỏng manh, căn bản không ngăn được nước lũ cuồn cuộn khi Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng liên kết lại với nhau. Bởi vì hai thành phố Thần Đồng và Hoài Dương chống tham nhũng, còn đụng chạm đến lợi ích quá nhiều người. Hai thành phố không tồn tại cô lập ở tỉnh Tương, có liên quan đến nhiều mặt nhiều lĩnh vực của thành phố khác, thậm chí còn có lợi ích xung đột, hơn nữa vì thế lực chống tham nhũng quá lớn, không những làm kinh sợ quan tham, còn làm kinh sợ nhiều người nhận của đút lót. Có điều quyền lực lại nằm trong tay của Hạ Tưởng và Trịnh Trịnh, một số lớn quan viên bị cách chức, một số lớn quan viên bị tịch thu trừng trị, tiền tham ô bất chính xung vào quốc khố, giới quan lại ở tỉnh Tương rơi vào tình trạng chấn động. Con số công bố thu hồi tổn thất cho quốc gia với bên ngoài là 2 tỷ, trên thực tế, vì sợ làm mọi người căm phẫn, con số công bố với bên ngoài chỉ là 1 phần 10 con số thực tế, thu về 20 tỷ cho quốc khố, cho dù bình quân cho hai thành phố, cũng tương đương với việc tăng thêm hơn 4 tỷ thu nhập tài chính của mỗi thành phố, phải đầu tư bao nhiêu, phải thu bao nhiêu thuế của dân chúng mới có thể có hơn 10 tỷ. Chẳng trách năm đó Hòa Thân gặp trắc trở, Gia Khánh ăn no liền nói. Nuôi dưỡng quan tham đợi cho béo bở sau đó giết lấy đi tài của, cũng không khác gì một con đường tắt để tăng thu thuế. Cho dù thế nào, cơn lốc chống tham nhũng của hai thành phố, không những làm uy vọng Trịnh Thịnh tăng lên rất nhiều, chiến tích sáng ngời, cũng khiến cho việc chống tham nhũng tỉnh Tương vẫn luôn bình lặng, thành đứng đầu bảng trong các tỉnh bộ của cả nước. Dân của hai thành phố Thần Đông và Hoài Dương, có người lén bàn tán, cơn lốc chống tham nhũng, Trịnh Thịnh ăn no. Trịnh Thịnh kỳ thực là ăn no, nhưng không ít người đều xem nhẹ Hạ Tưởng người có được lợi ích thực tế nhất trong cơn lốc chống tham nhũng lần này. Chiến tích làm thế nào về tay Trịnh Thịnh, tỉnh Tương làm thế nào làm người ta chú ý, đều là tuyên bố với bên ngoài, đều là yêu cầu của chính trị, nhưng người trong quan trường thật sự lại biết rõ, công tác chống tham nhũng của tỉnh Tương không có gì khởi sắc, sau khi Hạ Tưởng đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, mới đột nhiên nhanh chóng, dứt khoát. Quyết đoán bắt mấy chục quan tham cấp cao từ phó giám đốc sở trở lên, xét cho cùng đều là công lao của Hạ Tưởng. Dân chúng có nhận thức được công lao của Hạ Tưởng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là có người nhận thức được năng lực và nguyên tắc vững vàng của Hạ Tưởng là được. Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, sau khi Diệp Thiên Nam đại bại, thế cục của tỉnh Tương trải qua sóng gió của cầu đường tỉnh Tương, kích động của hội chiến Thần Đông, sau cuồng phong Hoài Dương chống tham nhũng, cuối cùng trở lại bình yên. Lực ảnh hưởng của Diệp Thiên Nam nhỏ lại, uy vọng ở tỉnh ủy cũng xuống dốc không phanh, địa vị Trịnh Thịnh càng được củng cố, Phó Tiên Phong cũng ngồi vào vị trí thứ hai của Tương tỉnh. Ai cũng có phần, chỉ có 4 người từng là đồng minh của tỉnh Tương, tiếp sau Lâm Hoa Kiến bị cách chức, thì đi tới bờ vực sụp đổ. Lực lượng đối lập tỉnh Tương, sẽ được sắp xếp lại.
Nếu nói Diệp Thiên Nam thua trong hội nghị thường vụ chỉ làm người ta cảm thấy chấn động, như vậy không lâu sau khi ở hội nghị thường vụ, lính lác của Diệp Thiên Nam đều tỏ ý muốn dựa dẫm vào Phó Tiên Phong, và Phó Tiên Phong không tỏ ý sẽ từ chối ai, có ý đồ thu thập toàn bộ thế lực của Diệp Thiên Nam, há miệng rất to, cắn thật lớn không kiên dè. Kiên dè hoặc không kiên dè không quan trọng, quan trọng là có được lợi ích thực tế và quyền lợi là được. Phó Tiên Phong từ trước đến nay không phải là người bận tâm thanh danh mà buông bỏ lợi ích, y cũng là tiểu nhân, ngụy quân tử. Thậm chí bao gồm cả Dương Hằng Dịch, Hồ Định qua lại với Phó Tiên Phong cũng thường xuyên hơn, càng làm nhiều người cảm thán Diệp Thiên Nam nhanh chóng thất thế, tường đổ mọi người lại đẩy thêm, lại khâm phục cách đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong, da mặt đủ dày lòng dạ đủ đen tối, mọi việc đều thuận lợi, mặc kệ ai té, y cũng có thể ăn no, thật là một kỳ nhân. Mọi người đều đang nghĩ, Phó Bí Thư Diệp đã từng uy phong lẫm lẫm, trước mắt sắp trở thành người cô độc, không biết cảm tưởng thế nào, tiếp theo đi con đường nào đây. Kỳ thực Diệp Thiên Nam trong chớp mắt thất bại ở hội nghị thường vụ, cũng chính là điểm xấu cho việc mất đi thế lực ở tỉnh Tương. Thua ở hội nghị thường vụ và mất đi thế lực ở tỉnh Tương, vẫn không làm Diệp Thiên Nam mệt mỏi nhất và khó khăn nhất, không chấp nhận hiện thật, vì y kiên quyết cho rằng, y cuối cũng sẽ lên tỉnh Yến. Bởi vậy thất thế ở tỉnh Tương đối với y không đáng nói, không phải là hậu quả nghiêm trọng gì. Thậm chí y còn đắc ý nghĩ rằng, Phó Tiên Phong có gì tài giỏi, chỉ là nhặt thức ăn thừa của y, nói trắng ra, cái rách nát y không cần nữa, được Phó Tiên Phong xem là bảo bối, nếu y muốn, chỉ cần xoay người, Hồ Định và Dương Hằng Dịch sẽ ngoan ngoãn theo y. Y có thể xoay chuyển hai người trong lòng bàn tay. Đương nhiên, trước đây chỉ là Diệp Thiên Nam kiêu ngạo không muốn nhận thua. Tình hình thế nào, y không thử qua, tất nhiên là không biết, mà y cũng không bận tâm chuyện Hồ Định và Dương Hằng Dịch dựa dẫm vào Phó Tiên Phong, có nhiều vấn đề khó khăn làm phiền y, đang chờ y giải quyết. Chuyện làm Diệp Thiên Nam khó chấp nhận nhất là, Hạ Tưởng bất ngờ bình an đến Bắc Kinh. Mà không những bình an đến, hơn nữa còn đi cùng với Thủ tướng bất ngờ đi khảo sát thành phố Yến, cùng Hạ Tưởng không hẹn mà gặp, y cho rằng là trùng hợp mà không phải có người sắp xếp. Nhưng sau đó Thủ tướng chủ động đề nghị cùng vào Bắc Kinh với Hạ Tưởng, thật là vô cùng thú vị. Nếu không có đi cùng với Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam sẽ không nghĩ tới hành động này của Thủ tướng có dụng ý sâu, mà sau khi Hạ Tưởng hoàn toàn thoát khỏi bị truy giết, Thủ tướng và hắn không hẹn mà gặp, lại cùng Thủ tướng lên cùng một chiếc xe vào Bắc Kinh, nếu nói trong đó chỉ là trùng hợp gặp nhau, không chỉ là y, e rằng dân toàn quốc cũng không tin. Đương nhiên, Thủ tướng cùng đi với Hạ Tưởng, sẽ không gặp ký giả đưa tin, thậm chí người biết cũng không nhiều, chỉ giới hạn ở các nhân vật cấp cao và tầng lớp cao, y cũng là liên hệ phòng công vụ quốc hội mới biết chuyện này, nếu không, y cũng chẳng hay biết gì. Nghĩ cũng không cần nghĩ, từ thành phố Yến tới Bắc Kinh, đi xe gần 3 tiếng, Thủ tướng không nhất định sẽ nói nhiều với Hạ Tưởng, thậm chí còn nói đến y, liên tưởng tới Thủ tướng luôn có ý khen ngợi Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam thậm chí lo lắng, lỡ chẳng may Thủ tướng thay đổi chủ ý. Bỏ y mà xoay qua ủng hộ Hạ Tưởng, y sẽ biết làm thế nào đây? Y ở tỉnh Tương hoàn toàn gần như suy sụp, nếu thế lực ở phía Bắc tỉnh Yên cuối cùng thất bại, còn ở tỉnh Tương vốn chưa động, sẽ thật là xấu hổ không còn mặt mũi nào. Nhưng, Diệp Thiên Nam cũng chỉ là ý niệm chợt lóe qua trong đầu, y cũng không biết đề danh của y, Thủ tướng ở phía sau vận động rất lâu, không thể tạm thời đổi người, cũng là y lo hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra, làm y cơ hồ không thể chịu được. Mới khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Nhưng y nghĩ mãi không ra Thủ tướng và Hạ Tưởng dọc đường đi, rốt cuộc đã nói những gì. Chỉ là chuyện mỗi hành động ý nghĩ của Thủ tướng làm cho Diệp Thiên Nam lo lắng hoảng sợ, tâm thần bấn loạn, mà y biết rõ Hồ Định và Dương Hằng Dịch sắp phản bội y, không phải vì y thua hay Hạ Tưởng xúi dục, mà là vì lợi ích trọng đại, lớn đến độ có thể lật mặt y. Y và Hồ Định, Dương Hằng Dịch quen biết nhiều năm, có thể nói là bạn tốt. Quan hệ cá nhân cũng rất tốt, nhưng lại không bàn bạc trước với y mà công khai ở hội nghị thường vụ lật lọng, liền nói rõ một điểm, chuyện này chạm tới điểm mấu chốt của Hồ Định và Dương Hằng Dịch. Lại nghĩ sâu hơn, ngoại trừ chuyện của Hồ Quân Do và Dương Diêu Nhi ra, không còn chuyện nào khác là hai người liều lĩnh làm trái lại y. Mà Hồ Quân Do, Dương Diêu Nhi và Hồ Địa Bắc là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, ba người bọn họ nếu bị bắt, Diệp Địa Bắc cũng không thoát tội. Diệp Địa Bắc là điểm yếu lớn nhất của y, y lo nhất chính là Diệp Địa Bắc xảy ra chuyện, từ đó mà làm cho y cũng bị liên lụy. Vừa nghĩ tới Diệp Địa Bắc,
Diệp Thiên Nam giống như con mèo bị giẫm vào đuôi nhảy dựng lên, y vừa nghĩ tới, hơn một ngày không liên lạc với Diệp Địa Bắc, không đúng, không phải hơn một ngày, từ sau khi y bay tới Bắc Kinh, y không có gọi cho Diệp Địa Bắc. Sau đó chính là, y từ Bắc Kinh về, còn không kịp thở, thì phải triệu tập mở cuộc họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Sau đó lại nghe tin tức của Hạ Tưởng Thuận Lợi tới Bắc Kinh, rồi thêm đả kích bất ngờ từ hội nghị thường vụ, làm cho y không kịp thích ứng, đáp ứng không xuể, cũng không kịp gọi một cú điện thoại cho Diệp Địa Bắc. Diệp Địa Bắc tuổi không còn nhỏ nữa, sao không biết chủ động gọi điện thoại đến, hỏi thăm một chút. Một dự cảm không may lại dâng lên đến cực điểm trong lòng Diệp Thiên Nam, vội vàng gọi di động cho Diệp Thiên Bắc, lại nghĩ ngợi, liền gọi điện cho Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do, nhưng đều khóa máy. Lòng Diệp Thiên Nam chợt nặng trĩu, như chìm xuống tận đáy, cũng không lo nghĩ việc Hồ Định và Dương Hằng Dịch làm mất mặt y, lại gọi điện thoại tới văn phòng của hai người. Hồ Định nghe điện thoại, nói Hồ Quân Do có việc nên ra nước ngoài rồi, không có ở trong nước, y không rõ Diệp Địa Bắc ở đâu. Dương Hằng Dịch không ở văn phòng, không liên lạc được. Thật đúng là xảy ra chuyện rồi. Diệp Thiên Nam cơ hồ nhảy lên, Hạ Tưởng người không ở Tương Giang, còn ai có thể làm hại Diệp Địa Bắc. Diệp Thiên Nam đương nhiên không ngờ, người gây bất lợi với Diệp Địa Bắc thì rất nhiều, và làm cho y càng không ngờ là, Diệp Địa Bắc không những xảy ra chuyện mà còn xảy ra chuyện lớn. Càng làm cho Diệp Thiên Nam hoảng sợ chính là, Hạ Tưởng ở Bắc Kinh, đã làm ra một chuyện cực kỳ bất lợi cho y. Chương 1405, thật là một cái hố to. Sau khi Hạ Tưởng vào Bắc Kinh, cùng Thủ tướng chia tay, hắn đi thẳng đến nhà họ Ngô. Ông Ngô đang thưởng thức trà dưới ánh mặt trời sau buổi trưa, vô cùng nhàn nhã, lúc Hạ Tưởng vào, ông buông cuốn sách Đạo Đức Kinh xuống, cười ha hả. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, người bắt trước đất, đất bắt trước trời, trời bắt trước đạo, đạo bắt trước tự nhiên. Tiểu Hạ con nói đi, cái gì là tự nhiên? Khởi đầu làm cho người ta bất ngờ, Hạ Tưởng cũng cười, ông Ngô cũng có ý, không hỏi hắn về chân tướng của sự việc. Không truy cứu lỗi lầm của hắn dám trêu chọc những người già, lại còn bàn luận danh ngôn trong Đạo Đức Kinh với hắn. Thiên địa hậu đức tái vật, thiên không vô sở bất dung, đại đạo nhật nguyệt xuyên hành, tự nhiên vô vi nhi vô sở bất vi. Hạ Tưởng cười. Không biết câu trả lời của con có làm ông hài lòng không? Đừng lo ông có hài lòng không, quan trọng à ông cổ có hài lòng không? Ông Ngô tự đắc cười nói, mắt nhìn ra góc vườn. Hạ Tưởng mới chú ý tới. Ông cổ đang ở gốc sân, đang ngồi xổm trên đất say sưa thưởng thức chậu hoa. Nói là chậu hoa thì không chính xác, chính xác mà nói, phải là một chậu cảnh, có núi có nước có cây có đình, trong đình có người, nhìn xa xa, núi cao sông sâu, tuy nhỏ nhưng đầy đủ, vô cùng tinh xảo và sinh động, như đem cả sông núi thu nhỏ vào đây làm người nhìn càng yêu thích không nỡ rời. Chính là bức tranh sơn thủy mà ông Ngô thích nhất, đây cũng là đặc ý của thủ tướng, nghe nói ông Ngô thích nhất là chậu cảnh. Nên đặc ý làm lễ thọ tặng cho ông. Ông cổ nghe thấy giọng của Hạ Tưởng, lại giả vờ không để ý tới, chỉ thưởng thức bức tranh sơn thủy. Nếu cậu có thể thuyết phục ông Ngô đem bức tranh sơn thủy tặng cho tôi tạm tha cho cậu một lần. Ông cổ nói, câu nói đầu tiên là một vấn đề khó cho Hạ Tưởng. Cái gì địa pháp thiên, thiên pháp đạo là một vấn đề cao thâm bí hiểm, vấn đề của tôi rất đơn giản, cậu tìm cách đem bức tranh sơn thủy dọn lên xe của tôi ở bên ngoài. Tôi giúp cậu giải quyết vấn đề còn sót lại, bằng không, miễn bàn. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, thật là lòng người không cổ xưa, hắn hiếm khi bị chơi xấu. Hay thật, đến ông cổ vốn luôn ngay thẳng cũng học cách chơi xấu, thật khiến hắn không còn gì để nói. Ông cổ chắc là mấy chục năm rồi không tới nhà ông Ngô, hai ông vì chuyện của hắn, tuy có khúc mắc, tuy không thể giải thích rõ tường tận, nhưng ít ra làm cho ông cổ phá lệ ở nhà họ Ngô, cũng là một bước rất tốt. Ông cổ tuy không nói, tuy chỉ nhìn lạnh lùng sau lưng hắn, nhưng Hạ Tưởng vẫn cảm nhận được sự thân thiết của ông, trong lòng vô cùng kích động. Hạ Tưởng cũng không trả lời, xoay người đi tới chỗ của ông Ngô, cười. Ông, gần đây ông đọc Đạo Đức Kinh, có nhận thức được gì sâu sắc không? Nhận thức một chút, nhưng sâu sắc thì không sâu sắc, chỉ có thể như người uống nước, ấm lạnh tự biết, sao thế, con cũng thuộc Đạo Đức Kinh, rồi sao? Chỉ là đọc một chút. Có chút đạo lý xem mãi không hiểu, xin ông giải thích dùm con. Nói ra để nghe thử. Ông Ngô lúc nãy cũng không nghe được cuộc nói chuyện của Hạ Tưởng và ông cổ, vẫn vui vẻ cười nhìn Hạ Tưởng.
chuyện có nhiều thêm, tĩnh tâm đọc sách nhiều một chút, cũng là chuyện tốt, ngũ sắc làm người ta mở mắt, ngũ âm làm người ta điếc tai, chẳng lẽ nói, âm thanh của thế giới, sẽ làm người ta mắt mở tai điếc? Hạ Tưởng nghiêm trang hỏi, bộ dạng khiêm tốt lắng nghe lời truyền thụ. Người già rồi, thích nghĩ đạo lý, tìm hiểu nhân sinh, thích nhất là lớp trẻ khiêm tốn thỉnh giáo, thái độ của Hạ Tưởng rất đoan chính, làm ông cụ rất vui, hơi trầm ngâm một chút, nghe Hạ Tưởng giảng giải. Ý là, đừng quá cố chấp phân biệt âm thanh màu sắc của thế giới, thế gian vạn vật, đều phải tuân theo đạo lý tuần hoàn, nếu làm theo nguyên tắc chủ yếu của cuộc sống, chính là không cần vì biểu tượng của nhân gian, muôn màu muôn vẻ hấp dẫn mất phương hướng, phải kiên trì ý chí không lung lay, mới là hành động sáng suốt. Nghe ông nói, còn hơn đọc sách 10 năm. Hạ Tưởng lập tức nịnh bợ, không đợi ông nói thêm, hắn liền thuận thế nói. Vì không để ông quá chấp nhất cảnh đẹp thế gian, bức tranh sơn thủy của ông tặng cho con đi, tin rằng cảnh giới ông đã đạt tới là cảnh giới nhìn vạn vật thế gian như không nhìn thấy, sẽ không để ý tới cái chậu cảnh nho nhỏ này. Ông Ngô lập tức ngây ngẩn cả người. Vốn nghĩ sau khi Hạ Tưởng đến, mượn mấy câu nói cao thâm bí hiểm trấn trụ hắn trước, cũng để hắn biết kiềm chế vài phần, đừng đùa giỡn trước mặt người lớn đều có kiến thức rộng rãi, đều cao thâm bí hiểm, không phải một tên nhỏ nhoi như hắn là có thể trêu chọc được, không ngờ, vòng vo nửa ngày, lại tự đem mình nhốt vào, Hạ Tưởng. Đúng thật là hôm nay bị thằng nhóc tinh danh này làm khó. Ông Ngô ngược lại mỉm cười. Sau khi cười xong, cũng không nghĩ nhiều, tuy ông rất thích chậu cảnh bức tranh thủy sơn, nhưng nếu bị thằng nhóc này xin, ông lại khó mở miệng từ chối, cuối cùng đành ra vẻ hào phóng vung khoát tay. Đem đi đi. Kết quả không biết làm ông Ngô khóc hay cười muốn tức giận nhưng không tức giận được, Hạ Tưởng vui mừng cho người mang chậu cảnh lên xe ông cổ, làm ông cổ cũng khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, sau đó chịu thua thấp giọng nhận lời với Hạ Tưởng. Đến lúc này, ông Ngô mới hoàn toàn hiểu rõ, ông không những không trấn trụ được Hạ Tưởng, nào ngờ lại bị Hạ Tưởng đùa lại lần nữa, gạt lấy đi chậu cảnh của ông, mượn hoa hiến Phật, lại khiến cho ông cổ được hời, ông Ngô thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Ông cổ cũng bị chậu cảnh mà nói đại, kết quả bị thằng nhóc này chơi cho một vố. Ông cụ lâu không có cười to như vậy, hôm nay kìm chế không nổi, cười lớn ra, tiếng cười vang cả sân vườn nhà ông Ngô đã lâu không vui như vậy. Ông cổ vui mừng đem chậu cảnh đặt lên xe, sau khi đặt chỗ an toàn, nghe thấy tiếng cười của ông Ngô, lại thấy bộ dạng Hạ Tưởng đang đứng bên cạnh không chịu nổi cười, thì hiểu rõ gì rồi, sau đó được biết hai ông chỉ nhìn qua. Sau khi bị thằng nhóc chọc cho một trận, ông cũng chịu không nổi cười ha ha. Hai ông cười rất sảng khoái, Hạ Tưởng lần đầu tiên khéo léo nhắc đến Diệp Thiên Nam, Diệp Địa Bắc, đem chuyện Diệp Địa Bắc và quân đội đứng ở phía sau vụ buôn lậu dầu mỏ, còn có chuyện Diệp Thiên Nam trở thành trợ thủ lớn nhất phía sau cầu đường Tỉnh Tương, chẳng những làm ra nhiều chuyện trời không dung người không tha ở Tỉnh Tương, hơn nữa lần đó hắn trên đường bị bên quân đội truy giết, Diệp Thiên Nam là người đứng phía sau sai khiến. Ở trong đó cũng có tác dụng trợ giúp nhất định. Ông Ngô nhăn mày không nói, ông cổ không ngừng lăn lăn hai quả cầu ngọc trên tay, gần như bất động thanh sắc, trên thực tế, tốc độ chuyển động của cầu ngọc nhanh hơn lúc nãy không ít. Ông Ngô, ông nói thế nào? Ông cổ hỏi trước. Ông Ngô thở dài một tiếng. Cùng với quân đội đi buôn lậu dầu mỏ không có gì, tạo ra một cầu đường Tỉnh Tương kiếm tiền, cũng không có gì, xem như y làm Tỉnh Tương thành mù mịt lộn xộn. Người người oán trách, cũng không có chuyện gì liên quan đến tôi, nhưng chủ ý của y là nhằm đánh vào Hạ Tưởng, tay quá dài rồi. Chặt tay cột chân, có đủ hết giận không? Ông cổ rất rõ ràng, đem quả cầu bằng ngọc đặt lên bàn. Cái tên kêu là Diệp Thiên Nam đó, làm tôi rất tức giận, nó cấu kết với bộ đội kiếm tiền thì thôi, còn muốn lợi dụng lực lượng của quân đội, ảnh hưởng đến chuyện địa phương, phải dạy dỗ nó một trận, đặc biệt là chuyện ầm ĩ này. Không chết không thôi, thật cho rằng hai lão già chúng ta đã chết rồi sao? Ông Ngô xua tay cười nói. Diệp Thiên Nam chỉ là muốn học Hạ Tưởng làm điểm tựa, nhưng nó quên một điều, làm điểm tựa, tự bản thân cũng phải đủ cứng rắn mới làm được, còn phải đủ thông minh. Hạ Tưởng rất kịp thời xen vào một câu. Nhưng muốn tự thân cứng rắn, đủ thông minh, còn phải có hai ông ủng hộ. Ông Ngô cười mắng một câu. Phải đó. Sau đó lại nói. Kỳ thật Hạ Tưởng dọc đường trêu chọc hai lão này, còn đùa giỡn với một số người của Diệp Thiên Nam, nếu không phải hắn dọc đường đi đi ngừng ngừng, luôn cố ý bị người đuổi, thật trở thành một lần đi du ngoạn rồi, thì phải xem hai lão già chúng ta có thật lòng yêu thương bảo vệ hắn không,
dùng lực lượng nhiều như vậy để bảo vệ hắn, lại càng không ngừng quăng mồi ra, cho nên nói, ông cổ, bây giờ ông rất tức giận Diệp Thiên Nam cũng là hạ tưởng đào hố bảy ông. Hố thì hố, tôi nguôi giận rồi hãy nói. Sự yêu thương bảo hộ của ông Ngô biểu hiện ra không giống với cơ trí của ông cổ hồ đồ bị hạ tưởng trêu chọc, cũng muốn tức giận. Quân khu Thành Dương và quân khu Tỉnh Tương, tôi chuẩn bị rồi, ông Ngô, một mình tôi gây sức ép hơi có chút khó khăn, ông phải giúp một tay. Quân khu thành phố Lỗ bên đó, ông định làm thế nào? Hạ tưởng có thể mượn tay Khâu Nhân Lễ, đem cầu đá qua. Ông Ngô hơi nheo nheo mắt, cơ hồ chuyện này không đơn giản. Ông còn hỏi tôi, ông không phải sớm có dự tính trong lòng rồi à? Không chỉ là ông, thằng nhóc đó cũng sớm có mưu tính rồi, chính là đem một lễ vật cho Tổng Thư Ký. Ông cổ lại nheo nheo mắt, nhưng lần này là cười híp mắt, Tổng Thư Ký muốn cùng Hạ tưởng ngắm cảnh dọc đường, cũng nên tỏ vẻ một chút. Theo tôi, làm thế này. Ông Ngô lại mở to mắt, giữa hai mí mắt mở do ra, tuy không phải đế vương phán vô số đầu rơi xuống đất, nhưng không ít người khó tránh khỏi bị rơi mũ quan. Quân khu Tỉnh Tương bên cạnh quân khu Thành Dương, tôi giúp một tay, quân khu Tỉnh Dự và quân khu Thành Lỗ, thì do chính Tổng Thư Ký điều tra xử lý. Cũng được. Ông cổ gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện gì, lắc đầu mạnh. Không đúng, không đúng, ông Ngô, nếu ông ra tay, cũng không đủ khí lực. Chính diện chiến trường của ông ở đâu? Không thành ý, thằng nhóc đó sẽ không hài lòng, nó không chịu ức hiếp vô ích đâu. Chuyện của quân đội, tôi có thể đứng sau lưng giúp ông một tay thì đã tốt lắm rồi, ông còn muốn thế nào? Hành động của chúng ra chính là cái bánh ngọt của người đó, vả lại, tôi ở đó không chiến đấu chính diện, sợ là còn phải lao lực hơn cả ông. Sau khi ông cổ ngẩn ra, mới biết ám chỉ của ông là gì, mới bằng lòng gật đầu. Ra tay độc một chút, đừng lưu tình, lúc mềm lòng phải nghĩ tới chuyện hạ tưởng bị người ta giết hại, ông phải cứng rắn một chút. Ông Ngô cười ha hả. Ông cổ, ông biết tôi mấy năm rồi, có khi nào thấy tôi mềm lòng chưa? Hai ông cả đời không ngừng đấu đá nhau, lần đầu tiên bắt tay nhau, cũng không biết sẽ gây ra chuyện ầm ĩ gì. Chương 1406, bình minh ngay trước mặt. Cuộc nói chuyện của hai ông ở Bắc Kinh. Nhất định không truyền đến Trung Nam Hải, càng không truyền tới Tương Giang, nước ở Tương Giang này đêm không ngừng chảy, không bao giờ ngưng nghỉ, cũng mãi không mệt mỏi. Mỗi một đóa là một câu chuyện, mỗi lần sóng lớn là mỗi lần thăng trầm của nhân gian. Nếu lấy góc độ của Nghiêm Tiểu thì mà nói, sông nước Tương Giang tuy là sông nước quê hương, vẫn không như sông Hạ Mã của thành phố Yến làm người ta cảm động và ấm áp, có cảm tình với một thành phố, là vì có cảm tình với một người của thành phố. Cụ thể mà nói, có tình cảm đối với một người nào đó. Những ngày tháng Hạ tưởng trên đường vào Bắc Kinh, tất cả các cô gái đều tụ tập lại, cô tương đối có chút bâng khuâng, luôn nghĩ ra những chuyện không may, cô không lúc nào không lo lắng cho an nguy của Hạ tưởng, mặc dù cô cũng biết, Hạ tưởng cơ trí đa đoan, nhất định bình an vô sự. Liên Nhược Hạm phân công nhiệm vụ cụ thể cho cô là sắp xếp công tác cho các cô khác ở Nam Cung, đồng thời làm trợ lý cho Lý Thấm. Công việc của Lý Thấm là rất quan trọng, cũng rất bận rộn, cô gần như là người bận nhất, nửa ngày rong ruổi bên ngoài, nửa ngày ở trong văn phòng nhìn chằm chằm vào máy vi tính, cứ thế xoay vòng. Còn mấy cô gái khác, hình như không thấy bóng dáng, tiếp xúc với quân đội hỏi thăm tin tức của Hạ tưởng, lại ra mặt vừa đấm vừa xoa, xúi dục Hồ Quân Do. Phó Tiên Tiên và Vệ Tân đang tiếp xúc với Dương Diêu Nhi, ý đồ thuyết phục Dương Diêu Nhi xuống nước. Dụng tâm nhất chính là Liên Nhược Hạm. Cô hầu như ngày ngày đều chạm trán với Mai Hiểu Lâm và Lý Thấm, mục đích chính là một tay đánh ngã Diệp Địa Bắc, để Diệp Địa Bắc cả đời cũng không thể ngốc đầu lên được. Còn Tào Thù Lê đang ngồi ở trong nhà, là người đáng tin cậy của các cô gái, vì cô nhất định là người đầu tiên biết tin tức của Hạ Tưởng, tuy cô không được giao công việc cụ thể, nhưng lúc Hạ Tưởng không có ở đây, cô chính là hóa thân của Hạ Tưởng, dẫn dắt đám phụ nữ đồng tâm hiệp lực, vì Hạ Tưởng nỗ lực mà chiến đấu. Nghiêm Tiểu thì xót xa phát hiện, thậm chí ngay cả Vệ Tân cũng bận hơn cô, chỉ có một mình cô gần như không có việc, ngoại trừ ở nhà chờ đợi ra, hầu như không làm gì cả, khiến cô buồn bực và uể oải, chẳng lẽ cô thật sự là vô dụng vậy sao? Các cô một lòng muốn đối phó chính là Diệp Thiên Nam, chính là muốn mượn Dương Diêu Nhi xúi dục, dụ Hồ Quân Do xuống nước, từ đó mà đánh lật Diệp Địa Bắc và Diệp Thiên Nam, rất nhiều chuyện đều giấu rất kỹ, cũng rất khó điều tra tay chân của y. Cho nên Liên Nhược Hạm vận dụng không ít lực lượng, muốn điều tra tài khoản bí mật của Diệp Địa Bắc,
cùng với chứng cứ y chiếm đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, nghe nói, bước đầu thu được tiến triển nhất định. Bên cạnh đó đột phá nhất định có khó khăn, nếu Dương Diêu Nhi hay Hồ Quân do có một người mở miệng nói, thì dễ hơn nhiều, đương nhiên, hai người ai cũng sẽ không dễ dàng vì bọn họ làm lật đổ Diệp Địa Bắc bị lật thuyền, bọn họ cũng rơi xuống nước. Lúc Hạ Tưởng trên đường vào Bắc Kinh, các cô gái ở Tương Giang cũng đang nỗ lực phá cục. Bình Minh ở trước mặt, nhưng lại chỉ kém một đường. Bởi vì Nghiêm Tiểu thì lòng nóng như lửa đốt, rất muốn đi ra ngoài giúp đỡ, lại không thể không theo chỉ bảo của Liên Nhược Hạm, đành ngồi ở trong nhà chờ, vì Liên Nhược Hạm nói rồi, ai không nghe theo chỉ bảo, thì sẽ bị trục xuất ra khỏi Nam Cung. Bây giờ ngoại trừ Tào Thù Lê ra, Liên Nhược Hạm trở thành người quan trọng trong các cô, Tào Thù Lê tuy là chính quy nhưng lại yếu đuối, không thể lo nhiều chuyện, hơn nữa Liên Nhược Hàm đối nhân xử thế rất công chính, các cô không ai dám không theo, nhưng lại không mất đi sự vui vẻ và thông minh, hơn nữa không ai có thể so sánh với xuất thân của cô, vì Hạ Tưởng hào phóng bỏ ra một số tiền lớn, cũng khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Các cô ở Nam Cung đều nghe theo chỉ thị của Liên Nhược Hàm, vì ý của Liên Nhược Hàm cũng chính là ý của Hạ Tưởng, cho nên không ai dám không phục mệnh lệnh của Liên Nhược Hàm. Ngay cả Tào Thù Lê cũng nghe theo chỉ huy của Liên Nhược Hạm, Cổ Ngọc cũng nghe theo, thậm chí Mai Hiểu Lâm thị trưởng Tương Giang cũng không có hai lời, người khác, còn có gì để nói chứ? Nghiêm Tiểu thì, cũng không dám hoài nghi quyền uy của Liên Nhược Hạm, chỉ là cô vẫn luôn nôn nóng bất an, bao nhiêu năm không có vì một người mà sốt ruột như vậy, không, nên nói, bao nhiêu lần vẫn vì một người sốt ruột như vậy, lần này, là lo lắng nhất. Bao nhiêu lần đều muốn hạ quyết tâm rời khỏi Hạ Tưởng. Không hy vọng vào hắn, nhưng luôn khó mà làm được, Hạ Tưởng giống như có ma lực, cứ thế luôn vây chặt trong lòng cô, làm cô không thể nào trốn chạy được, đem gần 10 năm tuổi thanh xuân, lúc đó cô cũng gặp qua người đàn ông làm cô động lòng, nhưng cuối cùng đều bị cô cự tuyệt, bởi vì trong lòng cô trước sau đều không bỏ được tên xấu xa đó. Hạ Tưởng chính là một người xấu, rõ ràng biết lấy đi trái tim của cô, lại giả vờ không biết, còn muốn để cô chủ động. Còn muốn cô bỏ đi tính kiêu ngạo rụt rè của người con gái nhiều lần tìm đến hắn, thật sự là làm cho người ta không còn lời để nói, làm người ta tức giận. Chỉ là thế gian có nhiều chuyện nói không hết, cô lại giận hắn lại ghét hắn, lại mỗi lần trong thời khắc quan trọng mềm lòng, sau đó lại thỏa hiệp, lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn, vì hắn trả giá một lần, im lặng và chờ đợi, chờ mong một ngày hắn ôm lấy cô vào lòng. Chỉ là bây giờ, hắn sống chết chưa biết, cô biết. Trước đây đã từng hận hắn, từng có bất mãn, từng có không cam, bây giờ tất cả đều hóa thành yêu lo và tưởng niệm, Hạ Tưởng thật là một tên đại xấu xa làm người ta hận, làm người ta yêu, làm người ta đau khổ. Nhưng từng hận từng yêu, còn phải vì hắn làm những gì mới cam tâm, chỉ là... Cô có thể vì hắn làm gì chứ? Nghiêm Tiểu thì không ngừng đi đi lại lại trong phòng, lo âu, khổ sở, lo lắng bất an, làm thế nào, làm sao bây giờ? Đang lúc cô một lòng muốn vì Hạ Tưởng làm chút gì đó mà không bia thế nào, Vệ Tân quay về. Vệ Tân và Phó Tiên Tiên đi ra ngoài lại kéo theo Dương Diêu Nhi xuống nước, Phó Tiên Tiên và Dương Diêu Nhi chơi điên cuồng, cô quả thật là chịu không nổi cảnh tượng này cho nên đi về trước. Chị thì, có tin tức của Hạ Tưởng không? Vừa vào Vệ Tân ngay cả nước cũng chưa kịp uống, liền hỏi. Vẫn không có, hắn cũng thật là, điện thoại cũng không gọi một lần, 8 người con gái lo cho hắn. Hắn tốt xấu gì cũng quan tâm một hai người trong số đó, nếu không liên lạc với chị, chí ít cũng phải gọi điện cho Liên Nhược Hạm, đúng không? Thật là bát nữ vọng xuyên thu nữ, trách Hà Lang tâm như sắt đá. Tất cả bất an và lo ưu trong lòng Nghiêm Tiểu thì hóa thành trách móc. Vệ Tân há to miệng, hồi lâu không nói, qua một hồi cô lại thở dài. Chị Tiểu thì, chị lo cho hắn, em cũng hiểu, chị cũng không nên oán hận hắn. Cũng có lẽ hắn cũng đang trải qua khảo nghiệm sinh tử, làm gì có thời gian mà gọi điện thoại. Và lại nếu chẳng may gọi điện mà bị người ta xác định được vị trí, bị người ta phát hiện thì làm thế nào? Nghiêm Tiểu thì, á khẩu không nói, cô mới biết được, Vệ Tân toàn tâm không oán không hận, cô ấy luôn nhân nhượng và nuông chiều Hạ Tưởng, so với Vệ Tân cô còn kém hơn rất nhiều. Nghiêm Tiểu thì oán hận nghĩ, Hạ Tưởng chết tiệt, quá hạnh phúc rồi. Có nhiều cô gái yêu anh như vậy còn có người con gái như Vệ Tân lúc nào cũng bảo vệ anh, có người ức hiếp anh, thì có Liên Nhược Hàm ném tiền ra lo cho anh, có người nói xấu anh, thì có Vệ Tân giúp anh biện giải, anh mà không thể bình an trở về Bắc Kinh, anh sẽ có lỗi với tất cả mọi người. Vệ Tân cũng biết Nghiêm Tiểu thì là quá lo lắng cho Hạ Tưởng,
mặc dù trong lòng mình luôn thấp thỏm không yên, vẫn nhẹ nhàng an ủi Nghiêm Tiểu Thì mấy câu, để làm cô vui, nói tới chuyện vui của Dương Nhiêu Nhi, đúng thật là đáng xấu hổ. Vệ Tân trở thành kể chuyện vui, Nghiêm Tiểu Thì trở thành mấu chốt quan trọng nhất để nghe, chân mày của cô dần ngưng lại, theo sau đó, chậm chậm giãn ra, cuối cùng hóa thành nụ cười rạng rỡ, cô ôm lấy Vệ Tân, hôn mạnh lên trán Vệ Tân một cái. Vệ Tân, em thật là ngôi sao may mắn của chị. Bất thình lình bị hành động quá thân mật của Nghiêm Tiểu Thời làm cho cô nhảy thoát tim, Vệ Tân không quen tiếp cận quá thân mật với người khác, liền nhảy tránh qua một bên. Chị Tiểu Thì, chị đừng dọa người ta chứ. Nghiêm Tiểu Thì không để ý đến sự sợ hãi của Vệ Tân kéo tay cô, cúi xuống nói nhỏ vào tai mấy câu, Vệ Tân liền biến sắc. Rất bị ổi, có phải không? Trên thương trường để đánh bại kẻ thù, cách gì cũng có, trên quan trường cũng vậy, em nghĩ đi. Diệp Thiên Nam muốn hại chết Hạ Tưởng, chúng ta làm y thân bại danh liệt là nhẹ rồi, nếu chị có quyền lực, chị sẽ thẳng tay đá y đến tương giang rồi. Nghiêm Tiểu Thì khẽ cười, giữa chân mày lộ ra vẻ tà ác, so với cô ta trước kia là hai người. Nếu Hạ Tưởng ở đây, nhất định sẽ kinh hãi, bởi vì Nghiêm Tiểu Thì vô ý để lộ ra bộ mặt xảo nguyệt, có thể so với hắn lúc giận dữ. Vệ Tân do dự một lát, liền thỏa hiệp. Vậy em nghe theo chị, nhưng em cũng nói trước. Đều là chủ ý của chị, em nhiều lắm cũng là tiếp tay, nếu chẳng may anh ấy không vui, em không muốn anh ấy giận em. Nghiêm Tiểu Thì không nói nữa, Vệ Tân đối với Hạ Tưởng quả thật là quá gìn giữ, mọi thứ đều lo nghĩ chu toàn, lòng ôn hậu, ngay cả cô cũng bất giác sinh lòng yêu mến, thật đúng là một người có thể nói là đệ nhất dịu dàng tùy mị đáng để đàn ông trân trọng yêu thương. Được, hắn vui, em đến chia vui, hắn bực bội, chị chịu. Nghiêm Tiểu Thì kéo tay của Vệ Tân, cười rất cổ quái. Nếu chị là đàn ông, nói gì cũng phải cưới em, lúc mệt mỏi, chỉ có em mới là an ủi lớn nhất của đàn ông. Chị Tiểu Thì, chị nói bậy gì đó. Vệ Tân đỏ mặt. Nghiêm Tiểu Thì cười ha ha, sau đó cùng Vệ Tân lên lầu, bắt đầu bắt tay vào kế hoạch hại người của cô. Nghiêm Tiểu Thì và Vệ Tân mưu đồ bí mật nửa ngày, hơn nữa tất cả chuẩn bị thỏa đáng rồi, khi bắt đầu lập tức triển khai kế hoạch. Liên Nhược Hạm lại triệu tập mọi người lại mở cuộc họp, có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Mọi người đều tề tụ đông đủ, đều rất chờ đợi nhìn vào Liên Nhược Hạm đang ngồi trên ghế sofa. Liên Nhược Hạm vẫn trang điểm lộng lẫy, tóc dài buộc đơn giản sau lưng, lộ vẻ mạnh mẽ giỏi giang, cô đã hơn 30 tuổi, dáng người khỏe đẹp, toàn thân không thấy chỗ nào là không có sức hấp dẫn người khác. Có hai tin tức muốn tuyên bố. Liên Nhược Hạm nói. Bên trong ánh mắt chớp động là sự hưng phấn và vui vẻ. Tin thứ nhất, Hạ Tưởng bình an trở về Bắc Kinh, kế hoạch của kẻ thù chấm dứt thất bại. Qua, mọi người vui mừng hoan hô, Nghiêm Tiểu Thì thậm chí còn ôm lấy Vệ Tân, muốn hôn cô một cái, Vệ Tân sớm đã chuẩn bị, liền nhảy tránh ra. Tin tức thứ hai là, vì để phối hợp với kế hoạch của Hạ Tưởng, bắt đầu ngày mai, toàn diện thu lưới, toàn lực phản công. Chương 1407, quay đầu đã là hoàng hôn. Dương Diêu Nhi chẳng những đầu óc không phát triển, cũng không có tâm sự, vẫn như thường lệ muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, muốn chơi thì chơi. Dù sao trong nhận thức của cô, trời có sụp thì đã có kẻ cao trống, đất lở thì có kẻ béo đỡ, tương giang có bị lũ lụt, thì đã có giải phóng quân. Đối với việc cô và Phó Tiên Tiên, Cổ Ngọc và Vệ Tân đang nhanh trở nên thân thiết, cô cũng không có nghĩ nhiều. Thật ra, nói thật trong mọi chuyện cô chưa bao giờ nghĩ nhiều, chỉ có duy nhất một điều là cô cảm thấy nói chuyện hợp, chơi vui vẻ là được, còn về có mục đích gì, có phải lừa cô hay không cô không phải là không nghĩ đến, chẳng qua sau đó lại bỏ qua và ném lên chín tầng mây. Khiến Dương Giao Nhi tập trung tinh lực suy tư một vấn đề, đó là một việc đại khó, đối với cô ấy mà nói, trời đất bao la, chỉ cần hôm nay có ăn có uống và được chơi, mặc kệ ngày mai có phải là ngày tận thế hay không. Cho nên trong lúc cô hưng phấn, sau khi uống rượu say, lúc cô vui vẻ cực độ, rốt cuộc đã nói cái gì, đã làm cái gì cô đều không nhớ được, thậm chí đàn ông bên mình giống như đèn kéo quân đổi người này người nọ. Phỏng chừng không chỉ dừng lại một người, có thể khiến cô nhớ kỹ tên và diện mạo e là đến cả 10 tên cũng không có. Mặc dù như vậy, Dương Giao Nhi cũng biết rõ, cô ngốc thì ngốc nhưng không ngu, cũng hiểu được Phó Tiên Tiên tiếp cận cô là có mục đích khác, nhưng rốt cuộc Phó Tiên Tiên có chủ ý gì. Cô cũng không muốn đoán. Dù sao không phải là muốn lấy mạng của cô là được.
Dương Giao Nhi chỉ coi cái gọi là tứ thiếu tỉnh tương là một nhóm ăn chơi, cô không theo đuổi cái gì quá lớn, có tiền tiêu có đàn ông bên cạnh là được rồi. Cho nên đối với việc giải thể tứ thiếu tỉnh tương, đối với việc Lâm Tiểu Viễn bị đi tù, Lâm Hóa Kiến bị thất thế cô không có một chút cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên Dương Giao Nhi dù sao cũng là một phụ nữ, có giao du linh tinh, đùa giỡn đàn ông thế nào, cũng biết đạo lý đàn ông nói ngoa đàn bà mất mặt, còn biết có một số việc không thể lộ ra, nếu để lộ ra liền trở thành tin xấu cực lớn. Một số bí mật phải chôn sâu ở đáy lòng của cô, không tiết lộ với bất kỳ ai, thậm chí ngay cả Hồ Quân Do đã cùng cô từng có những đêm tình cảm bên nhau cô cũng không có nói ra. Đối với mâu thuẫn trở nên gay gắt giữa Hạ Tưởng và Diệp Địa Bắc, đối với việc Hạ Tưởng một đường Bắc tiến tới Kinh, Dương Giao Nhi cũng có nghe tin tức. Chẳng qua nghe qua thì nghe qua, cô cũng lười đi tìm hiểu nội tình bên trong, chỉ có điều cảm thấy nếu chẳng may Hạ Tưởng chết thì cũng có chút đáng tiếc. Bởi vì Hạ Tưởng là người duy nhất trong lịch sử chinh phục đàn ông của cô lại không quỳ gối trước cơ thể trần truồng của cô. Đàn ông luôn luôn tự xưng là chinh phục phụ nữ, thật ra phụ nữ đâu phải là không dùng sự dịu dàng và thân thể để chinh phục đàn ông. Dương Giao Nhi ngộ ra đạo lý chính là, không có một bên chinh phục tuyệt đối, mà chỉ cần hai bên chinh phục lẫn nhau. Đêm qua lại làm ầm ĩ một đêm, sáng nay hơi đau đầu, Dương Giao Nhi rất mất hình tượng khi chỉ mặc quần lót nằm trên giường, tư thế cực kỳ mờ ám và không đẹp, đùi thon dài mà trắng nõn lõa lổ bên ngoài, eo bụng cũng bằng phẳng như vùng đất bình nguyên, vòng eo nhỏ trơn bóng tạo đường cong, nếu chỉ nhìn thân thể mà không chú trọng nhân phẩm thì quả thật cô cũng đáng được xem như một báu vật. Ngủ thêm một lúc nữa, dù sao mới hơn 9 giờ. Dương Giao Nhi xoay người nhìn đồng hồ, liền quyết định nằm xuống ngủ tiếp. Ai ngờ điện thoại liền vang lên không đúng lúc. Vốn không muốn nghe điện thoại, nhưng nó lại vang một lần lại một lần nữa, Dương Giao Nhi cảm thấy phiền phức quá, giơ tay lấy điện thoại. Ai sáng sớm lại không cho người ta ngủ, thật là bất lịch sự. Giao Nhi, là ba. Trong điện thoại truyền đến thanh âm uy nghiêm của Dương Hằng Dịch. Không giống với trước kia rất dịu dàng, Dương Hằng Dịch rất phẫn nộ nói. Con lập tức mặc quần áo xuống lầu, ba ở dưới lầu chờ con. Tôi còn chưa tỉnh ngủ. Dương Giao Nhi muốn nũng nịu. Lập tức xuống lầu. Dương Hằng Dịch dễ dàng không lộ ra uy quyền của người cha ở trước mặt Dương Giao Nhi. Hôm nay lại uy nghiêm đến nỗi không có một chút thương lượng. Dương Giao Nhi không dám làm trái, vội vàng ngoan ngoãn mặc quần áo xuống lầu, dưới lầu. Đang đỗ xe chuyên dụng của Dương Hằng Dịch. Trong xe không có tài xế, là ông ta tự mình lái xe. Vừa mới ngồi vào trong xe, Dương Giao Nhi còn chưa kịp nói chuyện, nghênh đón cô là một cái tát như trời giáng. Chuyện hay mà mày làm đây? Dương Hằng Dịch gần như rít gào nói. Ba, một tiếng, ném phong thư vào thẳng mặt Dương Giao Nhi. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh, mày muốn tao nói mày thế nào mới tốt đây? Mày phóng túng một chút thì thôi. Sao cả Diệp Thiên Nam mày cũng, mày đúng là làm tao tức chết. Vừa nói xong, Dương Hằng Dịch lại không kìm nổi đánh Dương Giao Nhi một bạt tai. Dương Giao Nhi bị đánh say sầm mặt mày, mở phong thư ra, vừa thấy sắc mặt không khỏi trắng bệch, trong nháy mắt cô liền hiểu ra chuyện gì, nhưng đã muộn, bí mật lớn nhất của cô bị phơi bày trước mặt cha mình, cũng khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Còn lúc ấy chỉ là tò mò, chính là muốn biết phó bí thư tỉnh ủy quyền cao thế trọng có bộ dạng gì. Lại một bạt tai bay đến mặt Dương Giao Nhi, Dương Hằng Dịch giận dữ. Lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất ngoại, không bao giờ được trở lại nữa. Giận thì giận, nhưng ông biết, tình thế phát triển đến nước này là lúc lá bài cuối cùng bị lật. Ông biết, Hạ Tưởng sẽ không bỏ qua cho Dương Giao Nhi, từ thủ đoạn Hạ Tưởng đối phó với Lâm Tiểu Viễn là có thể biết, Hạ Tưởng là muốn tiêu diệt tận gốc. Tuy nhiên Dương Hằng Dịch cũng thông qua mối tin khác biết được. Hạ Tưởng chỉ muốn thu hồi toàn bộ nguồn tài chính mà Từ Thiếu Tỉnh Tương cướp đoạt trong mấy năm. Dưới danh nghĩa của Dương Giao Nhi cũng có khoảng 400 triệu tệ, nếu nộp số tiền đó mà có thể buông tha cô thì cũng là một lần trao đổi có lời. Nhưng dù sao cũng là một món tiền lớn khó tránh khỏi sót lòng, chi bằng đánh cược một phen, để Dương Giao Nhi xuất ngoại, có lẽ tránh được nạn này. Dù sao lý lịch y cũng rất trong sạch, sẽ không điều tra ra y. Tiền của Lâm Tiểu Viễn đã bị nộp lên quốc khố, người cũng không được thả, ngay cả Lâm Hóa Kiện cũng bị lôi vào, cho nên Dương Hằng Dịch vẫn cho rằng không thể thỏa hiệp, nếu thỏa hiệp, nói không chừng người và tiền đều mất. Vừa mới giáo huấn Dương Giao Nhi xong, điện thoại liền reo. Dương Hằng Dịch tưởng là thủ tục xuất ngoại của Dương Giao Nhi đã làm xong,
ngay lập tức nghe điện thoại, vừa mới nghe điện thoại mặt liền biến sắc, Dương Giao Nhi đã bị hạn chế xuất cảnh, hơn nữa có người truyền lại tin tức cho y, chỉ có một câu nói. Hiện tại thay đổi còn kịp. Sự tình thật sự đã tới bước không thể có đường sống quay về. Dương Hằng Dịch sắc mặt tái nhợt, dù y có kinh nghiệm sóng gió quan trường, nhưng tay nắm điện thoại của ông cũng run lên nhẹ nhẹ. So với tình cảnh cận kề vách núi của Dương Hằng Dịch, Dương Giao Nhi thì tình trạng của Hồ Định và Hồ Quân do tốt hơn một chút. Nhưng tốt cũng có giới hạn. Tuy rằng tiền của Hồ Quân do đã không còn, giá trị của y đã suy giảm. Nhưng hiển nhiên Hạ Tưởng cũng không muốn bỏ qua cho y, bởi vì y cũng bị hạn chế xuất cảnh. Không chỉ có như thế, ông ta còn có được tin tức từ một số mối khác. Nếu Hồ Quân do có thể cung cấp các bằng chứng có liên quan đến Diệp Địa Bắc, y chẳng những không cần hoàn lại tiền nợ 50 triệu tệ, mà còn có thể được miễn xét xử hình sự. Hồ Quân do hai bên đều khó xử. Hồ Định cũng không quyết định được. Mặc kệ người sau lưng truyền đạt tin tức có phải Hạ Tưởng hay không, nhưng khẳng định là người một phe với Hạ Tưởng. Hồ Định cũng có thể đoán được, lần trước Hồ Quân do thua tiền, thua rối tinh rối mù, nói không chừng đấy chính là một màn lừa, sòng bạc hoặc là cổ ngọc hoặc là phó tiên tiên người đi cùng Hồ Quân do đến chơi bày ra. Hồ Định cũng không đơn giản, tuy rằng không đoán đúng toàn bộ, nhưng cũng đoán đúng hơn phân nửa rồi. Sòng bạc không phải cổ ngọc hoặc phó tiên tiên mở, mà là sản nghiệp của bạn cổ ngọc, ngoài mặt tiền của Hồ Quân do thua ở sòng bạc, trên thực tế là thua cho cổ ngọc, thông qua con đường đặc biệt chuyển đến tổ chức từ thiện. Nhưng mặc kệ có phải màn lừa hay không, không có chứng cứ cũng chỉ có thể là đoán mò, Hồ Định cũng hiểu Hạ Tưởng đã để lại một đường, điểm mấu chốt chính là giao tiền miễn tội, mượn bằng nỗi khổ lao ngục của Diệp Địa Bắc. Nếu không nghe, Lâm Tiểu Viễn chính là vết xe đổ. Với lại nói thật, Hồ Định rất vô tích sự khi phát hiện, y thậm chí hơi e ngại Hạ Tưởng người cùng cấp bậc mình, tuy Hạ Tưởng không có quyền lực làm gì y, nhưng y có lý do để tin tưởng Hạ Tưởng mà ra tay, nhất định sẽ có thể đánh cho y thấy đau. Là hoàn toàn trở mặt với Diệp Thiên Nam, bán đứng Diệp Địa Bắc hay là kéo dài thời gian, tùy cơ ứng biến. Hồ Định cũng biết, chỉ sợ thời khắc cuối cùng cũng lập tức đến rồi. Ngay tại thời điểm Hồ Định còn do dự, thì truyền đến tin tức Hạ Tưởng về Bắc Kinh Bình An, y đang ngồi uống trà liền bị sặc, ho khan một lúc lâu, cuối cùng cầm lấy điện thoại gọi cho Dương Hằng Dịch. Sau nửa phút nói chuyện với Dương Hằng Dịch, y liền quyết định đã đến lúc nên phân rõ giới hạn với Diệp Thiên Nam rồi. Mấy hôm nay Diệp Địa Bắc không có liên lạc điện thoại với Diệp Thiên Nam. Không phải y không muốn, mà là y đang sợ hãi. Sợ hãi Diệp Thiên Nam mắng y. Sợ hãi đối mặt với sự thật sắp sửa tan tác toàn bộ, sợ hãi kết cục bi thảm là hai bàn tay trắng, sợ hãi không thể tránh được tai ương ngập đầu. Bởi vì ngay tại thời điểm nghe tin Đồng Chi Phi bị bắt, y mới ý thức được mình bị lừa, từ đầu đến cuối là bị lừa. Bị suy tư sai lầm của nửa người phía dưới chỉ huy bộ não, bị thái độ từ chối mà hoan nghênh của Lý Thấm lừa gạt, không rời khỏi Tương Giang đúng lúc, thậm chí còn vô ý kể ra nòng cốt. Nói cho Lý Thấm biết thành viên kinh tế nòng cốt của y là Đồng Chi Phi. Đồng Chi Phi là người quản lý kinh tế của Diệp Địa Bắc, nói cách khác chính là người cầm nắm, điều khiển tất cả tài chính của Diệp Địa Bắc, phụ trách quản lý tài khoản bí mật của y, phụ trách việc rửa tiền, chuyển đổi nguồn tiền, v.v. Từng làm người có kinh nghiệm thâm hậu ở Phú Uôn, dưới lời mời rất hậu đãi của Diệp Địa Bắc, Đồng Chi Phi bay tới đến Tương Giang chuyên môn phục vụ một mình Diệp Địa Bắc. Đương nhiên sẽ đưa tất cả vào quản lý một cách gọn gàng ngăn nắp. Có lẽ là Lý Thấm đề xuất kế hoạch rất hấp dẫn, hoặc là thái độ Lý Thấm rất làm mê lòng người. Tóm lại, sau khi Lý Thấm trưng bày đầy đủ thực lực, Diệp Địa Bắc liền dần dần đánh mất cảnh giác, cuối cùng vì Lý Thấm mà giới thiệu ngay Đồng Chi Phi. Kết quả là ngay hôm thứ hai sau khi Lý Thấm và Đồng Chi Phi gặp mặt, Đồng Chi Phi đã bị bí mật bắt giữ. Mà y cũng không liên lạc được với Lý Thấm nữa, đồng thời cũng hoảng sợ khi phát hiện tài khoản của y bị phong tỏa, và Cục Công an thành phố đã chính thức hạn chế y xuất cảnh. Thông minh một đời như Diệp Địa Bắc lại nhất thời hồ đồ, vẫn cho rằng có thể đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, cuối cùng bị Lý Thấm bày một màn lừa hiểm độc, sụp đổ, y biết, có một bàn tay khổng lồ đã bóp chặt lấy cổ y. Diệp Địa Bắc ẩn mình, ai cũng không gặp, ngoại trừ căm hận ra chính là hối hận. Y hận không thể tự tay giết Lý Thấm, rồi tự tay giết chết Hạ Tưởng, đáng tiếc chính là y tìm không thấy Lý Thấm, càng với không tới Hạ Tưởng bởi hắn đã trốn đến Bắc Kinh, chính là rất thông minh để tuyên bố cho mọi người biết, hết thảy sự việc xảy ra ở Tương Giang đều không liên quan đến hắn. Chỉ có điều Diệp Địa Bắc cũng rõ,
trốn tránh được một lúc nhưng không trốn được cả đời. Sau một ngày đau đầu vì suy nghĩ, y rốt cục mở máy, nói rõ sự tình với Diệp Thiên Nam. Lại khiếp sợ khi phát hiện, không liên lạc được với Diệp Thiên Nam. Diệp Địa Bắc lo sợ, chẳng lẽ bố bị bắt giam rồi? Ngay lúc ở tỉnh Tương cục diện cuối cùng đang âm ủ nổi lên biến động, thì Cục Chính trị thủ đô mở rộng hội nghị. Cục Chính trị lần lượt bổ sung chọn người, người được đề cử đệ trình biểu quyết, đồng thời, Ban Tổ chức Trung ương đề bạt ứng cử viên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến và Chủ tịch tỉnh tỉnh Yến. Chương 1408, cú nhảy cuối cùng. Hạ Tưởng hai ngày qua vẫn ở tại nhà họ Ngô, ngay cả lão cổ cũng mời hắn qua đó ở, hắn nhẹ nhàng cảm ơn và từ chối ý tốt của lão. Ở nhà họ Ngô, là vì có thể ở khoảng cách gần xem một màn tuồng lớn, cũng là để điều khiển chỉ huy một màn tuồng lớn, là vì thời khắc quyết chiến cuối cùng. Hơn nữa ở tại nhà họ Ngô thuận tiện hơn nhiều, có thể liên lạc bất cứ lúc nào với Liên Nhược Hạp, có thể dùng thực lực kinh tế khổng lồ ảnh hưởng đến cục diện chính trị, còn có thể gặp mặt Ngô Tài Dương bất cứ lúc nào, đối với thế cục cuối cùng tiến hành thúc đẩy tích cực mà có hiệu quả. Hội nghị Cục Chính trị mở rộng là một hội nghị trọng đại, không chỉ gây ảnh hưởng sâu rộng đến cục diện chính trị trước mặt, thậm chí còn ươm mầm ảnh hưởng đối với thế cục tương lai mười mấy năm sau của quốc nội. Bởi vì mười mấy năm qua, còn chưa từng có tiền lệ bổ sung ghế chống ủy viên Cục Chính trị, mà ngay ở thời điểm Tổng Bí thư sắp hết nhiệm kỳ, chẳng những phá lệ mà còn trịnh trọng đề bạt người được xưng là người nối nghiệp nhảy cóc Cổ Thu Thực, trong đó ý tứ hàm xúc không nói cũng rõ, sự thành bại sẽ định đoạt địa vị lịch sử của Tổng Bí thư. Lực lượng các phe đều chuẩn bị cho cuộc đọ sức cuối cùng, không đến thời khắc cuối cùng, ai cũng sẽ không phất cờ nhận thua. Huống chi, các phe đều tự nhận trong tay còn có quân bài chưa lật. Tuy rằng Hạ Tưởng một đường bụi mù cuồn cuộn về đến Bắc Kinh thành công, nhưng trong mắt các nhân vật lớn, đó chẳng qua là một màn kịch mà thôi. Kịch dài kịch ngắn, kịch sâu cay hay nông cạn đều không cần lo quá, quan trọng hơn chính là quyền lực còn, uy vọng còn thì quyền phát ngôn còn. Cho nên mặc cho Hạ Tưởng là tên oát con cũng tốt, là thanh niên hoi cũng được, mặc sức gây sức ép, mặc kệ gây sức ép kiểu gì, trong mắt một số người hắn vẫn còn là nhân vật bé nhỏ. Thậm chí trong mắt bọn họ, một lọn sóng nổi lên khỏi mặt nước ở Tương Giang, rồi sẽ rơi trở lại Tương Giang, sẽ không làm nên sóng gió gì. Nhưng nhân vật lớn cũng có lúc nhìn lầm, hoặc là ở địa vị cao lâu ngày, cho rằng tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát nên bỏ qua quy luật lịch sử vững chắc. Đó là, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, quyền lực như vậy, cuộc đời cũng như vậy, mọi sự vạn vật đại khái là như thế. Nhân vật lớn có tự tin của nhân vật lớn, nhân vật nhỏ có mưu kế của nhân vật nhỏ. Hai ngày nay ở thủ đô, bên dưới sự qua lại thường xuyên thấp thoáng giữa lực lượng các phe, Hạ Tưởng cũng hoặc là gặp mặt đàm phán hoặc là điện thoại với rất nhiều người để chuẩn bị cú nhảy cuối cùng. Người cần gặp mặt đầu tiên là Khâu Nhân Lễ. Hai ngày trước, Khâu Nhân Lễ sau khi nghe xong điện thoại của Hạ Tưởng mới chính thức đoán được tâm tư của hắn. Thật ra Hạ Tưởng không phải là đá bóng đến cho y, mà là mượn tay y, đưa vấn đề khó nói hoặc nói cách khác là giao lễ vật đến tay Tổng Bí thư. Y chỉ là kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy thứ nhất quân khu tỉnh Tề, lại không phải là Bí thư Đảng ủy quân khu thành phố Lỗ, Hạ Tưởng không phải không rõ mấu chốt trong đó, mà là cố ý như vậy. Bởi vì chắc chắn có người nói cho Hạ Tưởng biết, lực lượng quân đội duy nhất của nhà họ Khâu chính là tại quân khu thành phố Lỗ. Hạ Tưởng đá tới không chỉ có một quả bóng cao su, mà là một lần cơ hội, cho nên Khâu Nhân Lễ chỉ là làm bộ khó xử, sau đó liền vui vẻ đáp ứng. Sau khi thông qua nguồn tin nào đó thông báo cho quân khu thành phố Lỗ, không nằm ra ngoài dữ liệu của Khâu Nhân Lễ, sớm đã có mệnh lệnh truyền từ phía Bắc Kinh đến quân khu thành phố Lỗ, ra lệnh quân khu thành phố Lỗ tiếp nhận một loạt người của quân khu dự cứu. Sau đó chờ đợi chỉ thị tiếp theo, Khâu Nhân Lễ biết, cơ hội đã tới, phải nhanh chóng bắt lấy. Nếu không chẳng những rất có lỗi trước sự quan tâm của Hạ Tưởng, còn thể hiện nhà họ Khâu không có mắt nhìn. Khâu Nhân Lễ quyết định lập tức về Bắc Kinh. Vừa về Bắc Kinh, liền nhanh chóng gặp mặt các nhân vật cần thiết để đàm phán, Khâu Nhân Lễ biết được Hạ Tưởng ở tại nhà họ Ngô, liền đích thân đến nhà thăm hỏi. Với địa vị trí tôn bí thư tỉnh của Khâu Nhân Lễ lại đích thân tới gặp Hạ Tưởng. Tự nhiên xem như đã hạ thấp mình, nhưng nếu đổi một cách nói khác, y đến nhà họ Ngô làm khách thì sẽ không thể hiện ra thân phận tôn quý của y. Khâu Nhân Lễ cũng không nghĩ nhiều đến phép tắc, y và Hạ Tưởng quen biết đã lâu, tuy rằng đôi bên từng có mâu thuẫn, nhưng lúc này Hạ Tưởng và thế lực gia tộc có mối quan hệ ngày càng chặt chẽ, cũng không có xung đột lợi ích với nhà họ Khâu,
hắn lại được Tổng Bí Thư đánh giá tốt, nhà họ Khâu đương nhiên mừng rỡ khi làm ơn mà không tốn công sức. Hơn nữa Hạ Tưởng chủ động tặng quà cho y phải tự mình ra mặt đáp tạ mới có vẻ trịnh trọng. Đi vào nhà họ Ngô, đương nhiên phải đến chào ông cụ Ngô. Hỏi han đôi chút qua loa, Khâu Nhân Lễ liền cùng Hạ Tưởng đi vào trong sân vườn, hai người tọa đàm dưới bóng cây. Vừa mới bắt đầu tôi còn tưởng rằng cậu đưa tới một quả bóng có gai, sau lại tưởng tượng, cậu đưa tới là quả sầu riêng. Khâu Nhân Lễ so sánh rất hình tượng, sầu riêng có gai, nhưng múi quả ngọt. Vẻ mặt y thuần hậu tươi cười, hồn nhiên nhìn không ra vẻ oai nghiêm của y năm đó khi đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia. Chắc chắn Bí thư Khâu lúc ấy là oán giận cháu, mắng cháu là kẻ dối trá, gây thêm phiền phức cho chú, có phải hay không? Hạ Tưởng liền ác ý trêu chọc một câu. Cậu nói đúng. Khâu Nhân Lễ không ngại trực tiếp thừa nhận. Suy nghĩ rất bình thường. Chuyện quân sự, bình thường không thể đụng vào, hễ đụng vào là bỏng tay, tôi và cậu lại không có giao tình sâu đậm, làm sao sẽ nghĩ ra là cậu đưa đến không phải kim hổ mà là sầu riêng. Sau đó liền nghĩ ra, thì mắng cậu một câu. Trong tính cách của Khâu Nhân Lễ, vẫn là lòng ngay dạ thẳng. Hạ Tưởng biết rằng y nói kim hổ là nói đến cây xương rồng cầu gai, đâm người cũng ghê lắm, liền mỉm cười. Bí thư Khâu thân là lãnh đạo và bề trên, mắng cháu khen cháu, trong mắt cháu đó đều là quý trọng cháu. Ha ha! Khâu Nhân Lễ cười lớn. Chẳng trách Tự Phong vẫn cho rằng cậu mạnh hơn nó, khỏi phải nói, cái miệng này của cậu so với nó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Sau khi cười xong, Khâu Nhân Lễ lại thu lại vẻ tươi cười. Nói đi, lễ vật của cậu tôi đã nhận, cũng cảm ơn. Có cái gì cần tôi hỗ trợ cứ việc mở lời. Hạ Tưởng cười ha hả. Bí thư Khâu, ngài quá khách khí. Dựa vào mối giao tình của cháu và Tự Phong, giúp đỡ một chuyện nhỏ thì đâu cần chú phải đích thân đến nhà tạ ơn. Hơn nữa, hiện tại cháu cũng không có việc gì đại sự, vừa không thăng lên chức ở cấp bộ, lại không thăng chức bí thư tỉnh ủy, cũng không đáng để chú ra tay. Khâu Nhân Lễ ngây người sửng sốt. Lắc đầu cười. Nhóc tinh quái, không, là kẻ đại dối trá. Y dùng ngón tay chỉ Hạ Tưởng, lắc đầu cười. Theo sau, Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng liền tán gẫu các đề tài khác. Nói đến bước tiếp theo của Khâu Tự Phong cũng đến lúc lên phó bộ rồi, lúc này vừa đúng lúc có một cơ hội, hy vọng có thể thuận lợi thăng tiến. Hạ Tưởng hiểu, Khâu Nhân Lễ phỏng chừng là nhắm vào chiếc ghế chống phó chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến, Khâu Tự Phong một bước mà lên vị trí phó chủ tịch tỉnh. Kinh nghiệm lý lịch cũng đầy đủ rồi, dù sao tính đi tính lại, hắn được lên cấp cục trưởng sớm hơn y 2 năm. Hàn huyên một mạch, Khâu Nhân Lễ liền cáo từ, Hạ Tưởng tiễn y tới cửa, lúc Khâu Nhân Lễ lên xe, mới nói một câu. Trước khi tôi đến, vừa mới nói chuyện điện thoại với Vĩnh Quốc. Mới nói một nửa câu, liền cười với Hạ Tưởng, giơ tay vẫy vẫy rời đi. Hạ Tưởng im lặng lắc đầu, đều là cao nhân sống lâu thành tinh. Đã sớm nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Còn cố ý hỏi hắn, may mắn thay, hắn trả lời được cũng đủ nhanh trí, mới không rụt rè. Mỗi ngày giao tiếp với ông cụ Ngô, lão cổ đều là việc có lợi, ít nhất giúp hắn khi đối mặt với những người sống lâu thành tinh, quan lớn như Khâu Nhân Lễ không đến mức bị đón đầu bắt lọn. Khâu Nhân Lễ đã sớm nghĩ ra trả ơn hắn như thế nào, nhưng lại đến khắc cuối cùng mới nói ra, chính là cố ý làm vậy. Vốn buổi tối đã hẹn gặp mặt với Tống Nhất Phàm, lần này đến Bắc Kinh, Hạ Tưởng tính toán ở lại thêm mấy ngày, đợi có kết quả rồi mới về lại Tương Giang, dù sao hiện tại Tương Giang đang ở trong tình trạng thu dọn hiện trường, hai thành phố Trấn Đông, Hoài Dương cũng đang hạ màn. Hắn không ở đó cũng không ảnh hưởng đến cục diện, cho nên phải gặp Tống Nhất Phàm vì hai người có một đoạn thời gian không có gặp mặt rồi, Tống Nhất Phàm đã sớm oán giận hắn không dưới 1000 lần. Chỉ tiếc. Cổ Thu Thật đột nhiên tới chơi, làm rối kế hoạch của Hạ Tưởng. Tới gần lần biểu quyết cuối cùng, lúc này Cổ Thu Thực ở thủ đô là hoàn toàn có thể lý giải. Cổ Thu Thực tới chơi, Hạ Tưởng tự nhiên đẩy lùi cuộc gặp mặt với Tống Nhất Phàm, đừng nhìn hắn là sát thủ mặt ngọc khiến tham quan tỉnh Tương nghe tin đã sợ mất mật, nhưng ở trước mặt Tống Nhất Phàm, hắn chỉ là một anh trai phải biết nói những lời hay ý đẹp, cuối cùng khuyên can, nịnh nọt mới nịnh được Tống Nhất Phàm vui vẻ. Đồng ý với cô mấy ngày nay nhất định phải chơi cùng cô một lần, mới khiến Tống Nhất Phàm rất bất mãn mà đáp ứng. Bình tĩnh mà xem xét, trong các cuộc điện thoại không ngừng của Liên Nhược Hạp, hay lúc nói chuyện với Tào Thù Lê, hay sau khi tổng kết lại các tin nhắn, tin trên mạng,
cơ bản trong lòng Hạ Tưởng đã hiểu được thế cục tỉnh tương. Hơn nữa theo tin chính thức từ tỉnh ủy truyền đến, có thể nói, động tĩnh của hai phe chính, phản tỉnh tương đều sinh động mà hình tượng hiện ra trước mắt hắn. Vì thế, Hạ Tưởng liền càng có tâm trạng ở lại thủ đô thêm mấy ngày. Cổ Thu Thực đến thăm, thứ nhất là chào hỏi ông cụ Ngô, thứ hai là truyền đạt hàm xúc đến Hạ Tưởng sự thăm hỏi ân cần của Tổng Bí Thư. Thể hiện sự quan tâm và quý trọng của Tổng Bí Thư đối với hắn. Dọc đường đi nguy hiểm thật nhiều, Tổng Bí Thư còn chưa kịp thời ra tay hoàn toàn nằm trong dự tính của Hạ Tưởng. Nói thật, hắn cũng không có kỳ vọng Tổng Bí Thư sẽ ra tay, bởi vì dù sao sự tình không phải phát sinh ở ngoài sáng. Tổng Bí Thư cần một lý do đầy đủ, cần khiến cho đối phương đối lý biến thành chứng cứ chính xác bày ra trước mặt, mới có thể sử dụng quyền lực của người đứng đầu. Chỉ vì sự tình đề cập tới, quân đội. Cũng may hắn đã đem chứng cứ biến thành lễ vật, nhờ qua tay Khâu Nhân Lễ đưa tới, tin rằng việc điều chỉnh nhân sự trong quân đội sẽ theo sự kết thúc của hội nghị bộ chính trị mà mở màn ra. Tổng Bí Thư cố ý để Cổ Thu Thực ra mặt, lấy thăm hỏi ân cần và quan tâm làm lý do, khéo léo mà hàm xúc truyền đạt đến hắn tình cảm quý trọng. Hạ Tưởng cũng rất cảm động. Tổng Bí Thư thân là người đứng đầu, có rất nhiều sự việc không tiện nói và làm, hắn hoàn toàn có thể lý giải, cũng biết. Phàm là đề cập đến sự việc quân đội, Tổng Bí Thư càng phải cẩn thận. Tuy nhiên hắn cũng hiểu được một chút, Cổ Thu Thực lần này đến cũng không phải là chỉ để truyền lời, chắc chắn có thâm ý khác. Hạ Tưởng tạm thời mượn thư phòng của ông cụ Ngô để gặp mặt Cổ Thu Thực, hắn mở cửa sổ ra, để không khí mát mẻ tràn vào, rất trịnh trọng rót một ly trà đưa cho Cổ Thu Thực. Bí Thư Cổ, hội nghị ngày mai có phải tất cả đều thuận lợi hay không? Cổ Thu Thực đón lấy ly trà. Thật khó nói lắm, biến số luôn luôn tồn tại, cậu cũng biết, dù sao kinh nghiệm lý lịch của tôi còn nông một chút, hơn nữa kinh tế tỉnh Hắc Liêu không khởi sắc lắm. Hạ Tưởng liền thuận thế mỉm cười. Nếu tỉnh Hắc Liêu có hy vọng thu hút số vốn 10 tỷ đô la Mỹ, có được coi là thêm điểm không? 10 tỷ đô la Mỹ, nói đùa quá rồi sẽ làm người ta sợ đấy. Vẻ mặt tươi cười của Cổ Thu Thực đầy thâm ý. Không nói giỡn, nhưng cũng không phải đầu tư thật. Chỉ là cầm lấy, 10 tỷ đô la Mỹ xoay vòng ở tỉnh Hắc Liêu, không thật sự đầu tư gì cả. Ha ha, cái này thực sự chỉ có cậu mà thôi. Cổ Thu Thực đứng dậy cáo từ. Tôi lại hy vọng nguồn vốn của cậu có cơ hội đầu tư thật. Cổ Thu Thực nói một lời mà hai ý nghĩa, vừa ám chỉ y thuận lợi thăng chức, cũng vừa là ám chỉ Tào Vĩnh Quốc nhận chức như ước nguyện, đều là người thông minh, đều biết cái mà mỗi người đều cần. Buổi sáng ngày hôm sau. Hội nghị cục chính trị mở rộng chính thức mở họp. Chương 1409, biến số nhỏ, động tác lớn. Hội nghị vừa họp, tiêu điểm mâu thuẫn liền tập trung ở lý lịch kinh nghiệm còn nông của Cổ Thu Thực, ở trên cương vị bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu, thành tích không nổi trội, v.v. Khi đang thảo luận sôi nổi, đột nhiên còn có người chỉ ra, có nguồn vốn lớn 10 tỷ đô la Mỹ đang có hy vọng đầu tư ở tỉnh Hắc Liêu, là dự án mà Cổ Thu Thực kéo về. Một lợi thế thật lớn. Mặc kệ mọi người đang ngồi đấy đều hiểu rõ trong lòng, chỉ có thể là dự án trên giấy được dựng thành chuyện nhưng đều có lý có căn cứ, dự án và nguồn vốn đều thật đến có thể tin là có thật, ai cũng khó mà nói đó là công trình thành tích, bởi vì sự tình phải chú ý một chương trình lễ pháp, thủ đoạn trong vòng quy tắc ai ai cũng sử dụng, dựa vào cái gì mà Cổ Thu Thực lại không thể lấy dùng. Thậm chí nguồn vốn 10 tỷ không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Quả thật sự dao động của thị trường tài chính có thể chứng minh, nhưng có hay không nguồn vốn sẽ thực sự rớt xuống tỉnh Hắc Liêu lại là một chuyện khác. Tuy nhiên trên bàn xoay của tỉnh Hắc Liêu, thì lại đúng lý là chiến tích của Cổ Thu Thực. Ở thời điểm cuối cùng, thế lực gia tộc chẳng những ra sức ủng hộ Cổ Thu Thực, đại biểu quân đội cũng có 2/3 đa số tỏ thái độ ủng hộ Cổ Thu Thực. Cuối cùng khi lực lượng phản đối còn đang muốn tìm thêm cách khác, thì Thủ tướng vẫn luôn giữ thái độ đứng nhìn cũng bầu một phiếu tán thành. Dựa theo tuổi tác của Cổ Thu Thực, thành công thăng chức trở thành ủy viên Bộ Chính trị, vượt qua bước đi cực quan trọng. Trở thành cán bộ cấp phó quốc trẻ tuổi nhất trong nước, lại lần nữa tạo thêm cái nhất trong việc thăng chức. Đồng thời, Tổng Bí Thư cũng bởi vì thắng lợi lần này, phá vỡ tiền lệ không bổ sung ghế chống Bộ Chính trị quốc nội trong suốt mười mấy năm qua. Hội nghị Bộ Chính trị lần này, nhất định sẽ ghi chép vào sử sách, trở thành sự kiện lịch sử lớn mang ảnh hưởng sâu xa. Theo sau. Do Tổng Bí Thư chủ trì mời dự họp hội nghị Bộ Chính trị, vừa là buổi gặp mặt tân ủy viên Bộ Chính trị Cổ Thu Thực, vừa là hội nghị thường kỳ nghiên cứu bổ nhiệm nhân sự.
trưởng ban tổ chức trung ương Ngô Tài Dương chính thức đề bạt Tào Vĩnh Quốc là ứng cử viên cho chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu, Cao Tấn Chu là ứng cử viên cho chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên, đề bạt Diệp Thiên Nam, Đỗ Bang Trung làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên, đề bạt Hồ Tăng Chu làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây. Đề bạt Khâu Tự Phong làm phó chủ tịch tỉnh tỉnh Yên. Những người được nêu danh ở đây, trên cơ bản đều nằm trong dự kiến của các nhân vật lớn, cũng không có nhiều bất ngờ. Chỉ có một điểm khiến một số người phát giác ra điều không giống bình thường, đề bạt ứng cử viên cho chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên lại có đến hai người. Phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Yên thứ nhất, tất nhiên là do chủ tịch tỉnh lựa chọn. Đương nhiên trong lòng đều biết rõ, Diệp Thiên Nam là người mà ai đang ngồi cũng đều rõ. Phó bí thư tỉnh ủy tỉnh tương tuổi trẻ mà một bước tiến vào chính bộ, cũng coi như phù hợp điều lệ đề bạt cán bộ. Còn người được đề bạt bất ngờ Đỗ Bang Trung, vốn là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, vốn cũng không mấy xuất sắc, đột nhiên liền trổ hết tài năng, người nào biết là do Tổng bí thư đề bạt còn đỡ một chút, người không biết thì âm thầm kinh ngạc, bởi vì ngôi báu vững chắc Phó Chủ tịch tỉnh tỉnh Yên của Diệp Thiên Nam lặng lẽ có biến số. Quả nhiên, theo sau cuộc thảo luận, việc đề bạt Cao Tấn Chu, Hồ Tăng Chu và Khâu Tự Phong rất thuận lợi đều được thông qua, việc đề bạt ba người Tào Vĩnh Quốc, Diệp Thiên Nam và Đỗ Bang Trung thì chưa đạt được nhất trí. Bởi vì ý kiến chia rẽ quá lớn, cuối cùng chỉ có thể tạm thời gác lại, đợi hội nghị lần sau thảo luận tiếp. Chấm, kết quả hội nghị truyền đến nhà họ Ngô, truyền đến tai Hạ Tưởng đang cùng ông cụ Ngô luyện tập thư pháp. Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, không nói gì, ông cụ Ngô cũng tiếp tục múa bút vẩy mực, hai ông cháu dường như đoán đúng kết quả hội nghị, đã sớm hiểu rõ trong lòng. Gần đây ông cụ Ngô yêu thích, Đạo Đức Kinh, đang viết câu danh ngôn trong tập kinh, Hy Ngôn Tự Nhiên. Giấy viết loại tốt nhất dài 1 mét, dùng mực nước mài chế từ loại nghiên mực tốt nhất, ông cụ Ngô nín thở tập trung tinh thần, nâng cao cổ tay nắm bàn tay lại, hành văn liền mạch lưu loát, bốn con chữ to tròn mà mượt mà đang nhảy múa trên mặt giấy, nét vẽ sống động. Hy Ngôn Tự Nhiên, thưa ông, nếu mọi chuyện thuận theo tự nhiên, chẳng phải là đã không còn ý nghĩa phấn đấu. Hạ Tưởng vừa nhẹ nhàng thổi khô mực nước, vừa thưởng thức thư pháp của ông cụ ngày càng thuần thục. Trước khi phấn đấu, là lẽ trời cần cù, sau khi phấn đấu là hy ngôn tự nhiên. Ông cụ đặt bút xuống, đi rửa tay. Kiên nhẫn, cũng là một đạo đức tốt. Hạ Tưởng ha hả cười. Con người của cháu ưu điểm lớn nhất chính là kiên nhẫn, mà khuyết điểm lớn chính là quá kiên nhẫn. Ha ha. Ông cụ cũng bị cái tự khen của Hạ Tưởng chọc cười. Thánh nhân tự biết không tự gặp, tự yêu không tự quý cậu cũng vậy. Cháu ở cái tuổi này, nếu có thể nhìn thấu thế sự giống như ông, cháu đã thành yêu quái rồi. Thật ra mà nói, Hạ Tưởng sớm có tâm lý chuẩn bị. Biết việc đề bạt của Diệp Thiên Nam xuất hiện biến số, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc đề bạt của Tào Vĩnh Quốc, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, hết thảy đều tránh không khỏi nguyên tắc cơ bản của lợi ích chính trị. Tuy nhiên, hắn tin tưởng ở lần họp tiếp sẽ thắng lợi. Lúc này, hắn càng quan tâm đến thế cục trong quân đội. Quân khu tỉnh Tương, hình như còn chưa có động tĩnh. Ông cụ Ngô liếc nhìn Hạ Tưởng một cái đầy thâm ý, hơi có ý trách cứ. Không cần nhúng tay quá nhiều vào sự vụ quân đội, đối với sự trưởng thành của cháu rất không có lợi. Giọng điệu rất nghiêm khắc. Cháu chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hạ Tưởng cười ha hả, hắn không phải là nhúng tay, là thờ ơ lạnh nhạt. Là muốn nhìn hai ông cụ ra tay rốt cuộc sẽ có sức mạnh bao nhiêu, cũng giúp hắn nắm chắc trong lòng. Độ mạnh yếu hai ông cụ, sẽ giúp hắn chạm đến một góc băng sơn của tỷ lệ lực lượng trong quân đội, theo kế lâu dài là một đoạn thời gian lo lắng rất dài của hắn sau này. Hao tổn một phen công sức, vật lộn cả quãng đường bụi trần. Nếu không có thu hoạch lớn, chẳng phải đã phí công sao? Ông cụ Ngô sao có thể không biết tâm tư Hạ Tưởng? Nhưng ông lại hết cách với Hạ Tưởng. Ông biết cũng là lúc nên để hắn tiếp xúc quân bài cuối cùng chưa lật một chút, liền nói. Chính ủy quân khu tỉnh Tương Tô Chỉ Kiều đã bị điều đến quân khu Thành Dương, quản lý hậu cần. Từ quân ủy trực tiếp phái một người đến quân khu tỉnh Tương đảm nhiệm chính ủy. Cùng với một thiếu tướng có liên quan buôn lậu dầu mỏ, ba đại tá, còn có rất nhiều cán bộ đứng đầu quân đều trực tiếp chấm dứt, đây chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo, quân khu Thành Dương có một số người cũng phải bị điều chuyển. Phỏng chừng phải nghỉ hưu trước thời hạn. Được, sức mạnh không nhỏ. Hạ Tưởng trong lòng mừng thầm, ông cụ Ngô và lão cổ liên kết, nắm chặt cơ hội, nếu không hạ độc thủ tiếp, không trực tiếp điều chỉnh, thì không phải là hai ông cụ quan trọng rồi.
Trần Pháp Toàn đã chết, có nói gì hay không? T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Mặc dù đã chết, nhưng người này thực sự đáng ghét, Hạ Tưởng không khỏi hỏi thêm một câu. Còn muốn nói cái gì? Chẳng lẽ còn muốn quân ủy làm lễ truy điệu cho y? Không khép y vào tội phản quốc đã là mừng lắm rồi. Ông cụ Ngô vẫn chưa tiêu tan cơn giận. Hiển nhiên, đối với người này ông cụ cũng là cực kỳ chán ghét. Xem ra Trần Pháp Toàn phải chết không minh bạch, cũng tốt. Dù sao có một số việc vĩnh viễn sẽ không được phơi bày, Trần Pháp Toàn có yên nghỉ hay không, dù sao y đã vĩnh viễn không có cơ hội làm lại rồi. Quân khu tỉnh dự bị quân khu tỉnh Yến tố cáo thẳng thừng, quân khu thủ đô cũng vô cùng bất mãn, đòi quân khu thành phố Lỗ giải thích. Nội bộ quân khu thành phố Lỗ vì chuyện này mà tranh cãi ầm ĩ, một lúc một chốc cãi cũng không xong, ha ha, nghe nói bên trong quân ủy cũng tranh cãi lẫn lộn, kém chút nữa là đánh nhau. Đánh nhau mới tốt, quân nhân phải có cái dáng quân nhân, ngày nào cũng mềm nhũn như cừu thì đánh giặc cái gì. Kéo đàn nhị còn tạm tạm. Không ngờ ông cụ Ngô cũng có mặt ác thú vị, khiến Hạ Tưởng bó tay. Động tĩnh không nhỏ, bây giờ vừa mới bắt đầu, tôi và lão cổ đã lâu không hoạt động tay chân, sắp bị gì hết rồi. Giờ có cơ hội chạy bộ, tranh cãi, có lợi cho sức khỏe. Mấy ngày gần đây, nhà lão cổ sắp thành bộ tổng tham mưu rồi. Ông cụ Ngô càng nói càng hưng phấn, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, lại nói. Cái người tên Trương Hiểu không tồi, lão cổ đập bàn chửi, mẹ, cướp cái vị trí trung tướng của Tô Chỉ Kiều lắp sang cho Trương Hiểu. Hạ Tưởng mừng thầm, Trương Hiểu cuối cùng cũng hãnh diện rồi. Cụ luôn núp ở phía sau xem kịch sao. Hạ Tưởng lần đầu tiên được thấy ông cụ Ngô mặt mày hớn hở, nghĩ thầm rằng rốt cuộc vẫn là sự giao đấu giữa quân nhân càng làm cho con người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc của ông cụ cũng bị châm ngòi rồi. Ông cụ Ngô xua tay cười cười. Ông từ trước đến nay đều là chắp tay sau lưng xem diễn kịch, chưa bao giờ làm diễn viên chính. Nhiều lắm là khi đám người đập bàn chửi má nó ầm ĩ đến mệt, y muốn ngồi xuống nghỉ thì lúc ấy tôi liền lấy đi ghế dựa của y. Đủ thâm hiểm, đủ đen tối, nhưng Hạ Tưởng thích, hắn cười ha ha. Những thứ cháu phải học tập ở cụ, thật đúng là không ít. Cái tên tiểu tử này, về sau bớt dở trò với ông, năm đó khi ông lập kế trừng trị người khác, cháu còn chưa sinh ra. Bây giờ đã muốn so chiêu với ông, còn sớm lắm. Lời tuy nói như vậy, nhưng ông cụ lại cười giảo hoạt. Nói thật, 10 tỷ đô la Mỹ của cháu từ đâu mà có vậy? Cháu đừng nói là xé ra hổ làm văn, ông cảm giác trong tay cháu thực sự có 10 tỷ ấy. Hạ Tưởng không thể không bội phục con mắt cơ trí của ông cụ, đành phải tiếp tục nói dối. Cái này, cháu có một người bạn ở Mỹ, cô ấy tên Lý Thấm, là một nhà đầu tư tài chính. Cách hội nghị bộ chính trị lần thứ 2 còn có 2 ngày. Hạ Tưởng cũng không rời khỏi thủ đô, tiếp tục yên tâm ở đấy. Bởi vì hắn biết, sắp có sóng chiều cuồn cuộn hướng từ Nam đến Bắc đánh úp lại, từ Tương Giang theo hướng Bắc đến thẳng Trung Nam Hải, tạo ra lực xung kích không thể coi thường đối với hội nghị lần thứ 2. Mà lúc này, Trương Hiểu đã ở quân ủy tiếp nhận mệnh lệnh bí mật rồi, đáp máy bay quay trở về tỉnh Tương. Vừa về đến quân khu tỉnh Tương, liền lập tức nhanh chóng ra tay, bắt giữ mấy chục quan chức quân đội có liên quan đến buôn lậu dầu mỏ. Tô Chỉ Kiều rất là tức giận, bởi vì người bị Trương Hiểu bắt giữ gần như toàn bộ là thân thích của y, đang lúc y chuẩn bị lấy ra quyền uy của chính ủy, phủ quyết mệnh lệnh của Trương Hiểu, thì quân ủy hạ mệnh lệnh điều lệnh, điều y rời khỏi quân khu tỉnh Tương, bố trí đến quân khu Thành Dương và trực tiếp biên giới hóa. Tô Chỉ Kiều trong lòng uể oải rất nhiều cũng hiểu được, cấp trên không bảo vệ được y. Theo sau, quân khu Thành Dương cũng thay đổi nhân sự, vài vị trí mấu chốt đều được thay người. Một bên thực lực bị tổn hại lớn, bên khác thực lực lại tăng lên. Trong đó còn có một người không phục, nói là muốn tới thủ đô kiện thì lại bị tay trong bán đứng, đem việc xấu hổ của y loan truyền ra ngoài. Y chẳng những mất đi cơ hội bị phớt lờ để đó, còn bị mất tất cả, và bị đưa lên tòa án quân sự. Động tác trên diện rộng của quân khu tỉnh Tương chỉ là mới bắt đầu, rất nhanh liền lan tràn tới quân khu tỉnh sở. Một loạt quan chức và quân binh quân đội quân khu tỉnh sở tham dự sự việc giữ lại Hạ Tưởng, trong một lần chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ thất bại, toàn bộ gặp nạn. Theo sau, quân khu tỉnh dự cũng bắt đầu rung chuyển, nếu nói sự rung chuyển của quân đội không lọt vào tầm mắt dân chúng, thì trong mắt người dân Tương Giang, giống như chưa từng phát sinh. Vậy thì một đại sự xảy ra tại thành phố Tương Giang,
lại nhanh chóng trở thành đề tài mà ai ai ở Tương Giang cũng rất hứng thú, Diệp Địa Bắc tự thú rồi. Chương 1410, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Địa Bắc thực ra không phải cam tâm tình nguyện mà tự thú, mà là trong tình cảnh lâm vào bước đường cùng. Trong hoàn cảnh bị Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do tố giác, trong nỗi tuyệt vọng khi không liên lạc được với Diệp Thiên Nam, bị tống khỏi chỗ ẩn náu, gã mang vẻ mặt u ám mà đi về hướng cục công an thành phố. Bởi vì nếu y còn không tự thú sẽ phải đối diện với nguy cơ bị bắn chết ngay tại trận. Thậm chí phía quân đội vì bị liên lụy và ảnh hưởng bởi vụ án buôn lậu dầu mỏ, đã chính thức gửi công hàm tới cục công an thành phố Tương Giang, yêu cầu Diệp Địa Bắc ra mặt đến quân khu tỉnh Tương giải thích một số vấn đề. Công khai triệu tập còn tốt, Diệp Địa Bắc lại nghe được tin đồn, nói là một lực lượng khác trong quân đội ra lệnh cho giết chết y, chuẩn bị cho gã biến mất trên cõi đời này. Thế là cuối cùng gã sợ tới mức hồn vía lên mây, biết có trốn nữa có lẽ chưa đợi được đến lúc cha về thì y nói không chừng cũng đã tiêu đời. So với nỗi đe dọa phải bỏ mạng, ngồi tù hay thể diện đều không còn quan trọng nữa, Diệp Địa Bắc cắn răng, bước ra khỏi căn phòng bí mật đã ẩn nấu mấy ngày. Y một mình lên đường, chán trường đi đến cổng cục công an thành phố. Cho đến khi chiếc còng sắt lạnh cóng bập vào tay, Diệp Địa Bắc vẫn không sao hiểu được. Ông già Diệp Thiên Nam bí thư tỉnh ủy của gã rốt cuộc là đi đâu, tại sao lại không liên lạc được. Sau khi gã ký tên và điểm chỉ ở cục công an thành phố, bước ra khỏi văn phòng, ngẩng đầu lên đúng lúc gặp Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do. So với y, đãi ngộ của hai người rõ ràng là tốt hơn nhiều, không phải đeo còng tay, những cảnh sát đi cùng đúng với vẻ đi cùng, mà không phải là áp giải. Hồ Quân Do tiểu tụy hơn rất nhiều, râu chưa cạo, vẻ mặt hốc hác, hốc mắt thâm quầng. Rõ ràng phải chịu không ít công kích. Dương Diêu Nhi vẫn phong cách như xưa, còn trang điểm nhẹ, mặc váy ngắn hấp dẫn, vừa đi vừa nháy mắt tình tứ với người cảnh sát đi cùng. Diệp Địa Bắc giận dữ, mắng to một câu về phía Hồ Quân Do và Dương Diêu Nhi. Đôi chó má, bán bạn cầu vinh. Hồ Quân Do cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Diệp Địa Bắc. Dương Diêu Nhi không gì kiêng kỵ gì lườm Diệp Địa Bắc một cái. Đại thiếu gia Diệp. Chẳng phải có một lần anh muốn lên thì tôi mới cho anh lên, anh có cần phải ghi nhớ thù hận lâu như vậy không? Hơn nữa, tôi bán đứng anh cái gì, vớ vẩn. Tôi là vì dân trừ hại, anh là một đống rác, cha anh cũng thế, nhà các người chính là một thùng rác, cha anh và anh là đống phân. Diệp Địa Bắc tức giận đến sôi máu, khi trước kia rất tán thưởng khả năng mắng chửi người khác của Dương Diêu Nhi, thường xuyên mắng người khác đến mức tức giận lồng lộn mà lại không phản bác được câu nào. Y lại không ngờ rằng cuối cùng có một ngày những lời lẽ bẩn thỉu của Dương Diêu Nhi lại trút lên người y, thật sự là trước khác nay khác. Y giơ chân lên, muốn giáng một đòn vào cái miệng đáng ghét của Dương Diêu Nhi. Cảnh sát thoáng không ngăn được, liền để Diệp Địa Bắc lao về phía Dương Diêu Nhi. Không ngờ Dương Diêu Nhi tuy rằng bình thường gặp chuyện chẳng bao giờ để ý nhưng khi mắng chửi người khác thì từng giờ từng khắc đều chuẩn bị đỡ đòn mà người ta đánh trả, quay người liền trốn sau lưng Hồ Quân Do, còn gào lên rất đắc ý. Quân Do, đánh gã, đánh đi. Hồ Quân Do bình thường rất sợ Diệp Địa Bắc, chỉ nhận phần bị Diệp Địa Bắc xử lý, không dám trả đòn. Hôm nay không biết lá gan to đến cỡ nào, thấy Diệp Địa Bắc tuy rằng hùng hổ hung hăng nhưng dáng vẻ đeo còng tay thật sự quá nhếch nhác. Y liền giơ tay một đẩy một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực chặn Diệp Địa Bắc lại. Địa Bắc, chú ý thân phận hiện nay của mày đi. Đến Hồ Quân Do cũng không ngờ là chỉ đẩy nhẹ một cái đã khiến Diệp Địa Bắc ngã bổ nhào. Cảnh sát hình như giờ mới phản ứng, đứng ra chặn không cho mấy người tiếp tục xích mích nữa. Có hai cảnh sát không nhịn nổi, tránh vào một góc phá ra cười. Đã từ bao lâu uy danh của bốn cậu ấm tỉnh Tương lẫy lừng ghê gớm một thời. Người dân có lẽ không cảm thấy hết nhưng với cục công an thành phố mà nói, bốn cậu ấm tỉnh Tương có nghĩa là quyền lực, có nghĩa là hoành hành ngang ngược, là người khác thấy chúng thì phải tránh đường, là những cảnh sát nhỏ bé bọn họ không trêu nổi, quản không xong thì tránh đường mà chạy đi. Bây giờ cuối cùng cho bọn họ xem màn chó má cắn nhau, cũng thực sự khiến người ta cảm thán, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Không đúng, thật ra mới chưa đến 4, 5 năm mà thôi. Nghe nói ở Bắc Kinh còn có hội bốn cậu ấm khác. Nói không chừng một lúc nào đó, cũng sẽ có cậu nào đó bị tóm. Một cảnh sát trẻ vừa mới tốt nghiệp không lâu đã không chút ác ý mà đoán như thế. Đương nhiên điều khiến bọn họ không ngờ là, chỉ một năm sau, lời dự đoán của anh ta đã thành sự thật.
Bốn cậu ấm tỉnh tương ngày nào bây giờ hai người bị bắt, hai người bị trong thời gian bảo lãnh chờ xét xử, thực sự sụp đổ. Còn những đồng minh với bốn cậu đã từng có sức ảnh hưởng to lớn trong đàn chính trị tỉnh tương thì ngay lập tức ngã ngựa, hai người nội bộ lục đục, một người khác đang chuẩn bị lên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Yến, rời khỏi tỉnh tương, cũng đến bờ vực của sự tan rã. Về cơ bản có thể khẳng định, bốn cậu ấm tỉnh tương và đồng minh của chúng đã tạm biệt vũ đài lịch sử. Nhưng sự việc còn lâu mới chấm dứt, vì phương hướng của Diệp Thiên Nam vẫn chưa định rõ. Việc Diệp Địa Bắc bị bắt đã phủ một bóng đen u ám lên tiền đồ của Diệp Thiên Nam. Mà lúc này Diệp Thiên Nam đang ở Bắc Kinh, đang tiến hành hoạt động cuối cùng, hoàn toàn không biết về tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở Tương Giang. Nếu như trước sự việc Diệp Thiên Nam biết sẽ có người chọn thời cơ y bận tối mắt tối mũi ở Bắc Kinh, vào thời khắc cuối cùng thừa cơ hãm hại thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ tiếc khôn lắm thì cũng có lúc dại, vì không muốn bị người ngoài quấy rầy, vì không muốn bị những việc lặt vặt làm phân tâm, y tắt máy điện thoại, không ngờ đã trực tiếp đưa Diệp Địa Bắc tới cục công an. Sau khi thất bại ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, trước khi hội nghị mở rộng bộ chính trị diễn ra, Diệp Thiên Nam cũng đã bí mật bay đến Bắc Kinh, chờ đợi giây phút cuối cùng. Y tràn đầy kỳ vọng, toàn tâm toàn ý cho rằng việc đề bạt y sẽ được phê duyệt ngay tức khắc. Không nói đến chuyện thủ tướng đã làm rất nhiều việc để đề bạt y, chỉ bản thân y cũng vận động tứ phía, chỉ đến Bắc Kinh chạy trọt cũng không nhớ nổi đã tặng bao nhiêu quà cáp, gõ bao nhiêu cánh cửa, cầu cạnh bao nhiêu người. Cho dù là xét từ mặt nào, chiếc ngai vàng chủ tịch tỉnh Yến của y cũng 10 phần nắm chắc đến 9. Y dù thế nào cũng không ngờ tới, thực sự nảy sinh chuyện ngoài ý muốn. Rõ ràng là chỉ đề cử một mình y, làm sao lại đột nhiên mọc ra một Đỗ Bang Trung. Tuy rằng cuối cùng cũng đã gác lại, để tới lần sau bàn tiếp, nhưng trong lòng Diệp Thiên Nam cũng hiểu được là đã phát sinh vấn đề mới, e rằng sẽ có thêm nhiều biến số. Y liền lo lắng cuống cuồng. Đối với việc Cổ Thu Thực thăng chức thành công lên làm ủy viên Bộ Chính trị, cũng ít nhiều nằm ngoài dự đoán của Diệp Thiên Nam. Bởi vì y sớm đã nghe nói tiếng nói phản đối rất mạnh, có lẽ cũng sẽ bị gác lại. Nhưng không ngờ gã lại có thể qua cửa ải thuận lợi, thực sự khiến y rất kinh ngạc. Cho dù nói vẫn cần theo trình tự trung ương bầu ra, nhưng ai cũng biết trình tự chính trị trong nước là sau khi hội nghị thường vụ Bộ Chính trị quyết định, được thảo luận ở hội nghị Bộ Chính trị, được hội nghị Bộ Chính trị thông qua thì đã được kết luận. Lúc nào tổ chức hội nghị toàn thể còn không phải do Bộ Chính trị quyết định. Bầu ai, còn không phải trước tiên là do Bộ Chính trị đề cử danh sách. Nghĩa là chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị của Cổ Thu Thực đã ngồi vững rồi, lúc nào làm trình tự. Bổ sung thủ tục chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Sau sự việc, Diệp Thiên Nam cũng nghe nói chuyện Cổ Thu Thực kiếm được nguồn đầu tư khổng lồ 10 tỷ đô la Mỹ, trong lòng cũng có thể hiểu rõ đó là thành tích chính trị đòn gió, nhưng chỉ cần thành tích chính trị có thể thăng chức thì đó là thành tích chính trị đáng giá. Đương nhiên, nếu như cho y biết sau lưng có bàn tay của Hạ Tưởng, không biết y sẽ giận dữ như thế nào. Dĩ nhiên, nếu Diệp Thiên Nam lại biết trong việc đề cử y bị gác lại, Hạ Tưởng cũng không phải là không nhúng tay vào thì y có thể không liều mạng với Hạ Tưởng hay không? Chắc là cũng không như thế, Diệp Thiên Nam là người biết tiết chế, cũng là chính khách có hàm dưỡng nội tâm và có văn hóa, y không thể làm những chuyện quá giới hạn. Cho nên sau khi y ở Bắc Kinh đợi tin từ hội nghị Bộ Chính trị được khẳng định, biết hội nghị lần thứ hai còn phải đợi vài ngày nữa mới tổ chức, liền quyết định về tỉnh Tương một chuyến trước đã. Dù sao nếu xảy ra chuyện gì ở hậu phương, ảnh hưởng đến hình tượng bản thân y, khiến y mất điểm, thì sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường leo lên ngai vàng chủ tịch tỉnh Yến. Vừa mở di động ra đã nhận được một loạt tin nhắn. Trong nháy mắt mở tin nhắn ra, y còn không ý thức được mình đang đứng trước cơn tai họa đột ngột như thế nào. Dương Hằng Dịch và Hồ Định hoàn toàn quay về phía Phó Tiên Phong thì thôi, dù sao y được ăn cả ngã về không chuẩn bị đi về phía Bắc tới tỉnh Yến. Dương Diêu Nhi và Hồ Quân do cắt đứt quan hệ với Diệp Địa Bắc cũng chẳng sao, dù sao bốn cậu ấm tỉnh tương cũng sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, tan rã chỉ là điều sớm muộn. Nhưng tin Diệp Địa Bắc đến cục công an thành phố tự thú liền như một vố đau khiến y kinh ngạc đến mức sững sờ. Tại sao có thể như vậy? Việc Diệp Địa Bắc xa lưới khiến kẻ vốn đã rơi vào bãi lầy như Diệp Thiên Nam, họa vô đơn chí, lại thêm một gánh nặng nề đến mức không thể gánh nổi trong cuộc đời. Y lảo đảo một chút liền ngã ngay xuống sofa, trong lòng là cả trời bi thương và kinh hoàng. Y biết rất rõ, những việc mà Diệp Địa Bắc dính dáng tới lớn và nhiều đến thế nào, đủ để cho Tương Giang nổi cơn sóng to gió lớn,
hơn nữa còn khiến y lật thuyền. Bắc Kinh trời tháng 7 vào đúng giữa hè nóng rực, nhưng đối với những đôi nam nữ đang chìm đắm trong tình yêu mà nói, sức nóng của thời tiết không đủ để bắt bọn họ trốn trong nhà hưởng gió mát lạnh, sự náo nhiệt bên ngoài mãi mãi khiến họ ham mê. Hạ Tưởng không bị cuốn hút bởi phồn hoa, nhưng Tống Nhất Phàm thì ngược lại. Hắn cũng là đành chịu để bị Tống Nhất Phàm kéo cánh tay, đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Bắc Kinh, lại phải trở thành người làm bất đắc dĩ cho cô. Hắn phải cùng cô đi dạo các trung tâm thương mại, mua sắm quần áo, còn phải giúp cô xách nào túi lớn túi nhỏ. Chủ nhiệm Hạ Ngọc Diện sát thủ đáng thương, một quan chức cấp cao Hạ Tưởng cấp thứ trưởng có thể khiến vô số tham quan nổi tiếng ở tỉnh Tương phải biến sắc, nhưng trước mặt Tống Nhất Phàm, chỉ là một ông anh bị cô quát bảo luôn ngày. Có điều nghĩ đến bí thư tỉnh ủy Tống Chiêu Độ ở tận cương vị cao hơn gấp bao lần cũng bó tay trước Tống Nhất Phàm, Hạ Tưởng liền thanh thản. Tống Nhất Phàm hình như lại cao lên, theo lẽ thường, ở độ tuổi hiện tại của cô thì không thể cao tiếp. Có lẽ là cảm giác nhầm mà thôi, hoặc có lẽ là Tống Nhất Phàm hơi chút tròn trịa hơn một chút. Nói chung hắn thấy đầu cô chạm đến tai hắn, nhớ rằng trước kia hình như chỉ cao đến miệng hắn mà thôi. Tống Nhất Phàm mặc một chiếc váy với độ dài trung bình, để tóc dài. Chiếc váy trăng muốt tôn lên vẻ đẹp thanh nhã như cúc, rồi lại trong trắng như hoa sen, khuôn mặt gần như hoàn mỹ đã bớt đi nét trẻ con, tăng thêm sức hấp dẫn của nữ tính. Ở trước mặt Hạ Tưởng cô vẫn cứ làm nũng hệt như xưa, vẫn trong sáng như cô em gái hàng xóm năm nào, nhưng vẫn là có điểm khác với trước kia. Ít nhất là cô biết để ý, khi ôm cánh tay Hạ Tưởng, cố gắng không để ngực chạm vào hắn. So với Diệp Thiên Nam đang bị sứt đầu mẻ trán, Hạ Tưởng lúc này có thể nói là tâm trạng thoải mái. Hắn rất yêu quý Tống Nhất Phàm, rất thích ở cùng với một Tống Nhất Phàm vui vẻ như tiểu yêu tinh nhỏ. Trong tất cả những người phụ nữ hắn quen, tình cảm hắn dành cho Tống Nhất Phàm là thuần khiết nhất, cũng mang tính che chở nhất. Tuy rằng hiện giờ tâm trạng rất tốt nhưng Hạ Tưởng cũng hiểu rõ bây giờ là ánh sáng trước bình minh. Trong hội nghị bộ chính trị lần thứ hai tiếp theo đây, có liên quan đến việc bổ nhiệm của Tào Vĩnh Quốc và Diệp Thiên Nam còn có thể có một trận chiến ác liệt hơn phải chiến đấu. Nhưng trước đó, chiêu hạ thủ mạnh nhất của Liên Nhược Hạm sẽ được tung ra. Chương 1411, hứng thú tinh quái của Hạ Tưởng. Việc Diệp Địa Bắc tự thú, Dương Hằng Dịch, Hồ Định quay lưng với Diệp Thiên Nam, Hạ Tưởng biết rõ. Nói đùa, hắn mới là người chỉ đạo đứng sau tất cả, có thể không nắm rõ tường tận tiến triển của sự việc được sao? Về cách xử lý với Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do, Hạ Tưởng vẫn do dự một lúc. Thật ra hắn vốn định bắt cả hai cùng một mẻ nhưng cuối cùng vẫn cứ quyết định bắt lớn thả nhỏ, nhẹ tay thả Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do. Thực ra cũng là tặng một ân huệ cho Dương Hằng Dịch và Hồ Định. Những chuyện trên trường chính trị, việc nhượng bộ cần thiết đôi khi là vì bước tiến lớn hơn. Hạ Tưởng tuy rằng cũng có phần cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng biết. Hắn không có tư cách đắc tội với ba vị quan chức cao cấp phó tỉnh cùng một lúc. Thậm chí nói không chút khoa trương, nếu không phải là chia nhỏ đánh từng bộ phận, không phải Dương Hằng Dịch và Hồ Định không có cách nào chống đỡ được sức ép cực lớn mà phải chủ động nhượng bộ. Nếu như hắn thực sự muốn bắt cả Dương Diêu Nhi và Hồ Quân do cùng một lúc, cuối cùng nói không chừng sẽ bị gây sức ép, vụ án cuối cùng sẽ kết thúc trong im lặng. Cấp trên không cho phép cùng lúc kinh động ba vị lãnh đạo cao cấp phó tỉnh. Xuất phát từ nhu cầu của xã hội hài hòa, từ suy xét cho việc ổn định đại cục, con cái của ba vị quan chức cấp cao cấp phó tỉnh bị bắt cùng một lúc, chắc chắn sẽ là vụ án lớn gây chấn động toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Đừng nói phía Bắc Kinh sẽ vô cùng phản cảm, Trịnh Thịnh cũng sẽ lâm vào thế bị động. Trong một cuộc nói chuyện điện thoại với Trịnh Thịnh cũng thể hiện rõ thái độ, bắt lớn thả nhỏ, nếu không thì sẽ vượt giới hạn, Hạ Tưởng liền biết, ở trên đã có người mở lời. Bất kể là ai, lời của cấp trên thì chắc chắn phải nghe. Cũng may, tiền của Hồ Quân do bị vơ vét hết sạch, tiền của Dương Diêu Nhi thì cũng phải nộp ra 80%. Không phải là Hạ Tưởng thương hoa tiếc ngọc, huống hồ Dương Diêu Nhi cũng chẳng phải là hoa là ngọc gì, mà là cho phép trong tình huống đặc biệt. Dù sao Dương Diêu Nhi khi cung cấp các chứng cớ về Diệp Địa Bắc cũng dốc hết sức nhất, nhiệt tình nhất, thậm chí ngay cả rất nhiều bí mật riêng tư của Diệp Địa Bắc cũng tiết lộ hết. Để lại cho 20% cũng tạm coi là số mà Dương Diêu Nhi kiếm được trong mấy năm qua. Còn Hồ Quân do lại không được may mắn như vậy, y đã bị Cổ Ngọc lừa cho không còn xu dính túi, vẫn may, ít nhất số tiền nợ 50 triệu tệ của y không cần trả lại, cũng coi như không còn nợ nần gì. Nếu không,
số tiền nợ 50 triệu tệ bất cứ lúc nào cũng có thể đè nặng khiến Hồ Quân Do không ngóc đầu lên nổi. Nó càng là một mũi kiếm sắc trên đầu Hồ Định, chỉ cần kiếm vung ra thì dù y đường đường là phó chủ tịch thường trực tỉnh cũng có thể bị rơi mất mũ, mất chức và vào tù bóc lịch. Bởi vậy, dù là Hồ Định hay là Dương Hằng Dịch thì cũng đều phải thầm cảm ơn Hạ Tưởng. Về phần Trịnh Thịnh thì sớm đã vô tình thay đổi cách nhìn về Hạ Tưởng. Tuy rằng y vẫn ở giữ quan điểm là chắc chắn sẽ còn có người trẻ tuổi ưu tú hơn, nhưng khi nói chuyện chúc mừng việc vào được bộ chính trị của Cổ Thu Thực vẫn vô cùng vui mừng với thế cục sáng sủa của tỉnh Tương hiện nay, cũng khen ngợi cách đối nhân xử thế và năng lực của Hạ Tưởng. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Diệp Thiên Nam là bị thất thế ở tỉnh Tương, y có tới tỉnh Yến nhậm chức hay không tạm thời không bàn đến, nhưng tỉnh Tương lại không xuất hiện cục diện có người làm chủ, người đứng sau được lợi ngược lại chính là Phó Tiên Phong. Bởi vì phe cánh lực lượng vốn thuộc về Diệp Thiên Nam, đều trong nháy mắt tỏ ý tiến gần đến Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong cũng không từ chối ai, tham vọng chiếm lớn thì khó coi, thu nhận toàn bộ. Mặc dù rất nhiều người cười thầm chủ tịch tỉnh Phó đã xây bến dừng chân cho khách, nhưng thế lực của Phó Tiên Phong ở tỉnh Tương nhanh chóng lớn mạnh cũng là sự thật phải thừa nhận. Trịnh Thịnh thì không hề lo lắng về sự lớn mạnh của Phó Tiên Phong. Bởi vì hiện nay thế lực hệ thống đoàn và thế lực gia tộc đang bước vào thời kỳ ngọt ngào, hợp tác chặt chẽ, có rất nhiều lợi ích chung. Hơn nữa còn có một điểm tựa chung là Hạ Tưởng, giữa y và Phó Tiên Phong một trưởng một phó, lại cùng nhau thỏa thuận để xuất hiện nhân vật số một, chắc hẳn là sẽ là cục diện hai bên cùng thắng lợi. Phó Tiên Phong không thể so với Diệp Thiên Nam, Diệp Thiên Nam cần thể hiện bản thân, cần chứng minh chính mình. Phó Tiên Phong thì không cần. Y chỉ cần đi từng bước là có thể ngồi vào được chiếc ghế chủ tịch tỉnh. Bí thư tỉnh ủy chẳng qua chỉ là chiếc ghế kế nhiệm rất hiển nhiên, cho nên y không cần phải mạo hiểm nguy cơ mất điểm để giành quyền. Từ thế cục tỉnh Tương mà nghĩ đến thế cục trọng nước, Trịnh Thịnh không thể không khâm phục tầm nhìn của Tổng Bí thư và lựa chọn sáng suốt của Cổ Thu Thực, chọn Hạ Tưởng làm thế hệ thứ 7. Như thế có nghĩa là trong một khoảng thời gian tương đối dài, giữa hệ thống đoàn và thế lực gia tộc vẫn luôn có một cây cầu vững chắc. Sẽ có một mảnh đất hòa hoãn để ngay cả khi có phát sinh mâu thuẫn vì quyền lợi quan trọng cũng có thể khiến hai bên đều phải bình tĩnh. Hiện nay thế lực bình dân suy thoái, mà một thế lực khác lại không cam lòng rời khỏi vũ đài lịch sử, thậm chí còn có ý định ngóc đầu trở lại, không loại trừ khả năng một thế lực khác liên kết với thế lực bình dân. Cho nên Tổng Bí thư chọn Hạ Tưởng, kịp thời dán lên đầu Hạ Tưởng biểu tượng của hệ thống đoàn, là một bước đi tài tình. Khi trò chuyện với Cổ Thu Thực, Trịnh Thịnh cũng hiếu kỳ mà hỏi tới chuyện nguồn đầu tư khổng lồ 10 tỷ đô la Mỹ. Cổ Thu Thực chỉ là trả lời cho qua chuyện chứ không nói rõ. Trịnh Thịnh liền đoán có lẽ đó là chiếc bánh vẽ mà thế lực gia tộc tặng cho Cổ Thu Thực. Trịnh Thịnh nào biết rằng, chiếc bánh vẽ đầu tư 10 tỷ là bút tích của Hạ Tưởng. Nếu y biết chân tướng sự việc, e rằng trong lòng sẽ có đủ loại cảm giác lẫn lộn, nói không chừng còn có thể ghen tị với sự gần gũi của Hạ Tưởng và Cổ Thu Thực. Thế cục tập thể tỉnh Tương đang phát triển theo hướng lý tính và đa nguyên hóa. Trong lòng Trịnh Thịnh hiểu rõ, Diệp Thiên Nam hoàn toàn thất thế chỉ là vấn đề thời gian, mà sự lớn mạnh của Hạ Tưởng ở tỉnh Tương là không thể chống đỡ. Tỉnh Tương về sau chắc hẳn sẽ phải phân làm ba, y một phần, Phó Tiên Phong một phần, Hạ Tưởng một phần, làm thế chân vạc, vừa khéo đạt được cân bằng và hài hòa. Càng khiến cho Trịnh Thịnh vui mừng chính là sự thất thế của Diệp Thiên Nam. Càng làm nổi bật quyền uy và địa vị của nhân vật số một là y. Hơn nữa còn có thành tích chống tham nhũng của hai thành phố Thần Đông và Hoài Dương, hai năm sau việc hắn vào bộ cũng là việc nắm chắc trong tầm tay. Trịnh Thịnh cảm thấy rất mỹ mãn. Hạ Tưởng không ở Tương Giang, nhưng về cơ bản đều hiểu rõ tâm tư của từng người ở tỉnh ủy tỉnh Tương. Hiện nay tỉnh Tương yên ổn, hắn cũng có đủ khả năng có thể giơ cao tay, ngồi vững ở Bắc Kinh, chỉ đạo thiên hạ. Diễn hoàn hảo một màn kịch lớn chấn động lòng người. Nghĩ đến điểm ảo diệu của nó, Hạ Tưởng không khỏi cười rất đắc ý. Thực ra nói đến người sản xuất của cả vở kịch thì là Liên Nhược Hạp, tổng đạo diễn là Lý Thấm, hắn nhiều nhất chỉ có thể xem như đưa ra kế hoạch tổng thể. Nhưng dù sao cũng có tâm huyết của hắn ở trong đó, hơn nữa Liên Nhược Hạp cũng là người phụ nữ của hắn, bởi vậy nói là màn kịch của hắn cũng không quá đáng. Là một lần mở mày mở mặt, Hạ Tưởng nghĩ có phần rất mê mẩn. Hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Nhất Phàm đang mặc một bộ váy công chúa đứng trước mặt hắn, hai chân đứng thẳng, hai tay để sau lưng, nhón mũi chân, lim dim mắt, dí dỏm hỏi. Ai, anh nói xem em mặc bộ này liệu trông có vẻ trẻ con quá không?
Hạ Tưởng mới để ý thấy Tống Nhất Phàm lại thử một bộ quần áo khác ra, hắn nghĩ một lát, đây chắc hẳn đã là bộ thứ bảy. Cô đã thử rất lâu mà vẫn nói muốn lấy bộ nào. Cô nhân viên bán hàng tuy rằng xinh đẹp nhưng có phần hơi kiêu kỳ, dường như có phần không vui vẻ. Tuy rằng cô ta đứng bên cạnh vẫn giữ thái độ niềm nở nhưng trong vẻ mặt tươi cười đã pha vài phần mất kiên nhẫn. Thậm chí còn có chút coi thường. Cũng đúng, Hạ Tưởng cúi đầu nhìn, mình ăn mặc rất bình thường thì thôi. Dáng vẻ tuyệt đối không giống người giàu có, vừa không béo núng nính lại chẳng mặc hàng hiệu, giống hệt như một giáo sư đại học mà thu nhập một tháng không đến 5.000 tệ. Mà cách ăn mặc của Tống Nhất Phàm thực sự quá mang phong cách học sinh, váy là thương hiệu bình thường còn chưa tính, đến ví cũng là sản phẩm trong nước. Chợt nhớ tới mỗi con gái của các phó chủ tịch huyện đã có vô số túi ra, thiên kim Tống Nhất Phàm của bí thư tỉnh ủy quả thật là một cô gái vô cùng đáng yêu, còn khiến người ta khen ngợi. Không đâu, thật sự là không, em mặc quần áo gì cũng đẹp. Cho dù là nữ vương hay là công chúa thì em mãi là cô em gái xinh đẹp nhất của anh. Hạ Tưởng không tiếc dùng những lời lẽ bùi tai nhất để khen Tống Nhất Phàm. Tống Nhất Phàm ngay lập tức liền mỉm cười vui vẻ, lại tung tăng đi thay một bộ quần áo khác. Dáng vẻ cô rất vui vẻ mà vô tư, hồn nhiên giống như một đứa bé con 3 tuổi được cho kẹo. Cô nhân viên bán hàng đứng cạnh cuối cùng đã lộ rõ thái độ. Là một cửa hàng độc quyền thương hiệu rất có ảnh hưởng quốc tế, mỗi bộ quần áo đều có giá từ 5 chữ số trở lên, mấy bộ quần áo vừa rồi Tống Nhất Phàm thử cộng lại cũng đủ để mua một chiếc ô tô Volkswagen. Đôi nam nữ trước mặt rõ ràng không có khả năng mua bất kỳ một bộ quần áo nào trong đó, cùng với việc khiến cô thử đi thử lại lãng phí thời gian, chẳng bằng mình chơi điện tử, sửa móng tay một lát. Cô nhân viên bán hàng cũng thực sự rất xinh đẹp, cũng không biết có phải từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Trông đường nét rất theo phong cách Hàn Quốc. Cô ta hơi khom người về phía Hạ Tưởng. Thưa ngài, cửa hàng chúng tôi quy định, thử 7 bộ đồ trở lên sẽ phải mua một bộ. Nếu như ngài không mua, rất xin lỗi, thì không thể thử tiếp được. Hạ Tưởng mỉm cười, hắn nhìn sự coi thường trong mắt cô nhân viên bán hàng, cũng hiểu được cái mà thử 7 bộ phải mua một chẳng qua chỉ là lời nói dối, thực ra chính là trò đuổi khách rất quen thuộc. Biển tên trên ngực cô gái bán hàng là Lăng Phong Hoa. Nghe cũng được, Hạ Tưởng liền nói. Phong Hoa, nếu như cô cùng tôi dùng cơm thì tất cả những bộ quần áo vừa thử tôi đều mua tất. Hạ Tưởng đương nhiên biết rõ, một bộ quần áo có giá trị đến 5 chữ số thì phần trăm mà nhân viên cửa hàng được trích sẽ là không ít. Mua toàn bộ 7 bộ đó, số phần trăm mà cô em Phong Hoa này nhận được cũng phải 20.000 tệ. Lăng Phong Hoa lại càng cười khinh miệt hơn, dù cô đã lấy tay che miệng. Không nhìn thấy nét chế giễu ở khóe miệng nhưng nét giễu cợt trong mắt thì thể hiện rõ mồn một. Ngài thật biết nói đùa. Tôi không hay nói đùa, tôi nghĩ nếu có thể có được một nụ cười của Phong Hoa thì có vung tiền như rác cũng sẽ không chớp mắt. Hạ Tưởng hiếm khi có hứng thú tinh quái, thực sự muốn trêu cô em này. Lăng Phong Hoa cắn môi, ngẩn người trong chốc lát, giơ tay lấy bút, kéo tay Hạ Tưởng, viết một dãy số trên tay hắn. Nếu anh biết nói lời giữ lời thì tôi cũng không sợ. Cùng anh dùng cơm cả buổi tối cũng được. Sau đó lại nhìn Hạ Tưởng một cái. Dù sao Ba Hoa cũng đâu bị đánh thuế. Hạ Tưởng đắc ý mỉm cười, đưa cho Lăng Phong Hoa một chiếc thẻ ngân hàng. 7 bộ quần áo khi nãy đều xếp tất cả vào túi, tôi mua hết. Lăng Phong Hoa không dám tin mà nhận chiếc thẻ, lắp bắp. Thưa, ngài, 7 bộ quần áo lúc này, tổng cộng là 300.000 tệ. Trong thẻ có bao nhiêu tiền thì tôi không nhớ rõ. Dù sao thì để cô cùng tôi đi ăn 100 buổi tối cũng đủ. Hạ Tưởng đùa dai mà cười. Lăng Phong Hoa không hiểu vì sao mà đỏ mặt, lẽ nào có bánh từ trên trời rơi xuống, thực sự gặp được người đàn ông khiêm tốn mà nhiều tiền sao? Cô ta vội vàng đi quẹt thẻ, trong đó có bao nhiêu tiền không biết, dù sao cũng không báo thiếu tiền. Khi mang thẻ trả lại cho Hạ Tưởng, mặt Lăng Phong Hoa còn đỏ hơn lúc trước. Cũng may trong cửa hàng không có người. Tống Nhất Phàm đi thay quần áo còn chưa ra, cô liền kéo tay Hạ Tưởng, lại viết một dãy số, nói nhỏ. Số lúc này là tôi lừa anh, đây mới là số điện thoại của tôi, luôn mở máy cả 24 giờ. Nếu như để Liên Nhược Hàm biết Hạ Tưởng lấy tiền của cô một công đôi việc, vừa lấy lòng Tống Nhất Phàm vừa trêu ghẹo Lăng Phong Hoa, thì trong lúc giận dữ liệu có thể nhéo tai Hạ Tưởng không nhỉ? Thực ra cho dù có biết cô cũng thực sự không để ý đến chút hứng thú tinh quái của Hạ Tưởng. Bởi vì bây giờ cô đang bận rộn cho một trận đánh tỉa tài chính. Chương 1412, ai? Kém nước cờ.
Tương Giang giữa hè còn nóng bức hơn cả Bắc Kinh, đồng thời cũng nồng hơn rất nhiều, khiến người quen sống nơi phương Bắc như Liên Nhược Hạm và Tào Thủ Huân có ít nhiều không thích ứng được. Không thích ứng với khí hậu càng không vấn đề gì nhiều, chỉ cần có thể trả thù là được. Tục ngữ nói ghi ân chóng ghi thù dai, Hạ Tưởng đã nhìn quen mắt những trận đấu tranh trên quan trường, cho nên không mang bao nhiêu ân oán cá nhân trong đó. Liên Nhược Hạm thì không như vậy, cô chẳng những hận chết Diệp Thiên Nam, mà cũng hận Tô Chỉ Kiều ghê gớm. Hận Diệp Thiên Nam thì có thể hiểu được, y là đối thủ lớn nhất của Hạ Tưởng ở quan trường tỉnh Tương, hận Tô Chỉ Kiều thì phải trách Cổ Ngọc. Bởi vì Cổ Ngọc nói, trong việc truy sát Hạ Tưởng, tuy rằng Trần Pháp Toàn là quân tiên phong nhưng trên thực tế Tô Chỉ Kiều mới là người chỉ huy đứng sau tất cả. Chẳng qua là lão Cổ ra tay quá nhanh, Tô Chỉ Kiều trước tiên đã bị điều đến quân khu Dương Thành, tuy rằng bị để cho ngồi không, nhưng dù sao vẫn còn tại vị. Liên Nhược Hạm liền cho rằng như thế quá nhẹ tay với Tô Chỉ Kiều, nhất định muốn bắt Tô Chỉ Kiều phải trả một cái giá thật đau đớn thê thảm. Tào Thù Huân biết bước tiếp theo của Hạ Tưởng là muốn giúp cha lên chức, không muốn làm chuyện dây cả da dây muốn ảnh hưởng đến bước tiến quan trọng của cha. Liên Nhược Hạm lại kéo tay Tào Thù Huân an ủi. Cả hai việc bác Tào phải lên chức, Tô Chỉ Kiều phải gặp xui xẻo, đều có thể tiến hành đồng thời. Ai bảo chúng ta người nhiều lực mạnh? 8 người phụ nữ tập hợp, có thể không nhiều người. Nhưng trong mắt Tào Thù Huân, trong nhiều người phụ nữ, chị em chị âm thì chỉ có duy nhất một mình Liên Nhược Hạm mà thôi. Lý Thấm thì không cần phải nói, là vợ của Tề Á Nam. Mai Hiểu Lâm cũng không cần nghĩ nhiều, là thị trưởng thành phố Tương Giang. Những người khác, Vệ Tân là người chị em được Liên Nhược Hạm công nhận, Nghiêm Tiểu thì là quan hệ cá nhân của Cổ Ngọc. Bởi vậy, tuy rằng cô cũng không thật thoải mái với việc phụ nữ vây quanh Hạ Tưởng, nhưng lại cho rằng trong số họ, chỉ có quan hệ giữa Cổ Ngọc và Hạ Tưởng là mờ ám. Đúng rồi, còn có một Phó Tiên Tiên cũng là có ý nhập nhằng, nhưng vẫn ở giai đoạn phát triển, chưa sâu nặng. Còn Nghiêm Tiểu thì đẹp thật, Tào Thù Huân lại không thích cô trang điểm quá kỹ lưỡng. Bởi vậy cô cũng kết luận Hạ Tưởng cũng sẽ không thích Nghiêm Tiểu thì, hắn luôn luôn thích phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng hoặc là không trang điểm. Cũng là tự mình an ủi mình thôi, Tào Thù Huân cũng biết phụ nữ bên cạnh người đàn ông ưu tú như Hạ Tưởng sẽ nhiều như bướm lượn lờ vây quanh, đuổi đi cũng không hết. Cũng may, đã bao nhiêu năm, hắn vẫn đối với cô trước sau như một, không rời xa không ruồng bỏ, hơn nữa đối với cô ấy lại là yêu thương nhất. Bây giờ hắn chạy hết nơi này trốn nọ ở Bắc Kinh là vì nguyên nhân gì? Còn không phải là vì tiền đồ của cha. Chưa bao giờ thấy Hạ Tưởng vì chuyện của Hạ An mà gọi một cuộc điện thoại, huống chi tự mình đứng ra xử lý. Tào Thù Huân cũng biết vừa lòng, năm đó Hạ Tưởng từng nói với cô là có được người vợ như em anh còn cầu mong gì nữa. Bây giờ trong lòng cô vẫn tràn đầy hạnh phúc, lấy Hạ Tưởng, cả đời không hối tiếc. Cho dù cô cũng căm hận kẻ hung thủ thực sự nơi hậu trường định giết Hạ Tưởng, nhưng tính cô ôn hòa, Hạ Tưởng không nói truy cứu, cô sẽ không làm. Nhưng Liên Nhược Hạm thì khác, cô ấy ghi thù nhớ hận, vì Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm thực là chuyện cũng có thể làm được. Tào Thù Huân không khỏi có phần lo lắng. Nhược Hạm, Tô Chỉ Kiều dù sao cũng là tướng quân bên quân đội. Nếu chẳng may y mang quân tới bắt chúng ta chịu sợ hãi một chút cũng không sao, không phải là lại thêm phiền phức cho Hạ Tưởng sao? Liên Nhược Hạm cười lạnh một tiếng. Có chị, có Cổ Ngọc ở đây, đừng nói y là một thiếu tướng, ngay cả y là trung tướng, cũng không dám đụng đến một sợi tóc gáy của chúng ta. Vậy thì phải đối phó với Tô Chỉ Kiều như thế nào? Tào Thù Huân vẫn là không hứng thú lắm với việc đối phó với Tô Chỉ Kiều. Cô chỉ hy vọng Hạ Tưởng giúp Tào Vĩnh Quốc thăng chức được thuận lợi, sau đó Hạ Tưởng cũng bình an. Cụ thể làm thế nào, để chị và Lý Thấm lo là đủ rồi, em chỉ cần biết chị sẽ không để bất cứ kẻ nào động đến Hạ Tưởng là được rồi. Liên Nhược Hạm biết Tào Thù Huân nghe lời Hạ Tưởng nhất. Cô chỉ là lôi kéo để Tào Thù Huân đồng ý, không muốn ngộ nhỡ Hạ Tưởng không vui thì cũng có thể nhờ Tào Thù Huân nói đỡ cho cô mấy lời. Dù nói là cô cũng chẳng sợ gì Hạ Tưởng. Nhưng Hạ Tưởng dù sao cũng là người đàn ông của cô. Tuy rằng hắn rất ít khi thể hiện quyền của người chồng trước mặt cô, chỉ có điều là phụ nữ, cũng cần tự giác bảo vệ cái tôi của người đàn ông mình yêu. Tào Thù Huân nghĩ một lát, thật sự không nghĩ ra lý do gì để phản đối, liền gật đầu nói. Được thôi, dù sao nếu anh ấy không vừa lòng, em cũng sẽ đứng cùng một phía với chị. Liên Nhược Hạm mỉm cười vui vẻ, liền biết cô bé Huân này chẳng những đức hạnh mà còn thông minh. Tiễn Tào Thù Huân,
Liên Nhược Hạm liền gọi Cổ Ngọc và Lý Thấm đến, mở một cuộc họp với phạm vi nhỏ. Cô quyết định cùng lúc với việc phối hợp với kế hoạch tổng thể chính của Hạ Tưởng, cũng âm thầm gây sức ép một chút, làm một việc nhỏ cho hết giận. Sau khi tôi và em Huân nhất trí, muốn trừng trị một số kẻ xấu. Cổ Ngọc, cô có đồng ý không? Liên Nhược Hạm nhắc đến Tào Thù Huân, rõ ràng muốn nói rằng việc này đã là ý kiến thống nhất của hai người đứng đầu. Cổ Ngọc tính tình cũng hiền hòa, nhưng cô cũng có khía cạnh ghê gớm, không chút do dự đồng ý ngay. Không vấn đề, tôi đồng ý. Lý Thấm đến nói cũng lười, kiên quyết gật đầu. Cô luôn chờ thời khắc thể hiện bản lĩnh của mình, bây giờ nó đã đến, chính là cầu còn không được. Liên Nhược Hạm thấy mọi người đều đã thông qua, liền nói kế hoạch của cô. Cổ Ngọc, cô phụ trách tìm hiểu cặn kẽ tài sản, còn cả con đường kiếm tiền của bè lũ do Tô Chỉ Kiều đứng đầu. Cổ Ngọc gật đầu. Lý Thấm, cô và Vệ Tân hãy cùng nhau bắt tay vào sắp xếp. Phần lớn nguồn vốn dùng cho kế hoạch lớn, để lại một phần. Cũng đừng quá ít, dùng để đối phó với một vài con tép. Nếu để Tô Chỉ Kiều nghe được rằng từ miệng Liên Nhược Hạm y đã thành con tép, e rằng y cũng sẽ nhảy dựng lên mà bẻ lại đường đường là một thiếu tướng sao lại có thể là con tép. Nhưng trên thực tế, sự thật chứng minh, đứng trước lực lượng lớn mạnh hơn, y thực sự là làm một con tép nhỏ hết mức có thể. Nếu nói suối bảy thành công Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do, và cuối cùng là khiến cho Diệp Địa Bắc xa lưới chỉ là đợt sóng tấn công đầu tiên của 8 người phụ nữ náo loạn Tương Giang chỉ có thể xem như chút đòn nhỏ bé, thì đợt sóng thứ 2 kế tiếp mới là uy lực thực sự của 8 người phụ nữ náo loạn Tương Giang. Tuy rằng Hạ Tưởng vẫn không chịu thừa nhận cách nói 8 người phụ nữ náo loạn Tương Giang, tuy rằng quả thật trong số họ, không phải thuần túy đều là phụ nữ của Hạ Tưởng, nhưng là 8 người phụ nữ hai sân khấu, gây sức ép được với rất nhiều người. Ngay khi Liên Nhược Hạm sắp xếp trọn vẹn bố cục cho bước đi thứ hai, chuẩn bị câu cá lớn và thuận tiện mò vài con tép, Diệp Thiên Nam bay từ Bắc Kinh trở về Tương Giang. Y vừa hạ cánh đã vội vàng trở lại tỉnh ủy, lập tức giải thích tình hình với Trịnh Thịnh. Diệp Thiên Nam chính là muốn tranh thủ thế chủ động nói thẳng với Trịnh Thịnh vấn đề cá nhân của Diệp Địa Bắc. Đồng thời, y cũng kín đáo nói về những việc mà bốn cậu ấm tỉnh Tương còn liên quan ở trong đó, ngụ ý chính là báo cho Trịnh Thịnh. Nếu làm to chuyện, ngộ nhỡ đều bị dính dáng đến, chuyện cũng có lẽ không thể kết thúc. Diệp Thiên Nam thông minh là ở chỗ, y xem chuẩn thời cơ, biết tính cách Trịnh Thịnh có một mặt hay mềm lòng và không đủ quyết đoán, tương đối trọng tình cảm. Vừa vặn lúc Hạ Tưởng không ở Tương Giang, y hoàn toàn có thể mượn tay Trịnh Thịnh, biến chuyện từ lớn trở thành nhỏ, giảm sự tổn thất của việc Diệp Địa Bắc xa lưới đối với bản thân y xuống mức thấp nhất. Bí thư Trịnh, tôi làm việc cẩn trọng vì đảng vì đất nước mấy chục năm nay, ngày thường là sơ sẩy dạy dỗ Địa Bắc. Ngài cũng biết, mẹ của Địa Bắc qua đời sớm, cha con chúng tôi phải sống nương tựa vào nhau, không dễ dàng chút nào. Cho dù như vậy, từ khi tôi tham gia công tác cho tới nay, gần như chưa từng xin nghỉ một ngày nào, chưa từng vì chuyện của Địa Bắc mà làm phiền đến tổ chức một lần nào. Vừa nói, đôi mắt Diệp Thiên Nam bỗng ngấn đỏ, y nhập vai quá thật, khó lòng tự kiềm chế cảm xúc. Cũng thực là vậy, tình cha con của Diệp Thiên Nam và Diệp Địa Bắc rất sâu đậm, y vừa làm cha lại vừa làm mẹ chật vật nuôi nấng Diệp Địa Bắc nên người. Về sau tuy rằng y cũng đi bước nữa nhưng cảm tình không tốt, cũng chẳng sống bên nhau, thuần túy trở thành vật trang trí cần thiết trên con đường quan lộ, không để cho người khác nói này nói kia về đời sống cá nhân của y. Cả cuộc đời tôi đều hiến dâng cho sự nghiệp của đảng. Địa Bắc là phạm vào một chút chuyện nhỏ, nhưng người trẻ tuổi có ai lại không có lúc phạm sai lầm. Nếu bởi vì một chút việc nhỏ mà xử lý quá nghiêm khắc, tiền đồ của nó bị hủy hoại, một mình tôi sẽ phải sống cuộc sống trong những năm cuối đời thê thảm đến thế nào. Bí thư Trịnh, tôi. Diệp Thiên Nam nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, nước mắt vòng quanh, khóc không thành tiếng. Trịnh Thịnh âm thầm thở dài một tiếng, mềm lòng, đưa cho một tờ khăn giấy, vỗ vai Diệp Thiên Nam. Thiên Nam, tôi biết chỗ khó của cậu, cũng biết cậu và Địa Bắc có tình cha con sâu nặng. Ôi, đều là hết lòng yêu con, vấn đề của con cái các cán bộ lãnh đạo, cũng không phải là chỉ mình cậu mới có chỗ khó. Diệp Thiên Nam nghe ra bên trong lời nói của Trịnh Thịnh ý hòa dịu, biết sách lược của y rất hiệu quả, vội hành động ngay. Bí thư Trịnh, Địa Bắc là con tôi vốn dĩ nên tránh vấn đề của nó, nhưng tôi chỉ có một đứa con trai này. Nể mặt tôi đã công tác nhiều năm ở tỉnh Tương này, hy vọng ngài đích thân cứu giúp vụ án này. Trịnh Thịnh do dự một lát. Nhìn ánh mắt tha thiết chan chứa kỳ vọng của Diệp Thiên Nam, vẫn không thể kìm lòng, nhận lời.
tôi gọi điện thoại hỏi thăm xem sao, có thể nộp tiền bảo lãnh thì cứ nộp trước đã. Trở về văn phòng của mình, nét âu sầu trên mặt Diệp Thiên Nam đã sớm không thấy, thay vào đó chính là một thần sắc bình tĩnh và kiên quyết. Y trầm tư một lát, vô cùng bình tĩnh mà gọi vài cuộc điện thoại, bắt tay vào việc sắp xếp tất cả mọi chuyện để gỡ tội và cho Diệp Địa Bắc cao chạy xa bay. Diệp Thiên Nam tin rằng nếu Diệp Địa Bắc nộp ra 1/3 số tiền, sau đó lại có cả Trịnh Thịnh đứng ra, Diệp Địa Bắc thoát khỏi khó khăn và ra nước ngoài, từ đó không quay trở lại, hẳn là không thành vấn đề. Y đương nhiên biết tất cả đều là bàn tay Hạ Tưởng ở đằng sau, trong lòng cười lạnh. Thủ đoạn rút củi đáy nồi tài tình đấy, đáng tiếc, Hạ Tưởng chung quy vẫn là kém cờ hơn. Đợi đến sau khi y cười đến cuối cùng, đến tỉnh Yến thành công, Hạ Tưởng, cứ chờ đấy, mày nhất định sẽ phải hối hận vì những gì đã làm hôm nay. Diệp Thiên Nam vui mừng quá sớm, bởi vì y không bao giờ có thể ngờ tới, Hạ Tưởng vẫn để lại một đòn sau này cho y. Cùng lúc khi y trở về ra tay, một chính khách khác cũng đã động thủ, chính là vì tiến thêm một bước trong việc thu nạp thế lực của y, đồng thời cũng để kiếm được lợi ích lớn hơn nữa. Đạo lý tường sắp đổ thì mọi người đẩy thêm mãi mãi đúng đắn. Mà thủ đoạn đâm sau lưng, với Phó Tiên Phong mà nói, không liên quan đến hình tượng, không liên quan đến đạo đức, chỉ liên quan đến lợi ích là lớn hay nhỏ. Cho nên Phó Tiên Tiên đại diện cho người nào đó nói chuyện với gã, chỉ nói trong một phút. Gã liền quyết định sẽ ra tay theo cách dậu đổ bìm leo. Ngay khi Phó Tiên Phong ra tay, Tô Chỉ Kiều đã được nếm trái đắng trước tiên. Nó còn đắng hơn cả trái khổ qua, còn chát hơn việc gã bị tống đến quân khu Dương Thành cho ngồi không, đắng chát đến nỗi khiến gã không ngớt mồm kêu khổ nhưng lại có nỗi khổ không thể nói ra. Sau đó còn dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn, liền khiến Tô Chỉ Kiều có thêm trải nghiệm thiết thân đối với hậu quả nghiêm trọng khi tham gia vào chuyện hại Hạ Tưởng, nhưng cũng đã muộn. Không chỉ là một mình Tô Chỉ Kiều, rất nhiều kẻ sẽ phải chịu cơn đau cùng cực trong ngọn lửa báo thù rực cháy của Liên Nhược Hạm. Chương 1413, bước đầu hình thành quan niệm chính trị của Hạ Tưởng. Tô Chỉ Kiều đối với việc gặp phải thế bất lợi trọng đại, trong lòng bế tắc không yên. Tiền đồ tốt đẹp lại bị hủy hoại trong chốc lát, sao không đau đớn cho được. Nhưng y không hối hận, thân là người lính chấp hành mệnh lệnh là trách nhiệm thiêng liêng, lấy dũng cảm tiến tới vì nhiệm vụ của mình. Cũng tuyệt đối không nhận sai. Không thể giết Hạ Tưởng bởi tính hắn xảo quyệt, mạng lớn, cũng trách Trần Pháp Toàn quá ngu dốt, bị Hạ Tưởng đùa giỡn tới xoay vòng vòng. Tuy rằng nói cấp trên có lệnh, y nhất định phải nghe theo vô điều kiện, nhưng bỗng chốc tự ủy viên chính trị quân khu tỉnh Tương bị chuyển công tác làm cấp phó quân khu Dương Thành, hơn nữa còn là chức phó quản hậu cần, trong lòng y vẫn còn khó chịu. Không ngờ đến cuối cùng, ở thời khắc then chốt cấp trên chẳng hề ra tay cứu y. Để y bị người ta điều khiển, khiến Tô Chỉ Kiều trong lòng nguội lạnh. Kỳ thực ở Dương Thành và tỉnh Tương hai khu vực quân sự này đã bắt đầu vào thời điểm bị loại trừ, y linh cảm chính mình cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, quả nhiên đúng như dự đoán, chuyện mới qua được vài ngày đã bị một cước đá văng ra, thật là xui xẻo, khỏi phải nói vị kia ở trong quân hẳn nhiều quyền uy nhất, có khả năng một lời mà định rất nhiều sự việc, chứ không sẽ chẳng thể ra mặt thay y nói chuyện. Điều càng làm y thấy khó mà chấp nhận chính là, chức phụ trung tướng được hứa hẹn, không cánh mà bay, y chân bước vào khoảng không, chẳng khác nào nói nếu như lần này thời cơ không đến như dự đoán, thì suốt đời dừng lại ở chức thiếu tướng. Mà nghe nói Trương Hiểu nằm ở top đầu, chỗ tốt trong tầm tay, Tô Chỉ Kiều suýt nữa đập bàn chửi má nó sở dĩ không chửi ra là vì ở quân khu Dương Thành còn không tới phiên y lên mặt, lời đến cửa miệng lại phải nghẹn họng nuốt vào, chỉ có thể ngậm miệng mà nghe. Trương Hiểu là cái thá gì, không ngờ đi trước y một bước muốn thăng chức trung tướng. Vẫn luôn cho rằng cao hơn Trương Hiểu một bậc, Tô Chỉ Kiều đố kỵ điên cuồng, hơn nữa sau đó đi tới quân khu Dương Thành, khắp nơi bị xa lánh, vắng vẻ, y liền sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày mượn rượu giải sầu, dù sao cũng cứ vậy, được rồi, không hy vọng nữa, không trông cậy thăng quan thì phát tài cũng được. Vừa lúc phía trên nói chức quản hậu cần còn trống, thật là chức quan béo bở. Các khoản chi phí cho quân sự không rõ ràng, giữ gìn và tu sửa xe tăng cùng tàu chiến, mức tiêu thụ dầu thô, hao hụt thông thường vi vi, đây đều là khối thịt béo bở. Cứ ở trong đó nhúng tay, lương lẹo chút, thì một năm cầm vài trăm triệu không thành vấn đề, làm vài năm kiếm đủ tiền rồi, so với làm trung tướng còn tốt hơn. Và lại trước kia Tô Chỉ Kiều cũng không ít lần đứng giữa thu lợi, cho nên làm thế nào qua tay đã là ngựa quen đường cũ, tới quân khu Dương Thành không được mấy ngày. Đã tiếp nhận toàn bộ quan hệ và con đường của Trần Pháp Toàn,
bắt đầu cụ thể thao tác. Tô Chỉ Kiều nghĩ rằng mình đi hướng con đường phát tài, lại không biết hướng mình đi lại là một con đường chết chóc chẳng còn cách nào quay đầu lại. Chấm, Cổ Ngọc vừa ra tay, không tới nửa ngày đã tra được sản nghiệp trong tối ngoài sáng của Tô Chỉ Kiều cùng với con đường của y, sau đó liền nói cho Liên Nhược Hạm và Lý Thấm sắp xếp một cuộc gặp mặt, hợp kế lại, một kế hoạch được vạch ra. Tô Chỉ Kiều lần đầu nhận chức, lấy nhiệm vụ bình thường ra làm lý do, xin mấy trăm tấn dầu ma đắt, tiếp đó thuận lợi ra tay buôn bán lời trên trăm triệu, đang dương dương tự đắc, y đã tiêu mất sự vất vả tích lũy mười mấy năm của mấy sản nghiệp, trong một đêm hóa thành con số không. Cũng không thể nói là hóa thành hư không, chỉ có điều thông qua thủ đoạn hợp pháp hoặc không hợp pháp, mà biến thành sản nghiệp của người ta, càng hình tượng nói, y cực khổ vài chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng, thì như vừa cảm giác tỉnh lại phát hiện, quân hàm thiếu tướng trên vai biến thành binh lính. Chênh lệch quá lớn khiến Tô Chỉ Kiều thiếu chút nữa phát cuồng, y thề nếu bắt được tên hủy hoại tâm huyết cả đời mình, nhất định sẽ sử dụng toàn bộ sức lực khiến đối phương chết không có chỗ chôn. Y có tiền không có quyền, nhà giàu mới nổi, suy tính đánh trên đầu y, kiếm tiền cũng không phải kiếm như thế, cẩn thận có tiền không còn mạng để tiêu. Tô Chỉ Kiều lập tức phái người đi điều tra nhưng không có một chút dấu vết để lại, liền lại xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là việc lớn. Vụ kinh doanh mưu cầu tư lợi đầu tiên qua tay Tô Chỉ Kiều sau khi tới quân khu Dương Thành được đưa ra ánh sáng, hơn nữa còn phơi bày ra ánh sáng vô cùng triệt để đối phương đem toàn bộ dầu ma tút đổ hết ở cổng quân khu Dương Thành, còn treo biểu ngữ, Tô Chỉ Kiều bán dầu ma tút trộn lẫn nước hãm hại người tiêu dùng, thẹn với danh hiệu bộ đội nhân dân, còn không bằng danh dự của tham quan địa phương. Mặc dù hiện trường rất nhanh bị khống chế, mặc dù quân sĩ rất nhanh đứng ra giữ lại chiếc xe, nhưng bên trong không có một bóng người, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không mảy may nghĩ tới phải chịu trách nhiệm, nên mới cố tình gây rắc rối và phiền phức. Cả mặt đất đầy dầu ma rút gây tắc nghẽn giao thông, tạo thành tin tức sự kiện không nhỏ, mặc dù có binh lính duy trì trật tự, không cho phóng viên chụp ảnh và phỏng vấn, nhưng sự việc đã đi tới cao điểm, hơn nữa có vô số người dân thành phố đã mục kích cảnh này, có ngòi nhanh tay quay video bằng di động rồi đăng lên mạng. Sự việc ngày càng cao trào, Tô Chỉ Kiều tránh ở trụ sở quân khu không dám lộ diện nổi trận lôi đình, gào thét chửi bới điên cuồng, bây giờ y mới hiểu, chẳng trách đối phương mua dầu ma tút không trả giá, còn không tới ngân hàng chuyển khoản, trực tiếp thanh toán tiền mặt, hóa ra là cố ý dựng một cái bẫy. Chỉ có điều hiện tại hối hận đã muộn, y chân trước rời khỏi Tương Giang, chân sau đi vào Dương Thành, xui xẻo chui vào Châu Giang, bị một cú ngã bổ nhào. Tô Chỉ Kiều không chỉ là chịu một cú ngã thường bị rớt vài chiếc răng cửa đơn giản như vậy, sau khi sự việc xảy ra quân ủy vô cùng phẫn nộ nổi trận lôi đình, nhanh chóng xử lý và che đậy những bài viết trên mạng nhưng do ảnh hưởng quá mức to lớn, sản nghiệp và tài khoản của Tô Chỉ Kiều bị người ta lấy làm bằng chứng sống, đi tới quân ủy, sau khi chấm dứt một hội nghị cãi vã kịch liệt diễn ra tại quân ủy, con đường làm quan của Tô Chỉ Kiều cũng đi tới cuối đường TRUIENIICOM. Và còn bị đưa lên tòa án quân sự, chờ đợi y, là bị lao tù cả đời. Tô Chỉ Kiều chỉ là quân bài domino quan trọng đầu tiên, theo sau y liên lụy đến rất nhiều người tham gia buôn lậu dầu mỏ, bán hậu cần, vật tư như cá lọt lưới, lúc này lần theo dấu vết mà hốt gọn mẻ lưới tóm hết toàn bộ, thật xót xa khi có vô số trung tá, đại tá, thậm chí thiếu tướng phải kết thúc cuộc đời vinh quang. Từ quân khu Dương Thành khiến cho phản ứng dây chuyền liên tục tăng lên, mà quân khu tỉnh sở và quân khu tỉnh dự tham gia sự kiện đuổi giết của Hạ Tưởng, lại sắp nghênh đón sự dung chuyển trong trào lưu điều chỉnh quân sự. Không chỉ lão Cổ và ông cụ họ Ngô vừa ra công chuẩn bị tốt một bữa tiệc thịnh soạn, cuối cùng đã lên kế hoạch xong xuôi, chuẩn bị hành động đối với khu vực quân sự thành phố Lỗ. Liên Nhược Hạm thành công tiếp thêm lửa, thêm củi, thêm dầu, còn quạt thêm gió, nói vậy thì phải cảm ơn Liên Nhược Hạm, Cổ Ngọc rất nhiều, nhờ tình báo của Cổ Ngọ, rồi thêm Liên Nhược Hạm tàn độc, không xá gì không tính toán mà trả thù, mới khiến Tô Chỉ Kiều đường đường là một thiếu tướng mà ngã xuống gống như con tép. Đúng vậy, Tô Chỉ Kiều do tích góp vài lạng đến mấy cân sau vài chục năm tài sản cũng có hàng tỷ đồng. Nhưng trước sức mạnh to lớn của Liên Nhược Hạm đừng nói một con tép, đến con nòng nọc còn không bằng. Có thể bị Liên Nhược Hạm một chân dẫm lên, Cổ Ngọc khinh bỉ, Tô Chỉ Kiều không oán. Bởi vì tiếp sau đó nhân vật cao tầng hơn bị Liên Nhược Hạm trừng trị đến không thể tức giận, thì y chỉ có thể xem như một mâm thức ăn khai vị mà thôi. Ngay thời điểm Liên Nhược Hạm dùng hai ngón tay trừng trị Tô Chỉ Kiều, thì
thì tám ngón tay kia đang dùng làm việc khác, đồng thời cùng với Lý Thấm chính thức khởi rộng một trận quyết chiến mang tên tài chính. Sau một hồi chiến tranh kinh tế, tình hình chính trị trong nước chịu ảnh hưởng ở mức độ nhất định. Có thể ảnh hưởng đến quan niệm chính trị của Hạ Tưởng, và cả ý nghĩ chấp chính thực sự sau này chuyển hóa thành, sợ là Liên Nhược Hạm cũng không kịp chuẩn bị sức lực. Cùng Nhất Phàm mua xong trang phục, Hạ Tưởng trong cái nhìn chăm chú từ ánh mắt nóng bỏng của Hoa Lăng Phong, hiên ngang đi mà không dám quay đầu lại, bởi hắn đã sớm để ý thấy Hoa Lăng Phong, nhân lúc Tống Nhất Phàm không chú ý vài lần đưa ngón tay cái và ngón út ra làm ám hiệu với hắn rằng hãy gọi điện. Không ngờ sức hấp dẫn lớn như vậy. Hạ Tưởng một bên cười thầm một bên bùi ngùi, không phải chỉ bản thân hắn hấp dẫn, mà là lực hấp dẫn của tiền tài. Lẽ nào bây giờ các cô gái dễ dàng đi theo đàn ông như vậy? Nhưng nghĩ lại cũng phải, ca sĩ không được nổi tiếng nào đó ra giá 800 ngàn một đêm ghi hình đã từng lưu truyền một thời. Hiện nay Hoa Lăng Phong mặc dù có vài phần sắc đẹp, nhưng tuy nhiên chỉ vào tầm trung, nguyên trích phần 200 ngàn ngủ một đêm với hắn, trong mắt cô coi như cũng là làm ăn có lời. Lại liên tưởng đến có khối cô gái vì một máy điện thoại di động mà bán mình, Hạ Tưởng lại ngộ ra một đạo lý, đều nói con gái đẹp là lực lượng sản xuất đầu tiên, thực ra kinh tế mới là lực lượng sản xuất chính, nói cách khác tiền tài là lực lượng sản xuất bậc nhất. Trên có tham quan cấp tỉnh bộ, dưới có người bán hàng rong bán bánh rán trái cây, nếu không nói đến thân phận địa vị cao thấp, kỳ thật mục đích bận rộn mỗi ngày đều là giống nhau, chỉ vì mưu lợi. Khoan nói đến kiếm nhiều kiếm ít. Người bán hàng rong thức khuya dậy sớm và tham quan lo lắng đề phòng, một là vì nuôi miệng ăn trong nhà, một là thành nô lệ của tiền bạc. Cho dù cấp bậc cao tới đâu, có thể sẽ không nhận hối lộ, nhưng sẽ để người nhà làm vài việc khiến tài sản phong phú hơn nữa có thể có chính sách kiểm soát sản nghiệp, để hợp lý, hợp pháp mà kiếm tiền. Nhưng hợp pháp hợp lý là giới định thế nào? Chỉ cần là chính sách có thể khống chế tài sản, tất nhiên đều có tính chất độc quyền nhất định, đều chỉ hợp nhà nước mà không hợp ý dân. Cho nên không cùng nhân dân tranh lợi chỉ là nói suông thôi, đất nước từ trước đến nay là lấy lợi từ dân, nhưng không thực sự làm được điều có lợi cho dân, đáng phải suy nghĩ. Từ đó nói rộng ra, ở thời đại kế hoạch kinh tế, chính trị hoàn toàn quyết định kinh tế, mà hiện tại ở thời kỳ nửa thị trường, nửa kế hoạch kinh tế, lực lượng kinh tế khổng lồ đã có ảnh hưởng đến cục diện chính trị trong nước. Mặc dù không có khả năng như nước Mỹ, tất cả đều là chủ nghĩa tư bản quyền quý có quyền thống trị đất nước, nhưng ở trong nước cũng đang hình thành chùm tài chính và chủ nghĩa tư bản quyền quý mới xuất hiện. Hạ Tưởng từng có một thời gian vô cùng bất mãn với chủ nghĩa tư bản quyền quý, nhận định là thế lực đi ngược lại với chế độ chính trị hiện hành, hiện tại hắn dần dần thay đổi cái nhìn, Tổng thống nước Mỹ cũng là người phát ngôn của chủ nghĩa tư bản quyền quý, nhưng không chút đề phòng dân chủ nước Mỹ quả thật tiên tiến hơn hẳn so với trong nước. Nếu được Liên Nhược Hạm, Tào Thù Lê đào tạo, đem thế hệ sau của mình huấn luyện nuôi dưỡng thành chủ nghĩa tư bản quyền quý mới xuất hiện, làm sao không thể. Nếu không ngăn cản được trào lưu lịch sử, chỉ bằng thuận thế mà đi, dung nhập trong đó, mới có khả năng vật lộn với nước lũ, chủ động nắm giữ. Cũng là Hạ Tưởng đã trải qua nhiều sự việc, trở nên nghĩ thông suốt, mà theo sau Liên Nhược Hạm làm việc thực tế, càng thêm giữ vững lòng tin của Hạ Tưởng, thúc đẩy bước đầu hình thành quan niệm chính trị của Hạ Tưởng. Chương 1414 Bất ngờ nhỏ, làm lớn chuyện. Bắc Kinh vào tháng 7, nóng hừng hừng, khoan khoái đi ra khỏi cửa hàng điều hòa không khí, tới phía ngoài liền cảm thấy lỗ chân lông toàn bỗng chốc co lại, sau đó mồ hôi nhanh chóng thấm ướt áo quần. Tống Nhất Phàm còn đỡ, mồ hôi chỉ ở có lớp, hài lòng người mà quyến rũ, càng làm cho Hạ Tưởng lạ chính là Tống Nhất Phàm phơi dưới ánh mặt trời, chẳng những không bị đen, ngược lại còn trắng hồng, càng lộ vẻ hồng nhuận yêu kiều. Hạ Tưởng không phải rất sợ nóng, nhưng sợ phơi nắng bởi vì hắn càng phơi càng đen, liền vội trốn vào trong xe là chiếc Beetle của Tống Nhất Phàm, là chính cô ta kiếm tiền mua, vốn Hạ Tưởng đã định tặng cô ta một chiếc, cô lại không muốn. Ngồi vào ô tô, mở điều hòa không khí, Hạ Tưởng cảm thấy tốt lên rất nhiều, thấy Tống Nhất Phàm còn đang lật xem lại quần áo không khỏi mỉm cười. Thế nào có phải cảm thấy anh quá keo kiệt, chỉ mua cho em 7 bộ quần áo? Tống Nhất Phàm bĩu môi. Một đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng mà đánh vào Hạ Tưởng. Anh rất xa xỉ, một lúc mua hơn chục ngàn tiền quần áo, anh muốn dọa chết em à? Em chỉ là một học sinh, làm sao mặc quần áo đắt tiền như vậy? Hơn nữa mặc lên người cũng là phiền toái. Kỳ thực anh mua quần áo không phải vì em. Hạ Tưởng ha hả cười ác ý một hồi.
là vì lừa em nhân viên cửa hàng, xem, điện thoại cô ấy còn cho cả anh luôn, đêm nay anh phải mời cô ấy ăn cơm. Hừ, Tống Nhất Phàm cái mũi vừa vểnh lên, khẽ cười một tiếng. Em đã sớm nhìn ra anh đối với Lăng Phong Hoa không có ý tốt, có điều em có một điểm không nghĩ ra, bên cạnh anh người đẹp như mây, sao lại còn ăn vụn thêm Lăng Phong Hoa? Cô quả thật không bằng lấy một trong sáu người. Được, sáu người cũng tốt, tám người cũng tốt, làm sao Tống Nhất Phàm lại biết? Hạ Tưởng giả ngốc. Cái gì sáu người, anh nghe không hiểu gì cả. Ghìa bộ, giả bộ cái đầu quỷ nhà anh. Tống Nhất Phàm cái mũi vênh váo, ánh mắt híp lại. Tào Thù Lê, Cổ Ngọc, Liên Nhược Hạm, Nghiêm Tiểu Thì, Phó Tiên Tiên, còn có Vệ Tân, vừa đủ sáu mỹ nữ tề tụ tương giang, cho nên anh mới sợ tới mức trốn ở Bắc Kinh đúng không? Không tồi, Hạ Tưởng cười thầm, trừ Lý Thấm và Mai Hiểu Lâm, phải nói, vẫn là Tống Nhất Phàm hiểu rõ hắn hơn, thông qua hiện tượng thấy được bản chất. Tuy nhiên ở Bắc Kinh cũng không sống yên ổn, trung thực mà nói, anh Hạ, anh ở Bắc Kinh trừ mình em gái đây, còn mấy người em? Tống Nhất Phàm nháy mắt đôi mắt to gian xảo, liền như sói già xấu xa đội mũ đỏ, chỉ tiếc, cô giả bộ thực sự không giống, không một chút uy lực, còn lộ ra sự đáng yêu. Hạ Tưởng đưa tay vào đầu Tống Nhất Phàm, không trả lời vấn đề của cô, lại xúc động nói. Thấm thoát, em đã trưởng thành rồi, thời gian quả thực qua nhanh thật. Em đã sớm là đã trưởng thành. Tống Nhất Phàm bất mãn hứ một tiếng. Chỉ có ở trong mắt anh. Em mới là nữ sinh trung học hoạt bát, trong mắt người khác em đã là người lớn rồi. Sau đó lại dùng bàn tay nhẹ nhàng kéo cánh tay Hạ Tưởng, dịu dàng nói. Anh Hạ, tối nay anh thật sự muốn đi quyến rũ Lăng Phong Hoa, tiếp đó bỏ mặc em trơ trọi mặc thử đồ mới không người tán thưởng. Hạ Tưởng ngãi đầu, còn chưa nghĩ ra, cần phải suy nghĩ thêm đã. Người xấu, không thèm để ý tới anh. Tống Nhất Phàm đẩy Hạ Tưởng. Từ giờ tuyệt giao luôn. Tống Nhất Phàm giả bộ tức giận thật sự không thể gạt được Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền cố ý muốn đùa cô, cũng không để ý đến cô ấy, không ngờ vừa ngẩng đầu, phát hiện xe trước bất ngờ thắng gấp, hắn dưới tình thế cấp bách cũng vội vã dừng ngay lập tức. Không ngờ phanh xe quá mạnh, Tống Nhất Phàm không đề phòng, liền đụng đầu một cái. Tuy rằng không quá nghiêm trọng, nhưng cũng khiến trên trán trơn bóng của cô nổi lên một cục u không nhỏ. Hạ Tưởng vội lại gần thay cô thổi thổi. Lại duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa, đau lòng nói. Sao lại không thắt dây an toàn? Vừa thấy xe phía trước vô cớ đột ngột dừng lại, Hạ Tưởng liền tức giận, lại thấy xe trước còn dừng giữa đường, không những không đi, dường như còn cố ý đổ ở giữa đường, hắn càng thêm tức giận không thể lấn át. Thứ gì vậy, không có một chút đạo đức xã hội, làm như đường lớn này là sân sau nhà mình. Tuy rằng lái một chiếc xe thể thao rất phong cách, cũng không đến nỗi hoành hành trên đường cái thành phố. Hạ Tưởng bấm còi thúc giục xe trước đi mau. Không ngờ vừa mới bóp hai tiếng hắn định nhịn một chút không xuống xe tìm hiểu sự tình, Tống Nhất Phàm đụng đầu, tính tình khá tốt, không cho hắn đi, hắn sẽ không động xe đối phương bỗng nhiên bất thình lình lùi về phía sau, một tiếng ầm vang lên, đụng vào đầu xe của Hạ Tưởng. Được thôi, quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng. Hạ Tưởng không việc gì, Tống Nhất Phàm hoảng hốt hét lên, sắc mặt nhợt nhạt, nước mắt lưng tròng, chỉ thiếu chút nữa là khóc. Hạ Tưởng đau lòng, nổi giận, đẩy cửa đang muốn xuống xe, thì bất ngờ xe phía trước lại tiến lên, sau có nhanh chóng cho xe mình đâm vào xe Hạ Tưởng lần hai, ngoài kiêu ngạo, ngông cuồng, thực sự làm cản đến điên cuồng ngang ngược không ai chịu nổi. Hạ Tưởng thực sự nổi giận, dù là đất Bắc Kinh, dưới chân thiên tử, trên đường lớn tùy tiện lôi ra một người thì cũng là cán bộ Bắc Kinh cấp cục, cho dù đối phương có là con bộ trưởng cũng không thể làm đến mức này. Sự tình càng khiến Hạ Tưởng tức giận và dở khóc dở cười còn ở phía sau, đối phương rõ ràng có ý cho hắn thấy thế nào gọi là sốc, sau khi bị đâm xe hai lần, đối phương từ trên xe bước xuống hai người trẻ tuổi, dáng vẻ khoảng chừng 30 tuổi, tóc ngắn, mặt không chút thay đổi, một trước một sau đi tới trước mặt Hạ Tưởng, chặt Hạ Tưởng bên trong xe, tiếp đó người mặc áo phông hồng vô cùng khí thế rút ra khẩu súng lục, đong đưa vài cái trên tay, nhắm nòng súng vào Hạ Tưởng, trợn mắt nhìn Hạ Tưởng. Nhưng không nói lời nào. Người phía sau mặc áo phông vàng, sau khi nghe điện thoại, dùng chân khinh miệt mà đá vài cái vào xe Hạ Tưởng. Thằng kia, mày vội đi đầu thai hay sao hả? Dục, dục, dục cái đầu mẹ mày. Anh Hạ, gã mắng anh, em rất tức giận. Tống Nhất Phàm trước mặt hắn luôn luôn vui vẻ, hôm nay lần đầu tiên thấy vẻ mặt tràn ngập tức giận.
Em Nhất Phàm mà giận thì, hậu quả rất nghiêm trọng. Hạ Tưởng bị sự ngạo mạn của đối phương làm cho tức giận, hắn tính tình ôn hòa không chứng tỏ không nổi cáu, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, đối phương dám cầm súng chỉa vào người khác, thực sự coi Bắc Kinh như sân sau nhà mình. Đương nhiên, nếu để hắn biết không lâu sau Bắc Kinh còn xảy ra sự kiện chấn động toàn quốc, châm lửa đốt xe cầm súng tự động đe dọa người tuy rằng là súng giả hắn cũng đành phải khâm phục với kẻ không biết trời cao đất rộng. Hạ Tưởng đã âm thầm gọi cảnh vệ từ sớm. Một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, một cô con gái của bí thư tỉnh ủy, cho dù Bắc Kinh nhìn khắp đều là quan lớn, cũng coi như tổ hợp tương đối có phân lượng, còn có thể bị đối phương tùy ý bắt nạt như quả hồng nhũn, đúng là quá coi thường người khác. Hạ Tưởng trước khi đến Bắc Kinh, bị quân đội đuổi theo, nói thật, trong lòng còn không tức lắm, hiện tại không ngờ trên đường lớn còn có người dám lấy súng chỉ vào hắn, lập tức cơn điên phát tác, cười lạnh một tiếng. Hay đấy, giữ dằn đấy, dám ở Bắc Kinh lấy súng chĩa vào người khác, xin hỏi ngài là cao nhân phương nào? Tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, hôm nay dìm chết mày. Người nam áo phông vàng vẻ mặt kiêu ngạo, lớn tiếng nói. Xuống xe, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Còn không khách khí thế nào? Hạ Tưởng đảo mắt nhìn đối phương xem y bạo dạn thế nào, tuy nhiên Hạ Tưởng có chút ngờ vực bởi tự nhiên người ta tới gây chuyện, chẳng lẽ là lực lượng nào đó cố tình dùng mánh khóe bắt chẹt hắn? Như vậy quả thật rất thấp hèn. Hạ Tưởng đẩy cửa xuống xe, tính thời gian cảnh vệ tới, thật đúng là hổ xuống đất cộng bị chó bắt nạt. Hạ Tưởng trấn tĩnh nói. Anh có biết tôi là ai không? Tôi thật không biết ông là cọng cỏ hay cây hành. Đối phương cười ha hả, xoay người đi tới sườn xe khác, mở xe ra kéo Tống Nhất Phàm. Cô bé, cô cũng xuống đi, hay còn để ông đây phải mời xuống xe? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Tưởng thấy tình thế không đúng, cũng không lo tới thân phận của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, đang muốn động thủ trừng trị đối phương rồi hãy nói, đột nhiên chuyện lạ phát sinh. Một chiếc ô tô từ cua quẹo đâm ra, tốc độ rất nhanh, thế rất mãnh, vô cùng dứt khoát đụng vào tên áo hồng, khiến gã bị văng xa mấy mét, sau đó ngã trên mặt đất, miệng mũi ọc máu, mắt thấy chắc là nửa đời sau không thể tự lo liệu. Người còn lại thấy thế không hay, không còn kéo Tống Nhất Phàm, xoay người muốn chạy, nhưng không kịp. Từ ô tô ban nãy lao ra vài người mặc thường phục, bước nhanh tới trước ấn ngã tên kia xuống đất sau đó trực tiếp khóa tay bịt miệng, khiến tên này không còn sức chống lại cũng không nói nên lời. Theo phương pháp chuyên nghiệp và bình tĩnh có thể thấy, tuy quần áo thường nhưng không phải người thường, chắc chắn phải là cảnh vệ của nhân vật cấp bậc nhất định. Sau khi người mặc quần áo bình thường khống chế hai tên, chỉ im lặng tiến về phía Hạ Tưởng kính lễ, không nói một lời mang người rời khỏi hiện trường, giống như vừa trình diễn kịch câm. Đám người đi rồi, cảnh vệ Hạ Tưởng mới đến, sau đó thu dọn hiện trường. Hạ Tưởng mãi vẫn chưa hoàng hồn đến khi đưa Tống Nhất Phàm trở lại ký túc xá, hắn vẫn khó hiểu, suy cho cùng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhiều đoán được một chút, đối phương có ý khiêu khích, lại còn quen biết hắn. Nhưng cuối cùng là ai? Liên Nhược Hạm phát động cuộc chiến tài chính, Bộ Chính trị sắp tiến hành đợt 2 thảo luận thời cơ nhạy cảm, đột nhiên xảy ra sự việc bất ngờ, nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, khiến Hạ Tưởng nảy sinh cảnh giác, và phải suy nghĩ nhiều. Cũng may, Tống Nhất Phàm rốt cuộc suy nghĩ nông cạn, không hề giấu chuyện, chớp mắt đem chuyện vừa rồi ném ra sau, lôi kéo Hạ Tưởng không cho đi, nhất định mặc thử quần áo cho hắn thưởng thức, còn nhờ hắn kéo khóa, buộc nút, sau đó Hạ Tưởng thấy Tống Nhất Phàm vô tình cố ý khỏa thân. Hạ Tưởng biết rằng, mỗi khi đến thời điểm mấu chốt, điện thoại di động của hắn luôn sẽ vang lên, nhưng cũng phải nói là, hôm nay hắn đúng là không có tâm tư nhi nữ tình trường, đang suy nghĩ. Làm thế nào dập tắt tâm tư cô bé, may mắn thế nào, di động quả nhiên lại vang. Vừa thấy điện thoại, Hạ Tưởng liền lập tức liền biết những người mặc thường phục đó là người của ai, hắn ra hiệu Tống Nhất Phàm không được lên tiếng, vì đối phương rất có uy quyền, lại cấp bậc cao, phải coi trọng, sau đó chạy ra một bên nghe điện thoại, cung kính nói. Bí thư Tưởng, chào ngài. Tốt, tôi còn được, tuy nhiên bí thư Hạ, cậu hình như không tốt lắm. Âm thanh rất gần. Rất quen thuộc, nhưng lại dường như rất xa lạ. Cậu đắc tội quốc hàm thanh rồi. Đúng rồi, hình như nha nội con ông cháu cha tính tình không tốt cũng rất có ý kiến đối với cậu, sự tình hôm nay cậu có phiền phức rồi. Chương 1415, chỉ là uổng phí tâm trí. Hạ Tưởng suốt chặng đường, nói thật,
đắc tội không ít người, tuy rằng địch thủ trên chính trị phần lớn thời điểm đều là xử lý việc chứ không xử lý người, nhưng không thể không nói, một số đối thủ chính trị biến thành kẻ thù một mất một còn. Trước từ Bạch Chiến Mặc và Phó Tiên Phong, đến Cổ Hướng Quốc thành phố Lang, rồi đến Trần Khiết Văn của Thiên Trạch, Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường, Diệp Thiên Nam tại tỉnh Tương, vân vân, đã không có khả năng hóa thù thành bạn, nhưng cuối cùng đối thủ lại cùng bắt tay giảng hòa, ví dụ như Nga Ni Trần, ví dụ như Trần Khiết Văn, ví dụ như Lộ Hồng Nghiêm, ví dụ như Chu Minh Hoành, nhưng có một số quan hệ không phải địch cũng không phải bạn, ví dụ như Dương Kiếm, ví dụ như Từ Hâm, ví dụ như Dương Hằng Dịch và Hồ Định. Chuyện đã xảy ra hôm nay, lại thêm Ủy viện Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Tưởng Tuyết Tùng có lời nhắc nhở Hạ Tưởng còn có kẻ thù khác tiềm ẩn, chính là trong quá trình hắn và đối thủ chính trị đọ sức, còn có thể gián tiếp mà làm mất lòng một số nhân vật phía sau hậu trường của đối thủ chính trị. Chẳng hạn như vì Đồ Quân mà đắc tội với Phó Thị trưởng thành phố Ma Dương Thiên, vì Trương Quốc Vĩ mà đắc tội với một trong 9 nhân vật đứng đầu, Bí thư Tưởng nói đến tên con ông cháu cha kia, chính là con cháu của nhân vật phía sau Trương Quốc Vĩ, là một trong đảng thái tử thật sự. Hạ Tưởng ít nhiều nghe về nha nội con ông cháu cha, nhưng không biết nhiều càng không thể đánh giá qua lời nói. Sự việc Trương Quốc Vĩ đã qua đi hơn một năm, nha nội với hắn nhớ mãi không quên là lẽ thường, dù sao Trương Quốc Vĩ bị hắn trừng trị thật thảm. Nói lại, thực ra hắn vẫn chút tình, không hạ độc thủ với Trương Quốc Vĩ, là Phó Tiên Phong ra tay khiến y mất sạch tiếng tăm, nha nội muốn đem hết thảy tính lên đầu hắn quả không công bằng. Tất nhiên Hạ Tưởng chỉ nghĩ đến mà tự trêu chọc, hắn không sợ mất lòng nha nội cái gì, trong sóng gió Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở thành phố Tần Đường, hắn ngay cả họ cũng đắc tội, chẳng nhẽ lại sợ một nha nội. Hắn cũng rõ, đối phương muốn ngay mặt bắt chẹt hắn, thì rất khó tìm được phương hướng xuống tay. Sợ là sợ kẻ thù lén lút ra tay. Nhưng ngay thời khắc nhạy cảm này, nha nội sao có thể nhớ tới việc đối phó hắn? Hay là bên trong có mục đích chính trị? Nha nội ra tay không đáng sợ, dù sao tới tầng cấp nha nội, làm việc sẽ tuân thủ quy tắc nhất định, sẽ không cúa khác người, cũng sẽ không làm loạn. Chỉ có Quốc Hoa Thụy ở mức độ bình thường không cao không thấp, mới là nhân vật không sợ trời không sợ đất. Năm đó Quốc Hoa Thụy ngay cả hoa nhài vàng, bạc cũng dám trực tiếp đoạt lấy, hiện tại kiếm mấy người đụng xe hắn, ở trước mặt giả vờ la làng cũng có thể lý giải cho hành động điên cuồng, ai biểu chú của Quốc Hoa Thụy là Quốc Hàm Thanh cũng là Ủy viên Bộ Chính trị. Mà cha Quốc Hoa Thụy Quốc Hàm Dương là Chủ tịch Tập đoàn Hóa Dầu Quốc gia. Lời nói của Tưởng Tuyết Tùng khiến Hạ Tưởng bỗng nhiên nhớ tới hắn ở Bắc Kinh. Hóa ra còn không ít đối thủ và kẻ thù. Đối thủ chính trị không đáng sợ, quan niệm chính trị bất đồng, cho nên sinh ra rất nhiều sự việc và đối chọi gay gắt. Không sao, chỉ cần dựa theo quy tắc là được, ai có lý ai tài giỏi, thì người đó thắng lợi. Nhưng kẻ thù thì phiền phức đây, có thể trốn một chỗ bí mật gần đó, chỗ nào cũng nhúng tay vào, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Đối phương tuy không muốn dồn hắn vào chỗ chết, chỉ ít cũng khiến hắn mất mặt, làm hắn lo lắng. Thấp thỏm tính khí nóng nảy, làm hắn phạm sai lầm, thì mục đích đã quả thật đạt tới. Còn điều quan trọng, không ai muốn bên người luôn có ruồi bọ bay ong ong khiến người ta khó chịu. Không cần biết Quốc Hoa Thụy cũng được, nhà nội cũng được, thế lực sau lưng bọn họ ở trên lập trường chính trị, khẳng định không đối lập hắn. Song Hạ Tưởng không thể không nghĩ, sự việc hôm nay là Quốc Hoa Thụy muốn trả thù hắn vụ hoa nhài vàng, bạc trước kia, mà chỉnh hắn một trận, hay bên trong còn dã tâm khác. Còn một nhân tố quyết định, sự việc trên nha nội tham dự bao sâu, cuối cùng có mục đích đen tối gì. Cảm tạ Bí thư Tưởng giúp đỡ. Hạ Tưởng biết Tưởng Tuyết Tùng hôm nay ra tay giúp đến đây thôi, bởi Tưởng Tuyết Tùng không nói gì thêm, hắn cho rằng Tưởng Tuyết Tùng có gì băn khoăn, dù sao lúc ấy Tưởng Tuyết Tùng vẫn chưa lộ mặt, sau đó lại giải thích qua cho hắn về quá trình làm ác của Quốc Hoa Thụy, về nguồn gốc mâu thuẫn với nha nội, thì chỉ nói lướt qua. Thời gian ở Tần Đường. Có thể do việc giải quyết Ngưu Lâm Quảng hơi vội vàng, ha ha, khiến một số người không vui. Tưởng Tuyết Tùng cười ha hả. Chẳng trách, chẳng trách, Bí thư Hạ, có người nhờ tôi chuyển lời đến anh. Hạ Tưởng trong đầu thầm nghĩ, người có thể nhờ Tưởng Tuyết Tùng chuyển lời không phải bình thường, Hạ Tưởng cung kính nói. Mời Bí thư Tưởng chỉ thị. Không phải chỉ thị là thảo luận. Tưởng Tuyết Tùng giọng điệu thoải mái. Nha nội muốn phát triển một dự án tại thành phố Yến, nhằm vào mảnh đất ở công viên nước sông Hạ Mã, muốn nhờ anh giúp đỡ. Nha nội đứng tên tập đoàn bất động sản có Thiên Giang, ở trong nước ảnh hưởng rất lớn, mở ra các thành phố lớn,
nhiều người có chức quyền ở đó cũng không làm được gì, Thiên Giang vừa tới, nhất định sẽ thuận lợi, đánh đâu thắng đó, không gì khống chế nổi. Thiên Giang tới thành phố Yến, Hạ Tường cũng có biết một chút, đã mở sạp định trụ lại lâu dài ở thành phố Yến. Không đề cập tới việc đối kháng của Thiên Giang và tập đoàn Nam ra thành phố Yến, chỉ mấy công trình của Tôn Hiện Vĩ, cũng rõ ràng cảm nhận được áp lực của Thiên Giang. May mà thành phố Yến có tập đoàn Viễn Cảnh. Thiên Giang nhìn thấy Viễn Cảnh ở sông Hạ Mã muốn đầu tư công viên nước, nói vậy nha nội trong lòng đã có dự tính trước, nếu không đã không dám dùng mối quan hệ. Nói lại, mặc dù nha nội trong nước nhiều uy quyền nhưng gặp phải Liên Nhược Hạm, y còn phải nhượng bộ vài phần, dù thế nào thực lực chính trị vẫn là thực lực kinh tế, y so với Liên Nhược Hạm vẫn còn kém xa. Thay đổi tỉnh khác còn tốt, tại tỉnh Yến, thành phố Yến cho dù y có thèm nhỏ dãi công viên nước cũng không có cách khéo léo nào đoạt được, trên có chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu dưới có bí thư thành ủy Vu Hồn Nhiên, đều là thế lực nhà họ Ngô. Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng dở khóc dở cười chính là nha nội đã có lời nhờ giúp đỡ, lựa đường vòng mà đi, nói vậy là đã đào trúng vách tường Liên Nhược Hạm, nhưng ở đâu có kiểu trước khi nhờ người giúp đỡ, kịp thực hiện thế phủ đầu. Không phải nha nội thái quá, chính là y quá chịu thiệt ở phía Liên Nhược Hạm, vậy nên muốn trước mặt bày ra uy phong, cũng là có ý đe dọa, muốn mượn cơ hội nhắc nhở chính mình, muốn mình thấy được mối quan hệ lợi hại trong đó. Hạ Tưởng cười khẩy. Nhà nội bàn tính sai rồi, hắn chưa bao giờ sợ hãi khi người khác uy hiếp, nếu phải nói hắn có khuyết điểm gì đó, thì chính là chịu mềm không chịu cứng, phải dùng nhu khắc cương may ra còn có hiệu quả, còn không sẽ ngược lại. Tuy nhiên Hạ Tưởng muốn giữ cho Tưởng Tuyết Tùng chút thể diện, dù sao y cũng đồng ý truyền lời, chừng tỏ y và nhà nội có giao tình. Nếu bí thư Tưởng mở lời, tôi truyền lời đến tập đoàn Viễn Cảnh cũng không có gì, nhưng không biết nên nói như thế nào. Hạ Tưởng cũng thăm dò Tưởng Tuyết Tùng, ý là hắn là cho bí thư Tưởng thể diện, không phải cho nha nội thể diện, mà mức độ của hắn bao nhiêu được quyết định bởi ân tình mà Tưởng Tuyết Tùng sẽ nhận là bao nhiêu. Tưởng Tuyết Tùng nói rất tùy ý rất nhạt. Tôi hết cách, nha nội nghe nói tôi và anh có thể nói chuyện, liền tới tận nhà nhờ cậy, cứ mở miệng là chú. Nể tình tình nghĩa quen biết bao năm với bà y, cuối cùng tôi đánh chuyển lời. Hạ Tưởng nghe rõ ràng. Từ đầu đến cuối Tưởng Tuyết Tùng không đề cập tới tên tuổi nha nội, chỉ lấy nha nội thay thế, một là ở Bắc Kinh tuy rất nhiều nha nội, nhưng không đề cập đến dòng họ chỉ nói hai chữ nha nội thì đủ biết chỉ ai, chỉ một người mà thôi, cấp cao Bắc Kinh đều rõ là ai. Hai là biểu hiện y và nha nội có quan hệ bình thường, bởi vì cùng lúc đề cập tới cha nha nội, cũng chỉ là thoáng qua. Có khi quan hệ bình thường nhưng sự việc mặt mũi bên ngoài, phải làm đến chốn, Hạ Tưởng hiểu chỗ khó xử của Tưởng Tuyết Tùng. Nghĩ đến bước tiếp theo cuộc chiến tài chính của Liên Nhược Hạm, sản nghiệp nha nội đứng đầu hứng mũi chịu sào, liền nói. Tôi bảo đảm sẽ chuyển lời, nhưng tôi và tập đoàn Viễn Cảnh quan hệ không thân thiết, hơn nữa giờ không ở thành phố Yến nữa, bất tại kỳ vị, bất ngưu kỳ chính không ở đúng vị trí thì không bàn chính sự. Ha ha, có nói là được. Tưởng Tuyết Tùng giọng điệu thoải mái hơn, y cũng sợ phải chịu ơn nhiều lắm, nếu chẳng may Hạ Tưởng làm việc này thành công, ân tình y vẫn phải trả. Nhưng vấn đề là, nhà nội chưa chắc trả phần ân tình lớn này cho y. Hạ Tưởng nói thêm một câu. Có câu có lẽ nói ra không đúng lắm, coi như gió thổi qua vậy, bí thư Tưởng coi như tôi chưa nói qua. Dừng lại chút, cảm giác được Tưởng Tuyết Tùng đang lắng nghe, hắn nói tiếp. Giá cổ phiếu tập đoàn Thiên Giang có khả năng sẽ biến động, hiện tại chính là thời cơ bán tháo. Tưởng Tuyết Tùng dường như nghe rõ, nhưng lại như nghe không rõ. Vậy trước đi, tôi còn có cuộc họp, lần sau nói chuyện tiếp. Tưởng Tuyết Tùng thái độ khiến người ta cân nhắc mà nghĩ không ra, nhưng hắn tin Tưởng Tuyết Tùng là người hiểu biết, hắn xem như đã trả lại tình nghĩa cho việc Tuyết Tùng Tùng hôm nay đã ra tay giúp đỡ. Hạ Tưởng đã đoán đúng rồi, hắn quả thật hoàn lại ân nghĩa của Tưởng Tuyết Tùng, vì Tưởng Tuyết Tùng đồng ý truyền lời thay nha nội, không chừng cũng là vì có bạn thân đang giữ cổ phần tập đoàn Thiên Giang, nhưng số lượng chưa đủ lớn. Nếu không Tưởng Tuyết Tùng sẽ không gọi điện thoại tới, mà là tự mình ra gặp mặt hắn. Tưởng Tuyết Tùng được Hạ Tưởng ám chỉ, thành công trong cuộc chiến tài chính, thu lợi rất nhiều, nếu Hạ Tưởng không kịp nhắc nhở sẽ tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Khiến cho Tưởng Tuyết Tùng coi trọng con người Hạ Tưởng thêm, sau đó trên hội nghị bộ chính trị, y bỏ một phiếu ủng hộ rất có trọng lượng cho Hạ Tưởng. Nhưng cùng lúc đó, sự việc lại có hai mặt, có lợi ắt có hại. Nhà nội nhờ người truyền lời không những không có hiệu quả,
ngược lại trong cuộc chiến tài chính còn tổn thất nặng nề, cuộc chiến tài chính lúc này đã chính thức bắt đầu. Cùng lúc y nhờ người truyền lời đúng là trùng hợp nên y cứ cho rằng Hạ Tưởng cố ý làm mình rơi vào hoàn cảnh này, cố tình tát y một cái, nên hận Hạ Tưởng thấu xương. Hạ Tưởng không nể tình còn chưa tính, còn dám đẻ đầu cưỡi cổ y, thật là khinh người quá đáng. Từ đó về sau, nhà nội coi Hạ Tưởng như kẻ thù. Ngày hôm sau, từ Tương Giang truyền đến tin tức, Phó Tiên Phong và Diệp Thiên Nam đập bàn. Hạ Tưởng mỉm cười, Diệp Thiên Nam còn muốn trước khi mở hội nghị bộ chính trị giải quyết bế tắc. Tuy nhiên chỉ là uổng phí tâm trí thôi, gã và Phó Tiên Phong xã giao vài lần, nhưng đâu biết rằng Phó Tiên Phong là người thủ đoạn hai mặt. Buổi chiều, cuộc chiến tài chính thể hiện uy lực, ai cũng không ngờ là cuộc chiến sẽ ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng diễn biến thành cuộc chiến thực tế chưa từng có, lần đầu tiên kinh tế ảnh hưởng đến chính trị trên chính đàn trong nước. Chương 1416, sự đoạn tuyệt cuối cùng. Diệp Thiên Nam gần như giận đến phát khùng. Rõ ràng Trịnh Thịnh đã chính miệng đồng ý sẽ quan tâm đến chuyện của Diệp Địa Bắc, nhưng lại lề mề không có hành động hiệu quả gì. Cục Công an thành phố vẫn tiếp tục tạm giữ Diệp Địa Bắc không thả, không những thế nghe nói họ còn đang chuẩn bị đem hai vụ án của Diệp Địa Bắc và Lâm Tiểu Viễn liệt vào những vụ án kinh tế lớn hàng đầu của thành phố Tương Giang. Cho dù đây là chủ ý của Cổ Kiến Hiên, hay là ý tưởng của Mai Hiểu Lâm, hoặc là quyết định của Trần Tập Minh, dù thế nào cũng là có người muốn dẫm lên xác của Diệp Địa Bắc và Lâm Tiểu Viễn để thăng quan phát tài. Muốn bước thăng quan ở trong quan trường, kỳ thực chính là dẫm lên đầu lên cổ người khác để giành lấy địa vị. Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng khi đầu, cổ con trai y bị lấy làm bia dẫm, lần đầu tiên Diệp Thiên Nam được nếm trải cái cảm giác tim như bị dao cắt này. Nhớ lại vô số những con người trước đây đã từng bị y chà đạp, dẫm lên để có được ngày hôm nay. Những con người cũng giống như Diệp Địa Bắc, cũng có người cha già đau khổ phía sau, trong lòng y hàng trăm cảm xúc ngổn ngang, nhưng sau cùng thì y cũng không hề có một chút hối hận, lại coi đám người thuộc thành ủy thành phố Tương Giang, trong đó có Trần Tập Minh căm thù đến tận xương tủy. Có lẽ y là người đầu tiên trong nước còn tại vị ở chức phó bí thư tỉnh ủy nhưng đến cả con trai của chính mình cũng không bảo vệ được. Mất mặt mất hết cả thể diện. Hai vụ án Diệp Địa Bắc và Lâm Tiểu Viễn được sáp nhập lại một. Số tiền liên quan tới vụ án đạt hơn 1 tỷ, chắc chắn là vụ án kinh tế lớn nhất trong hơn chục năm trở lại đây của thành phố Tương Giang. Vụ án này một khi được phá, Trần Tập Bình hiển nhiên lập được công lớn, con đường thăng quan rộng mở, kể cả Cổ Kiến Hiên và Mai Hiểu Lâm là nhân vật số 1, số 2 của thành ủy Tương Giang cũng được nở mày nở mặt. Nhưng, vinh quang của tất cả những người này đều là do đạp lên Diệp Địa Bắc, y tuyệt đối không cho phép người khác dẫm đạp lên thể diện của y để thăng chức. Hơn nữa, điều khiến cho Diệp Thiên Nam càng lo lắng hơn cả là, bởi vì hội nghị bộ chính trị lần thứ 2 sắp tổ chức, ở Bắc Kinh đã rộn lên những tin đồn, bộ phận các ủy viên bộ chính trị trước kia ủng hộ y, sau khi nghe nói về việc của Diệp Địa Bắc ngay lập tức đã có những thay đổi lập trường hết sức khéo léo. Chẳng ai muốn ủng hộ cho một ứng cử viên chức chủ tịch tỉnh đang gặp chuyện rắc rối, chẳng may mà việc này ầm lên thì sẽ khiến bọn họ hết sức khó xử. Diệp Thiên Nam đang ở trong cái văn phòng rộng rãi sáng sủa của y, không ngừng đi đi lại lại, đi cả nửa giờ rồi mà vẫn nghĩ không ra một cách gì, bởi rằng trước đây y cũng từng tìm đến Trịnh Thịnh một lần, khác với lần trước thoải mái đồng ý, lần này Trịnh Thịnh lập lờ qua loa, nói rằng bây giờ tình hình đang có biến đổi, lão ta ra mặt không tiện. Sau cùng, Trịnh Thịnh còn kín đáo tiết lộ rằng Phó Tiên Phong đã bất ngờ can dự vào vụ án của Diệp Địa Bắc. Diệp Thiên Nam nổi giận chính là lúc nghe thấy ba chữ, Phó Tiên Phong, trong nháy mắt y cảm thấy thật mọi thứ thật đen tối. Tuy nhiên, lúc ấy y không hiểu chính xác dụng tâm của Phó Tiên Phong, tưởng rằng Phó Tiên Phong chẳng qua là muốn gây khó dễ cho y một lần, dễ dàng bòn rút từ y những lợi ích chính trị lớn hơn. Trong nháy mắt y cắn răng đưa ra một quyết định khó khăn, bất luận Phó Tiên Phong có đưa ra điều kiện gì y cũng nhịn, cũng chấp nhận hết. Từ văn phòng của Trịnh Thịnh bước ra, y lập tức đến văn phòng chủ tịch tỉnh, không may Phó Tiên Phong đã ra ngoài, Diệp Thiên Nam lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi, hôm nay dù thế nào cũng đều phải đợi Phó Tiên Phong quay lại hỏi cho rõ. Đi loanh quanh trong văn phòng không biết bao nhiêu vòng, lòng dạ của Diệp Thiên Nam ngày càng trở nên nặng trĩu. Thoạt tiên nghĩ đến loài hoa lan quân tử không những đẹp mà còn phù hợp với tính cách của y, không biết khi nào tàn lụi mất một lá, điều này khiến lòng y đột nhiên hoảng hốt. Y thật sự đã đến lúc cùng đường rồi sao? Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, là điện thoại từ Bắc Kinh gọi tới, Diệp Thiên Nam vội vã nhấc máy,
không còn để tâm, tỏ vẻ ta đây nữa rồi. Sau khi nghe được vài phút, Diệp Thiên Nam chẳng nói chẳng rằng liền dập máy, ngồi xuống ghế sofa với gương mặt tái nhợt chán nản, cả buổi không nói một lời, trong lòng chỉ vọng lại hết lần này đến lần khác một âm thanh. Quốc Hoa Thụy tại sao không thành công? Hạ Tưởng lại vừa tránh được nạn sao? Chấm, không sai, sự kiện ở Bắc Kinh cũng có bóng dáng của Diệp Thiên Nam ở trong đó. Diệp Thiên Nam và Quốc Hàm Thanh, Quốc Hàm Dương đã sớm quen biết, và cũng đã cùng với nha nội có duyên gặp mặt vài lần, tuy nhiên giao tình không sâu. Gần đây đến Bắc Kinh mới thường xuyên qua lại, chẳng những y có thể hiểu rõ thêm về Quốc Hàm Thanh, Quốc Hàm Dương, mà còn bất ngờ trở nên quen thân với nha nội. Sau khi quen thân mới biết được, hóa ra Hạ Tưởng mà Diệp Thiên Nam vô cùng căm ghét đó, nha nội và Quốc Hoa Thụy cũng hết sức không ưa, nóng lòng mong muốn đá cho hắn một trận rồi lại đấm vào mặt cho bó. Diệp Thiên Nam là ai chứ? Trước mặt Quốc Hàm Thanh, Quốc Hàm Dương có lẽ không dám giở trò mánh khóe. Tuy nhiên, trước mặt các thế hệ con cháu như nha nội và Quốc Hoa Thụy, chỉ sau vài câu bóng gió, hai người liền biết được Hạ Tưởng đang ở Bắc Kinh, và còn có thể sẽ nán lại một thời gian. Cộng thêm Diệp Thiên Nam còn cố ý đề cập đến nhất cử nhất động của Hạ Tưởng ở Tương Giang, chèn ép Tứ Thiếu tỉnh Tương, nhờ đó, y đã thành công trong việc đắp nặn hình tượng Hạ Tưởng là một gã thanh niên đầy lòng căm phẫn nha nội, căm hận đảng thái tử, thành công kích thích lửa giận được chôn giấu rất lâu trong lòng nha nội và Quốc Hoa Thụy. Chính vì thế mới xảy ra cái cảnh tượng đâm xe lúc trước. Nhưng, điều khiến cho Diệp Thiên Nam hoàn toàn thất vọng chính là, y còn tưởng rằng nha nội và Quốc Hoa Thụy cùng lúc ra tay thì ít nhất cũng có thể khiến Hạ Tưởng ăn một trận đòn, mà dù cho có không đánh đến mặt mũi bầm dập thì cũng phải dọa hắn phát sợ, làm cho hắn ở Bắc Kinh không đến mức quá ung dung tự tại, thật không ngờ kế hoạch này lại không thành. Diệp Thiên Nam đã thăng trầm trong quan trường vài chục năm, hiện nay gần như bốn bề đều là địch, y chỉ thiếu chút nữa là đã đến mép bờ tuyệt vọng, nhưng, chỉ cần chưa đến tận cùng dù là một khắc, y vẫn sẽ ngậm chặt miệng, nhất định không chịu thua. Trên quan trường từ trước đến nay vốn không có kiểu nhận thua thì chẳng khác nào hai tay dâng tiền đồ tốt đẹp của mình cho người khác. Hiện giờ là thời khắc đêm tối trước bình minh, chỉ cần kiên trì thêm vài ngày, tiếp tục bít kín sự việc của Diệp Địa Bắc, không để nó rộ lên, chỉ cần bộ chính trị quyết định thông qua việc bổ nhiệm y. Chỉ cần như thế, tương lai của y sẽ là một con đường thênh thang tươi sáng, đến lúc đó, trừ phi y gây ra chuyện lớn bằng trời, trừ phi thủ tướng đề nghị bắt y, bằng không. Nếu muốn động đến một chủ tịch tỉnh như y còn khó hơn vô số lần so với đụng đến một phó bí thư tỉnh ủy. Phó bộ hay chính bộ, chỉ cách nhau một bước, đãi ngộ chính trị gần như có sự khác biệt một trời một vực. Diệp Thiên Nam nắm tay nện xuống ghế sofa. 10 phút, Diệp Thiên Nam chấn hưng tinh thần xuất hiện tại phòng làm việc của Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong ra ngoài vừa mới quay lại, vừa nhìn thấy Diệp Thiên Nam liền tươi cười bắt chuyện, sau đó vừa rửa tay vừa hỏi. Thiên Nam, gần đây công việc thu hút đầu tư tiến triển thế nào? Diệp Thiên Nam thấy Phó Tiên Phong ngó quanh ngó quất mà nói với y, trong lòng cười khẩy, ngoài mặt lại nở một nụ cười nhạt. Chủ tịch tỉnh Phó, giữa chúng ta cũng xem như có chút giao tình. Tôi có chút việc muốn cầu xin anh giúp đỡ. Cái gì mà cầu xin với không cầu xin vậy, Thiên Nam, khách sáo quá, có việc gì cứ nói đi. Phó Tiên Phong tựa như chưa biết mục đích đến của Diệp Thiên Nam. Trên mặt biểu lộ sự chân thành mà tha thiết. Diệp Thiên Nam gần như phải khen ngợi sự nham hiểm cùng với kỹ xảo biểu diễn của Phó Tiên Phong. Là chuyện của Địa Bắc, nghe Bí Thư Trịnh nói, Chủ tịch tỉnh Phó cũng có vẻ để ý tới vụ án này. Diệp Thiên Nam hỏi một câu thăm dò. Ừ, Phó Tiên Phong hơi trầm ngâm, ngón tay gõ gõ nhẹ trên bàn, nét mặt trở nên nghiêm túc. Bên cầu đường tỉnh Tương lại cung cấp chứng cứ mới. Chứng minh Diệp Địa Bắc gần như đã tham gia tất cả các vụ sập cầu và công trình quốc lộ có vấn đề về chất lượng, sự việc thật sự nan giải, Thiên Nam, tôi cũng rất khó xử. Diệp Thiên Nam nhìn vẻ mặt vô cùng đau đớn của Phó Tiên Phong, dường như đau xót thật sự, thật muốn xông lên đánh cho một bạt tai vào cái vẻ mặt đâm bị thóc chọc bị gạo kia, nhưng cuối cùng cũng không dám bước lên một bước, bởi bây giờ y đang có việc cần cầu cạnh Phó Tiên Phong, hơn nữa nếu y thực sự ra tay, chuyện đùa. Đây sẽ thành sự kiện chính trị cực kỳ lớn rồi. Cái gì mà khó xử chứ? Rõ ràng là cố ý làm khó dễ, cố ý nhắc lại chuyện xưa, vấn đề cầu đường tỉnh Tương đã trôi qua rất lâu rồi mà, Phó Tiên Phong sớm không nói, muộn không nói lại cố ý để đến lúc này mới nhắc lại, nếu không phải đang dậu đổ bìm leo thì chẳng lẽ là thêm hoa trên vải gấm. Tuy nhiên,
cho đến tận lúc này, Diệp Thiên Nam vẫn còn giữ được sự kiềm chế, cũng chưa ý thức được dụng tâm của Phó Tiên Phong, vẫn nhầm tưởng rằng Phó Tiên Phong chỉ là muốn thừa cơ để có kè mặc cả với y, muốn tiếp tục xâm chiếm địa bàn của y, liền nói. Vấn đề cầu đường tỉnh tương không phải sớm đã được giải quyết triệt để rồi sao? Bây giờ nhắc lại, phải chăng là quá lỗi thời rồi? Đương nhiên, có chuyện nói ra cũng không có vấn đề gì, nhưng sự việc cũng cần phân rõ nặng nhẹ chứ. Chấm, Phó Tiên Phong không nói gì, chỉ là gật gật đầu không tỏ rõ ý kiến gì cả. Đồ dối trá, lão cáo già, Diệp Thiên Nam thầm mắng trong bụng, tung ra một mồi nhử. Chủ tịch tỉnh phó, có vài bí thư và thị trưởng của một vài thành phố địa phương biết tôi và anh có thể nói chuyện, họ đã đến tận cửa tôi nhờ, muốn có thêm chút cơ hội báo cáo công tác với anh đó. Chẳng khác nào y đem chút thế lực cuối cùng nói thẳng ra, chắp tay dâng mọi thứ lên Phó Tiên Phong, tràn đầy thành ý. Dạ dày chủ tịch tỉnh phó có to hơn nữa, cũng nên có chút biểu hiện rồi chứ. Diệp Thiên Nam lòng tràn đầy hy vọng chờ đợi câu trả lời trực tiếp của Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong lại thản nhiên nói. Báo cáo công tác nhiều là việc tốt, tôi hoan nghênh cả hai tay. Diệp Thiên Nam ngây người ra, tại sao không có kết quả chứ? Chẳng cần đoán, chỉ nhìn Phó Tiên Phong với vẻ mặt vô vị, thờ ơ không một chút biểu cảm kia cũng đủ khiến cho y trong nháy mắt hiểu ra được toàn bộ, rằng y đã bị Phó Tiên Phong một cước đá văng đi hoàn toàn, rất triệt để, không nể tình chút nào. Dựa vào cái gì chứ? Tại sao? Diệp Thiên Nam không cam lòng một chút nào, sao mọi thứ đều gây sự với y không đắc tội với Phó Tiên Phong, cũng không đắc tội Hạ Tưởng, tại sao mọi người đều coi hắn như cái đinh trong mắt. Diệp Thiên Nam cực kỳ không cam tâm chất vấn Phó Tiên Phong một câu. Chủ tịch tỉnh phó, tôi muốn hỏi một câu, việc của địa Bắc, chẳng lẽ không còn một con đường sống nào sao? Đồng chí Thiên Nam, Phó Tiên Phong lạnh nhạt kéo dài giọng. Thân là cán bộ lãnh đạo, giáo dục tốt con cái là điều vô cùng cần thiết, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo cấp cao thì càng cần làm gương cho các cán bộ đảng viên cấp dưới và quần chúng nhân dân. Sao bây giờ ông không thử vỗ lương tâm mình mà ngẫm lại xem, với những việc Diệp địa Bắc gây ra, có xử bắn hắn cũng không oan uổng gì. Nhớ tới Phó Tiên Phong trước kia đã từng cùng y nói cười cười, nhớ tới gã chủ tịch tỉnh phó trước kia đã từng cùng y có những mưu đồ bí mật, đã từng cùng y nâng ly kết đồng minh. Diệp Thiên Nam lúc này cuối cùng đã hiểu hết rồi. Phó Tiên Phong chính là một kẻ tiểu nhân rõ đầu rõ đuôi, là một con rắn độc có thể quay ra cắn ngược lại bất cứ lúc nào, y thật sự đã mù mắt nhìn lầm con người này. Suốt đời chơi với đại bàng, vẫn là bị nó mổ vào mắt. Chủ tịch tỉnh phó, tỉnh Yến. Diệp Thiên Nam gần như nghiến răng nghiến lợi lại nhắc tới tỉnh Yến lần cuối cùng, một nơi mà mặc dù đối với y tuy xa lạ nhưng lại luôn là nơi y hướng về. Là muốn nhắc nhở hay cảnh cáo với Phó Tiên Phong cái gì đây? Phó Tiên Phong lại nở một nụ cười hời hợt, vô cùng bỉ ổi mà nói với Diệp Thiên Nam một câu khiến y lạnh từ đầu đến chân, cũng biểu lộ cái sự đoạn tuyệt cuối cùng giữa y và Diệp Thiên Nam. Lần nói chuyện này là sự bắt đầu cùng đường của Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương. Cán bộ được đề bạt cần xem trọng tài đức vẹn toàn. Ngươi tự nhận thấy mình có điểm nào đủ tư cách để đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh tỉnh Yến. Chương 1417, một khả năng khác. Sự hoài nghi của Phó Tiên Phong trực diện mà đanh thép, giống như một cước đá ra, trúng vào chính giữa ngực của Diệp Thiên Nam. Thật là một đòn đáng uất ức. Diệp Thiên Nam mặt đỏ bừng bừng, bị nghẹn cả buổi nói không nên lời. Trên đời còn có kẻ vô liêm sỉ đến thế sao, trở mặt không quen như thế sao, rõ là quan trường rộng lớn, không thiếu những cái lạ, Phó Tiên Phong cũng có thể xem như là một đóa hoa lạ ở trong đó. Diệp Thiên Nam đã bớt phẫn nộ, cũng không nói gì nữa, đập một cái thật mạnh lên mặt bàn của Phó Tiên Phong, môi run run một hồi lâu cuối cùng mới miễn cưỡng thốt lên một câu. Chủ tịch tỉnh Phó, xin lĩnh giáo. Nếu như Phó Tiên Phong cười lạnh nhạt, lịch sự tiến y ra cửa, có lẽ ít nhiều y sẽ lại khâm phục Phó Tiên Phong hơn một chút, không ngờ khiến y tức muốn ói máu là Phó Tiên Phong cũng không tỏ ra yếu thế mà đập bàn nói. Mời ông lập tức rời khỏi phòng làm việc của tôi. Phó Bí Thư Thành ủy và Chủ tịch tỉnh đập bàn, cũng không phải là sự kiện chính trị gì ghê gớm, cũng không phải là hiếm gặp ở quan trường trong nước. Nhưng, thân là Chủ tịch tỉnh, đối với việc chỉ điểm Phó Bí Thư Thành ủy đang có triển vọng thăng tiến thành Chủ tịch tỉnh có tư cách lên đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh hay không thì là đã đi quá giới hạn, bởi rằng Chủ tịch tỉnh không có quyền quyết định việc lên chức của Phó Bí Thư Thành ủy. Nhưng Phó Tiên Phong thì không cần phải bàn luận gì thêm, y có cả một thế lực gia tộc khổng lồ phía sau.
nhà họ Phó ở Bộ Chính trị cũng có những ảnh hưởng nhất định, huống hồ nhà họ Phó còn có một người làm Phó Thủ tướng. Đương nhiên, nếu lấy thái độ bình thường trên quan trường mà nói, Phó Tiên Phong chỉ trích Diệp Thiên Nam không đủ tư cách giữ chức Chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến vẫn là quá lắm rồi. Còn về trực tiếp mời một vị Phó Bí Thư Thành ủy rời khỏi văn phòng của Chủ tịch tỉnh thì không chỉ là vấn đề thiếu lễ độ và sự tôn trọng, mà còn là biểu hiện không coi uy quyền của Phó Bí Thư Thành ủy Diệp Thiên Nam ra gì, cũng là quá khinh thường Diệp Thiên Nam rồi. Diệp Thiên Nam phẩy tay áo bỏ đi. Phó Tiên Phong chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng kiên quyết không chút do dự của Diệp Thiên Nam, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười nhạt. Một lát sau, Phó Tiên Phong dần dần bình tĩnh lại, gọi một cuộc điện thoại. Hạ Tưởng, vừa nãy Diệp Thiên Nam đầy bất mãn đã rời khỏi phòng làm việc của tôi. Phó Tiên Phong nhắc qua, chỉ rõ lập trường của y, theo sau là những lời lẽ về vấn đề mà y quan tâm. Hiện tại dường như không có một tin tốt nào truyền ra, có khi nào chỉ có gió mà không có mưa chăng? Hạ Tưởng nghe hiểu rõ ý của Phó Tiên Phong, đáp. Chủ tịch tỉnh Phó, tôi từ trước đến nay chưa bao giờ làm những việc chỉ có gió mà không có mưa, ông không tin tôi thì còn có thể tin ai chứ? Đoán chừng chỉ khoảng 1-2 giờ nữa là sẽ có tin tức ngay thôi. Cụ thể là làm như thế nào? Phó Tiên Phong dường như không hiểu, cũng có vẻ hoài nghi sâu sắc về cái tài hô mưa gọi gió của Hạ Tưởng trên thị trường tài chính. Tôi cũng không phải là chuyên gia về tài chính, cụ thể hoạt động như thế nào, nói thật là tôi cũng không rõ lắm, cũng không có thời gian để ý. Nhưng có thể bảo đảm một điều, Chủ tịch tỉnh Phó, bây giờ anh có thể ngồi đợi thu hoạch rồi đó. Hạ Tưởng hiểu rõ về Phó Tiên Phong hơn Diệp Thiên Nam rất nhiều. Chuyện đùa. Hắn và Phó Tiên Phong đều đã từng trải qua những trận giao chiến sinh tử, bên cạnh lại có một gián điệp là Phó Tiên Tiên, đối với tính cách cũng như đường đi nước bước của Phó Tiên Phong hắn gần như nắm rõ lòng bàn tay. Đối với anh, tôi vẫn là tin tưởng nhiều hơn. Phó Tiên Phong cũng biết Hạ Tưởng từ trước đến nay nói lời giữ lời, liền chuyển luôn sang đề tài kế tiếp. Tôi có một ý tưởng, Diệp Thiên Nam sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Tỉnh Tương, Hạ Tưởng, tuổi của cậu mà đảm nhiệm chức Phó Bí Thư Thành ủy. Tuy có hơi trẻ một chút, nhưng mọi chuyện đều có thể có trường hợp ngoại lệ mà. Ha ha, Hạ Tưởng mỉm cười, là cười Phó Tiên Phong không thay đổi được cái tính thích lợi dụng. Lại đưa mồi ngon ra để giữ, hắn lại không phải là người dễ bị mê hoặc, liền cười trừ, rồi cũng học Phó Tiên Phong chuyển sang chủ đề khác. Tôi ở thủ đô gặp phải một chút rắc rối, nhà nội và Quốc Hoa Thụy dường như không muốn tôi thư thái ở lại thành phố này. Nhà nội, Quốc Hoa Thụy. Phó Tiên Phong trầm ngâm một lát, rồi lập lờ nói. Để ý đến bọn chúng làm gì, không cần chấp nhặt bọn chúng, đúng rồi, chừng nào cậu quay lại Tương Giang. Chấm, cúp điện thoại của Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng khẽ lắc đầu, Phó Tiên Phong trước nay đều là loại không thấy kết quả thì không bao giờ tùy tiện hành động, trước khi y ra điều kiện, y cũng không có một chút ý tứ giúp hắn giải quyết chuyện nha nội và Quốc Hoa Thụy. Đương nhiên. Hạ Tưởng rất rõ rằng Phó Tiên Phong có lẽ cũng phải kiêng nể nha nội vài phần, nhưng Quốc Hoa Thụy thì vốn không có một chút đáng sợ kia mà. Nói đi cũng phải nói lại, hắn vốn cũng không hy vọng Phó Tiên Phong giúp hắn ra tay, ở Bắc Kinh, hắn có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Hơn nữa, nếu có cơ hội thích hợp có thể ném ra những lợi ích thỏa đáng khiến Phó Tiên Phong thay hắn ra tay trừng trị Quốc Hoa Thụy, cũng có thể xem là một diệu kế. Về việc Phó Tiên Phong đề xuất hắn đảm nhiệm chức Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Hạ Tưởng thực sự chưa từng nghĩ tới. Theo suy nghĩ của hắn, hắn đang làm ở Ủy ban Kỷ luật Tỉnh Tương, ít nhất cũng làm thêm một năm nữa. Số phận cuối cùng của Diệp Thiên Nam như thế nào, Hạ Tưởng không dám khẳng định, cũng không muốn nghĩ nhiều, suy cho cùng thì với cấp bậc mà Diệp Thiên Nam đã đạt được cũng khó có thể thất thế, cái chính là ở Bắc Kinh có người muốn bảo vệ y. Ngày mốt là triệu mở hội nghị Bộ Chính trị. Là lúc cần quyết định số phận của Tào Vĩnh Quốc, quyết định tiền đồ của Diệp Thiên Nam. Khi mà thời khắc trọng đại đang tiến đến gần, Hạ Tưởng không tránh khỏi những lo lắng mơ hồ, kế hoạch tài chính lâu dài của Liên Nhược Hạm thực sự tác động được đến Bộ Chính trị ở một mức độ nhất định. Chỉ biết hy vọng như thế, mặc dù Liên Nhược Hạm không phải là người ngoài, nhưng Hạ Tưởng thực sự không quá thông thạo về những rắc rối vòng vo của thị trường tài chính, cảm giác không chân thực như ngắm hoa trong màn sương vậy, khiến cho hắn có chút căng thẳng. Bởi hắn hiểu rõ, số phận của Tào Vĩnh Quốc gắn bó chặt chẽ với số phận của hắn, ông ta lại là bố vợ của hắn tất nhiên phải mở to hai mắt mà xem xét. Mà Diệp Thiên Nam nếu được đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến đúng như nguyện vọng của y, thì không những là một đòn chí mạng đối với con đường tiến thân của hắn,
cũng sẽ không phải là vận may của tỉnh Yến, càng không phải là cái phúc cho nhân dân tỉnh Yến. Cho dù Diệp Thiên Nam có lên làm chủ tịch tỉnh, thì vẫn còn có bí thư tỉnh ủy Cao Tấn Chu khống chế. Tuy nhiên, theo những gì Hạ Tưởng biết về hai con người này, liên quan đến thủ đoạn và cơ mưu thì Cao Tấn Chu rõ ràng không cùng đẳng cấp với Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, hiển nhiên cũng không phải là điều tốt đối với Cao Tấn Chu. Hạ Tưởng lúc này đang ở trong nhà lão cổ, cùng lão đi tản bộ, nháy mắt trời đã quá trưa, mặt trời đã ngả về phía tây, cái nóng cũng dần biến mất, lão cổ bỗng nhiên nổi hứng, rủ hắn cùng lão đánh cờ. Một già một trẻ ngồi dưới bóng cây, một tay cầm miếng dưa hấu, bắt đầu bày bố trận cờ. Cục diện ván cờ của Liên Nhược Hạm đã sắp đặt xong đâu vào đấy, mới buổi sáng mà đã chính thức phát động cuộc chiến tài chính. Mới đầu Hạ Tưởng chỉ đề xuất 10 tỷ tiền đầu tư, Liên Nhược Hạm liền điều động được 10 tỷ đô la Mỹ. Sau đó, bởi vì sự truy sát của quân đội đã chọc giận Liên Nhược Hạm, cô quyết định bất kể phí tổn thế nào cũng phải trả thù một số người, liền luân phiên tập trung lượng lớn tiền vốn, đến trước mắt, số vốn có thể điều chuyển sử dụng bất cứ khi nào đã lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Cũng đủ khiến cho thị trường tài chính trong nước nổi lên một trận gió tanh mưa máu rồi. Ở Nam Cung, Nghiêm Tiểu Thì và Vệ Tân đi ra ngoài dạo phố, Phó Tiên Tiên thì có việc phải bay về Tần Đường, Cổ Ngọc đã đi tới sân bay, chuẩn bị quay về Bắc Kinh, không còn sự rầm rộ sôi nổi nữa, chỉ có Liên Nhược Hạm và Lý Thấm đang khẩn trương và bận rộn thao túng đợt sóng tấn công đầu tiên. Liên Nhược Hạm và Lý Thấm khí thế ngút trời, không mảy may cảm giác vắng vẻ quạnh quẽ của căn nhà trống, trái lại, mỗi người đều nhiệt huyết cháy bừng bừng, mà thực sự là nóng như lửa, bởi lẽ không có người ngoài, Liên Nhược Hạm và Lý Thấm đều chỉ mặc những quần áo ngắn và bó sát người. Da thịt lồ lộ, khiến cho người ta chỉ cần nhìn đã thấy như một bức tranh nóng bỏng. Nhưng, nếu để cho người ta biết được hai cô gái đó đang thao tác số vốn 10 tỷ, đang tiến hành đánh úp và săn bắt đối với cái thị trường tài chính trong nước còn chưa hoàn thiện, dám chắc sẽ phải giật nảy người. Nếu để cho người ta biết được thêm nữa, họ không những thực hiện việc này trong nước mà còn phối hợp với vốn tài chính nước ngoài, tiến hành đồng bộ, hơn thế nữa còn vạch ra kế hoạch vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Điều này có lẽ càng khiến cho người đời càng thêm kinh hoàng. Ngoài việc ra tay cùng lúc ở cả trong nước và ngoài nước, hiểu biết sâu sắc về quy tắc trên thị trường tài chính trong nước như Liên Nhược Hạm cũng đã sớm đả thông một vài lỗ hổng trong cơ chế, khơi thông được khá nhiều mắc xích, với thế lực của nhà họ Ngô mà làm những việc trên thì thật đơn giản, huống hồ còn có Phó Tiên Phong, là kẻ vì muốn gia tăng sản nghiệp cho nhà họ Phó mà luôn tích cực chủ động lo liệu hàng loạt những công việc phía hậu trường. Vẫn là những việc không tiện đưa ra ngoài ánh sáng. Do đó, giai đoạn đầu tiên, lấy việc gia tăng giá trị sản nghiệp của nhà họ Phó làm điểm bắt đầu. Giai đoạn thứ hai, lấy việc tăng giá cổ phiếu một bộ phận sản nghiệp của bốn gia tộc lớn làm điểm tăng trưởng và điểm nâng cao. Giai đoạn thứ ba, lấy việc thao túng những dao động trên thị trường chứng khoán quét thổi lợi nhuận làm điểm kéo dài. Giai đoạn thứ tư, dùng những khoản lợi nhuận hợp pháp của dân chứng khoán trên thị trường chứng khoán tấn công vào tài sản của một loạt các thế lực chống đối, đem toàn bộ số lợi nhuận đó bỏ đi cũng không sao, miễn là đạt được mục đích chính trị. Liên Nhược Hạm liều mạng vứt đi vài tỷ đô la Mỹ, cũng phải chút giận thay Hạ Tưởng. Chấm, Hạ Tưởng không biết Liên Nhược Hạm khi tức giận lại có thể ghê gớm đến thế, không ngờ vì hắn mà điên cuồng lấy vài tỷ ra chơi đùa, nếu mà hắn biết, thì nói gì hắn cũng sẽ không chịu, chỉ tiếc là Liên Nhược Hạm quá hiểu hắn mà giấu hắn toàn bộ chân tướng, chỉ nói cho hắn một ý đồ chứ không nói ra ý đồ thứ hai. Tuy nhiên, cũng chính vì đã đâm lao thì phải theo lao, chính vì Liên Nhược Hạm phát hỏa mới khiến cho tình hình diễn biến thành những hậu quả mà Hạ Tưởng cũng không dám tin, khiến hắn ý thức được một khả năng khác trong đời sống chính trị, cũng thúc đẩy hắn có những quan điểm chính trị càng chín chắn và có lý trí hơn. Giai đoạn thứ nhất và thứ hai, đến chiều thì đã thấy hiệu quả. Giá trị một số sản nghiệp của bốn đại gia tộc bao gồm cả nhà họ Phó trong đó đều có mức độ tăng không giống nhau. Sự thay đổi này tuy rằng nhỏ bé, nhưng lại có phạm vi liên quan lớn, tuy rằng lẻ tẻ nhưng thật sự đã khiến cho những người trong cuộc phải kinh ngạc, bởi lẽ giá cổ phiếu của các ngành nghề khác nhau cùng lúc tăng giá đều là tài sản của các gia tộc có thế lực. Ngay lập tức có người ý thức được rằng, sự dao động trên thị trường không phải là sự dao động bình thường. Có khả năng có kẻ săn mồi có vốn lớn đang có ý đồ thao túng thị trường chứng khoán. Thật đúng như những gì người ta đoán, ngày thứ hai, thị trường chứng khoán dao động ngày càng rõ rệt, mua vào bán ra thường xuyên một cách bất thường, nhưng đều có mục đích riêng biệt. Mới đầu còn khiến cho người ta khó hiểu, nhưng ở Bắc Kinh,
những nhà tài chính chịu trách nhiệm quản lý cho một số tài sản của một số tầng trên đã ngay tức khắc ý thức được tình hình không ổn, đúng lúc đang chuẩn bị áp dụng biện pháp thì có một đợt tấn công lớn hơn nữa lại tới. Từ nước ngoài dường như lại có một nguồn vốn lớn chảy vào, đồng thời, còn có rất nhiều cơ quan và trang web tài chính dò dỉ thông tin, những lời tiên đoán mạnh bạo, nói kiểu gì cũng có vẻ là ý tốt, trên thực tế là làm rối loạn tầm mắt của dân chứng khoán. Bởi vì sự dao động ban đầu có vẻ mưa thuận gió hòa, khiến mọi người đều nhầm tưởng rằng về sau nguồn vốn cũng tuần tự tiến vào như thế, đến chiều, đột nhiên có càng nhiều vốn rót vào, lại càng có nhiều nơi tiến hành bán tống bán tháo, khiến cho hết thảy dân chứng khoán đều cảm thấy bất thường. Cùng với sự dao động và khó khăn nhất thời của thị trường tài chính, dưới sự giáp công từ hai nguồn vốn trong và ngoài nước, dưới sự hợp tác ngấm ngầm hoặc công khai của đông đảo các cơ quan tài chính trong nước, uy lực mạnh mẽ của sóng thần tài chính bắt đầu lộ ra, mà hội nghị bộ chính trị bổ nhiệm nhân sự lần thứ hai, ngay khi sóng thần bắt đầu lan đến, chính thức mở họp. Chương 1418, biến số không ngờ. Phó Tiên Phong pha một cốc cà phê thật đậm, ngồi trong phòng làm việc nở nụ cười thỏa mãn, vừa nghe báo cáo qua điện thoại vừa gật gật đầu, vẻ vô cùng vui mừng. Hạ Tưởng thật sự không nói dối, chẳng những không nói dối, mọi chuyện tiến triển so với những dự liệu của Phó Tiên Phong còn tốt hơn rất nhiều, đối với tốc độ cũng như hiệu quả của công việc mà Hạ Tưởng đã hứa hẹn thực hiện, y không có một chút không hài lòng. So với hợp tác cùng Diệp Thiên Nam, hợp tác với Hạ Tưởng có lợi hơn nhiều, cái chính là, càng được lòng hắn, càng khiến cho lòng hắn yên tâm, không cần lo lắng Hạ Tưởng sẽ âm thầm bày trò y. Cũng kỳ lạ, Phó Tiên Phong ngầm cảm thấy khó hiểu, năm đó khi y và Hạ Tưởng giao đấu, y hận thấu xương Hạ Tưởng, muốn giết chết hắn càng nhanh càng tốt. Bây giờ lập trường đã thay đổi, sau khi hợp tác với Hạ Tưởng vài lần, dù rằng hợp tác có e dè, phòng bị lẫn nhau, nhưng vẫn làm y cảm thấy sự đáng tin cậy trong cách đối nhân xử thế cũng như việc nói được làm được của Hạ Tưởng. Thật ra, nếu có thể cùng Hạ Tưởng chân thành hợp tác, về sau trên diễn đàn chính trị trong nước kẻ hô người ứng, sợ gì Hạ Tưởng là chính, y là phụ, Hạ Tưởng đánh đầu, y cắt đuôi, thế nào cũng được, miễn là có hỏa cùng chịu, có lợi cùng chia. Con người Hạ Tưởng đáng tin cậy, khi hợp tác, cũng làm cho y bớt lo ít nhiều, không cần lúc nào cũng phải lo lắng người đồng hợp tác quay ra đâm sau lưng. Phó Tiên Phong đặt máy điện thoại xuống, bật máy tính, nhìn vào những con số đang tăng lên, trong lòng cũng dậy lên một cảm giác vui sướng khôn tả. Sống trên đời này, thăng quan phát tài là chuyện quan trọng hơn cả, hiện nay y đã có quyền cao chức trọng, nếu như có thể kiếm được một lượng lớn của cải hợp pháp cho gia tộc, thì thân phận người nối nghiệp nhà họ Phó của y sẽ nằm ngay trong tầm tay thôi. Phó Tiên Phong thường ngày vốn không thích cà phê, hôm nay lại đặc biệt pha một ly cà phê thật đậm để nâng cao tinh thần, chính là vì muốn mở to hai mắt để nhìn thấy tất cả những điều sẽ xảy ra trong ngày hôm nay, từ Nam ra Bắc, từ Tương Giang đến Bắc Kinh. Hôm nay nhất định sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt. Sau khi nghe một cuộc điện thoại từ Bắc Kinh, vẻ mặt của Phó Tiên Phong dần dần trở nên vô cùng nghiêm nghị, suy nghĩ một lát, liền cầm lấy điện thoại nội tuyến, đầu tiên là gọi cho Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, nói được một phút, lại tiếp tục gọi cho cầu đường tỉnh Tương. Đã đến lúc cuối cùng nên ném đá xuống giếng rồi, Phó Tiên Phong chợt nhớ tới Diệp Thiên Nam dám đập bàn trước mặt y, thật là to gan làm loạn. Cái đồ không biết trời cao đất rộng là gì, còn chưa lên làm chủ tịch tỉnh mà đã coi trời bằng vung, nếu thật sự y lên làm chủ tịch tỉnh tỉnh Yến, sản nghiệp nhà họ Phó ở tỉnh Yến còn có thể tốt đẹp sao? Nụ cười lạnh lùng và thâm hiểm quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt của Phó Tiên Phong, y ác y nghĩ, Diệp Thiên Nam ơi là Diệp Thiên Nam, đã đến lúc nên để cho ngươi gậy ông đập lưng ông rồi, Diệp Địa Bắc toàn thân mang họa, ngươi thì có trong sạch được bao nhiêu? Đừng tưởng rằng có thủ tướng dìu dắt ngươi thì ngươi chắc chắn có thể lên làm chủ tịch tỉnh. Chờ đấy, trên đường có hai tảng đá lớn, không cùng giữ chân trái ngươi thì cũng sẽ cản trở chân phải ngươi, thế nào cũng có một tảng đá cản trở khiến ngươi phải trượt chân vấp ngã. Phó Tiên Phong lại nhấp thêm một ngụm cà phê, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, vốn định gọi điện lại cho Hạ Tưởng, thông báo một chút về tiến triển ở tỉnh Tương và Bắc Kinh, lại nghĩ là thôi không cần, Hạ Tưởng làm việc, y hoàn toàn yên tâm. Lập tức lại có một ý tưởng kỳ quặc hiện lên trong đầu y, chuyện lạ quá, vốn dĩ Hạ Tưởng là kẻ thù không đội trời chung của y, bây giờ làm sao mà lại trở thành người y tin tưởng nhất, rõ là sự đời khó lường. Lắc đầu tự cười bản thân, Phó Tiên Phong dặn dò thư ký một câu, trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không thì không được làm phiền y, hôm nay y không muốn làm việc gì cả, chỉ muốn ngồi đó mà xem màn kịch hay.
Hội nghị Bộ Chính trị thảo luận vấn đề liên quan đến nhân sự, từ trước đến nay chưa bao giờ công bố trên báo đài, phần lớn hội nghị Bộ Chính trị thông báo trên báo chí về cơ bản đều là hội nghị liên quan đến kinh tế, bàn bạc về nhân sự, trước tới giờ chỉ do Ban Tổ chức Trung ương công bố kết quả cuối cùng, không bao giờ để bên ngoài biết được. Nhưng đối với y mà nói, hiện tại bất luận chính sách gì được đề ra, nhất cử nhất động đều đã nằm trong sự biết trước của y. Trò hay đã diễn ra trên thị trường tài chính rồi, đang dần dần lan rộng, mà hội nghị Bộ Chính trị ở Bắc Kinh thì chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu, lúc này, một màn kịch lớn khác cực quan trọng đã lặng lẽ khai màn ở Tương Giang rồi. Lâm Tiểu Viễn đã bị bắt một thời gian, vụ án dường như vẫn không có tiến triển gì, ngoài việc thu hồi lại hết những thứ mà Lâm Tiểu Viễn chiếm đoạt phi pháp ra, Lâm Tiểu Viễn vẫn quyết không mở miệng khai ra những người khác. Sau khi Diệp Địa Bắc xa lưới, Lâm Tiểu Viễn bắt đầu dao động, bởi lúc này Diệp Địa Bắc mà không khai ra y thì y sẽ khai ra Diệp Địa Bắc trước, kẻ nào đi trước một bước là có biểu hiện lập công chuộc tội. Nhưng, xuất phát từ khía cạnh cẩn thận mà suy xét, dù sao Diệp Thiên Nam vẫn còn đang tại vị, khiến cho Lâm Tiểu Viễn vẫn là e dè không dám mạo muội mở miệng. Mặc dù sau đó Trần Tập Minh đã âm thầm sắp xếp cho Lâm Hoa Kiến và Lâm Tiểu Viễn gặp riêng nhau, cốt để Lâm Hoa Kiến khuyên Lâm Tiểu Viễn nhìn rõ thế cục. Nhưng Lâm Hoa Kiến lại không hề mở miệng khuyên bảo, bởi lẽ Lâm Hoa Kiến cho rằng, thế lực của Diệp Thiên Nam thâm căn cố đế, y không chỉ có thế lực vững chắc ở tỉnh Tương, bên trên cũng luôn có người bảo vệ y, không thể lật đổ, do đó, không nên đắc tội với Diệp Thiên Nam. Bởi vì cho dù có khai ra Diệp Địa Bắc, Lâm Tiểu Viễn cũng không được thả ra, hà tất gì phải hại người khi mình cũng chẳng được lợi lộc gì. Lâm Hoa Kiến tưởng rằng còn có thể kiên trì đợi đến ngày Diệp Thiên Nam được đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến, đến lúc đó thì chuyện của y có khả năng chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không có, sau đó Lâm Tiểu Viễn cũng có thể được xử nhẹ, gã cho rằng, kiên trì chính là thắng lợi. Nhưng, tình thế đã biến đổi vượt khỏi sự mong đợi của gã, đầu tiên là Dương Diêu Nhi và Hồ Quân do cùng đến Cục Công an thành phố làm chứng, sau đó khai ra Diệp Địa Bắc, rồi tìm người bảo lãnh chờ thẩm vấn, tất cả đều được tiến hành bí mật. Không công khai ra bên ngoài, cũng không có biên bản, càng không ảnh hưởng đến Dương Hằng Dịch, hình tượng lãnh đạo của Hồ Định. Những lời khai của hai người không những khiến cho Diệp Địa Bắc rơi vào tình cảnh họa vô đơn chí, mà còn làm cho tội danh của Lâm Tiểu Viễn bị nặng thêm. Càng khiến Lâm Hoa Kiến hiểu rõ hơn, khối đồng minh tỉnh Tương năm đó đã hoàn toàn tan rã. Nhưng trong lòng gã vẫn còn một tia ảo tưởng, Diệp Thiên Nam hẳn là sẽ không bỏ rơi y. Canh bạc lớn nhất của Lâm Hoa Kiến đặt vào khả năng Diệp Thiên Nam có thể thuận lợi đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến, chỉ cần Diệp Thiên Nam thuận lợi lên chức, liền chứng minh rằng tất cả vẫn còn có thể quay lại. Nghe nói hôm nay là ngày biểu quyết cuối cùng, Lâm Hoa Kiến đứng ngồi không yên chờ đợi kết quả cuối cùng, là thành hay bại, đây chính là lúc quyết định. Sớm trưa, Cục Công an thành phố bận rộn hơn hẳn ngày thường, người đi người lại vô cùng náo nhiệt, Lâm Hoa Kiến có thân phận đặc biệt, cấp bậc lại cao. Đương nhiên phải ở phòng riêng, không những thế mọi người đều phải đối đãi gã hết sức lịch sự. Vừa có cảnh sát nhân dân đến mời nước, Lâm Hoa Kiến liền hiếu kỳ hỏi han. Hôm nay có vụ án lớn nào à? Vị cảnh sát nhân dân cười cười với hắn. Còn không phải vụ án Diệp Địa Bắc sao, cầu đường tỉnh Tương và Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đã đưa thêm chứng cứ mới. Vụ án Diệp Địa Bắc đã được đích thân chủ tịch tỉnh phó hỏi đến, sáp nhập với vụ án Lâm Tiểu Viễn. Đây có khả năng trở thành vụ án rất lớn do Bộ Công an giám sát. Choang, một tiếng, cốc nước trong tay Lâm Hoa Kiến rơi xuống đất, gã kinh hoàng đến nỗi trố mắt đờ ra, đầu óc trống rỗng, gã biết, kịp thời xử xong vụ án Diệp Địa Bắc trước khi hội nghị Bộ Chính trị diễn ra chỉ sau vài tiếng đồng hồ nữa, còn kéo Lâm Tiểu Viễn vào chịu tội thay, rõ ràng không phải chỉ có một thế lực đối phó với Diệp Thiên Nam, mà là mấy thế lực liên kết lại. Ra tay vào lúc thời cơ nhạy cảm như thế. Mưu đồ của đối phương đã quá rõ ràng, chính là không muốn Diệp Thiên Nam suôn sẻ lên chức. Lâm Hoa Kiến là lão luyện trong quan trường, ngay lập tức liền cân nhắc lợi hại, ân tình của Diệp Thiên Nam ở tỉnh Tương đã hết, thế lực cũng tan rã, có thể lên làm chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến hay không chưa nói đến vội, cho dù có thuận lợi lên chức đi chăng nữa thì cũng không thể bảo vệ nổi con trai y và Lâm Tiểu Viễn. Nếu chẳng may việc lên chức của Diệp Thiên Nam thất bại, còn ở lại tỉnh Tương thì lại càng trở nên đơn độc. Lại liên tưởng đến Hạ Tưởng cùng một loạt người chiếu cố đến thể diện của Dương Hằng Dịch và Hồ Định, Dương Diêu Nhi và Hồ Quân do không những không bắt, lại còn có ý che đậy, trái lại, đường đường là con trai phó bí thư tỉnh ủy lại bị bắt thẳng tay, không khỏi khiến gã chợt bừng tỉnh,
cuộc chiến chính trị này đã đến thời khắc gươm súng sẵn sàng cuối cùng rồi, gã lại vẫn còn ảo tưởng, trông cậy Diệp Thiên Nam có thể thăng chức kéo gã một tay. Diệp Thiên Nam đã không còn tự bảo vệ mình được nữa rồi. Lâm Hoa Kiến trầm tư suy nghĩ vài giây, rồi nói với người cảnh sát nhân dân đang quét dọn. Phiền cậu đi mời cục trưởng Trần đến đây một chuyến, tôi có chuyện muốn nói. Một tiếng sau, Trần Tập Minh nói chuyện riêng biệt xong với Lâm Hoa Kiến, Lâm Tiểu Viễn. Nửa giờ sau, dưới áp lực mạnh mẽ, trước chứng cứ đanh thép mà cầu đường tỉnh Tương lật lại từ những vụ án cũ, cùng với sự bao vây công kích của ba người Dương Diêu Nhi, Hồ Quân Do và Lâm Tiểu Viễn, cuối cùng tuyến tâm lý phòng thủ của Diệp Địa Bắc đã hoàn toàn sụp đổ, y đã chịu khai ra toàn bộ sự thực phạm tội. Thêm nửa tiếng sau, toàn bộ số tiền phạm pháp mà Diệp Địa Bắc đã kiếm được bị niêm phong lại, kể cả của Lâm Tiểu Viễn, tổng cộng được gần 150 triệu tệ, do Cục Công an thành phố Tương Giang báo cáo với Sở Công an tỉnh, Sở Công an tỉnh ngay lập tức báo cáo với Bộ Công an. Phía Bộ Công an sau khi nhận được báo cáo tình tiết vụ án, không thể nhanh hơn ngay lập tức đưa vụ án liệt vào hàng những vụ án lớn do Bộ Công an giám sát. Có thể nhanh đến như vậy, hiển nhiên không thể thiếu được công lao to lớn từ phía sau của Phó Tiên Phong. 10 phút sau, điện thoại của Văn phòng Viện Quốc hội vang lên cấp bách. Lại 10 phút nữa, tiếng chuông điện thoại trong văn phòng của Diệp Thiên Nam cũng đúng lúc vang lên, y nghe điện thoại xong, đột nhiên ngây ra, cả buổi mới thốt ra được một câu. Tôi biết rồi. Ở Bắc Kinh, hội nghị Bộ Chính trị sắp bắt đầu, rất nhiều các vị quan to có sức ảnh hưởng lớn nhất nước chuẩn bị bước vào hội trường, một vài người không hẹn mà đều cùng lúc nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp. Sau khi nhận điện thoại xong, mỗi người lại có một vẻ mặt khác nhau, kinh ngạc, khó hiểu, phẫn nộ và suy tư. Làn sóng tài chính đã đánh vào, đã chính thức tạt đến cấp bậc ủy viên Bộ Chính trị. Thủ tướng đi vào hội trường, vẻ mặt điềm tĩnh, tựa hồ như chưa biết những dao động ở tỉnh Tương và sự biến đổi trên thị trường tài chính vậy. Tổng bí thư lại càng bình tĩnh tự nhiên, Chủ tịch Quốc hội lại nở nụ cười ôn hòa hiếm thấy, còn những người khác, người thì nghiêm túc, người thì vẻ mặt thoáng chút suy tư, cũng có người dường như tức giận và không cam lòng. Đề tài thảo luận tại hội nghị đã sớm được xác định, không cần phải lặp lại nhiều. Tổng bí thư chủ trì hội nghị như thường lệ, còn đọc bài phát biểu, tiếp sau là trưởng ban tổ chức trung ương Ngô Tài Dương tiếp tục đưa ra danh sách đề cử. Danh sách đề cử đại khái không có gì thay đổi, chỉ có hai chi tiết sửa đổi rất nhỏ, chính là khi đề cử ứng cử viên chức chủ tịch tỉnh Tỉnh Yên, lần trước là Diệp Thiên Nam ở vị trí đầu tiên, lần này vị trí đó lại là của Đỗ Bang Trung. Không nên xem thường chi tiết nhỏ sắp xếp tên trong danh sách đề cử. Việc này phản ánh rất nhiều những cuộc đọ sức và hoạt động phía hậu trường. Mà càng khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn chính là, lần trước ứng cử viên được đề cử cho chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu chỉ có Tào Vĩnh Quốc, nhưng lần này lại tăng thêm một ứng cử viên, là Lỗ Dân Hoành. Lỗ Dân Hoành là chủ tịch tỉnh tỉnh Cát Giang, bất kể lý lịch kinh nghiệm hay thời gian ở chính bộ đều có ưu thế hơn so với Tào Vĩnh Quốc. Không ít người không khỏi muốn hỏi, Lỗ Dân Hoành cũng là người thuộc hàng ngũ của Thủ tướng. Như vậy thì trong lòng Thủ tướng, sẽ ủng hộ người nào hơn? Sự tình, đã tăng thêm không ít những biến số. Chương 1419, bố cục khéo léo mà miên man bất định. Việc càng làm người ta kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau. Ngô Tài Dương đề cử xong, Tổng Bí Thư một lần nữa lại chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe cấp trên xác định nội dung chủ yếu của cuộc họp lần này, phía dưới, mọi người ngay tức thì đều lần lượt lên tiếng. Chủ tịch Quốc hội tạm thời chưa bày tỏ thái độ gì thì Thủ tướng lên tiếng trước. Nét mặt Thủ tướng lúc này so với vẻ nhã nhặn niềm nở tươi cười thường ngày của ông ở những nơi công khai thật khác xa, với vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt vẫn vương chút chút lạnh lùng, như là đang phẫn nộ điều gì đó. Trước tiên, ông ta đưa mắt liếc nhìn quanh hội trường, sau đó mới thong thả đầy kiên định, nói. Đồng chí Diệp Thiên Nam vì một vài lý do cá nhân, đã chủ động từ bỏ ứng cử. Sau khi suy xét thận trọng trường hợp này, tôi đồng ý với nguyện vọng của đồng chí ấy. Hơn nữa, vì sự việc phát sinh quá bất ngờ, chưa kịp thông báo với đồng chí Tài Dương, cho nên, xin đồng chí Tài Dương xóa bỏ tên của đồng chí Diệp Thiên Nam. Không ít người lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, thảo nào phe thủ tướng lại đề cử thêm một Lỗ Dân Hoành, hóa ra là hy sinh Diệp Thiên Nam. Cũng không đúng. Việc đề cử thêm một Lỗ Dân Hoành là do ngầm ganh đua vị trí bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu với Tào Vĩnh Quốc. Vậy là Thủ tướng hoàn toàn buông tha trong việc tranh đoạt ngai vàng Chủ tịch tỉnh Tỉnh Yên. Tại sao không đề cử người khác thay thế Diệp Thiên Nam,
mà lại đề cử một cái tên Lỗ Dân Hoành để gây thêm khó dễ cho việc Tào Vĩnh Quốc thăng chức. Phải chăng là muốn đưa Lỗ Dân Hoành ngồi lên cái ghế đó thay cho Tào Vĩnh Quốc? Thật là một nước cờ cao thâm, làm người ta không thể tưởng tượng ra một biến số trong cuộc họp chọn người đề cử lần này đích xác là gì. Thế lại càng hay, có trò vui để xem rồi. Ngô Tài Dương khẽ gật đầu, dường như chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Cứ theo chỉ thị của Thủ tướng mà làm thôi. Nhưng việc Diệp Thiên Nam chủ động từ bỏ ứng cử vừa đưa ra, rất nhiều người không tin, quyết không tin, mỡ tới miệng mèo rồi lẽ nào lại không ăn, chỉ thiếu một bước nữa là có thể ngồi trên ngai vàng chói mắt của Chủ tịch tỉnh, vậy thì có lý gì mà Diệp Thiên Nam lại chối bỏ kia chứ? Quả thật là có nằm mơ cũng không sao nghĩ ra được trò khôi hài như thế, chưa từng thấy ai đạo đức như, khinh khi tiền tài địa vị hơn cả mức bình thường. Trong lòng ai chẳng rõ, e là đồng chí Diệp Thiên Nam bị ép buộc, chẳng còn cách nào khác là đành phải từ bỏ ngai vàng chủ tịch tỉnh vốn sẽ thuộc về mình trong nay mai. Phía sau sự việc này, chắc chắn có người phải nắm rõ tường tận nội tình thế nào. Cũng có thể thấy, thế cục tỉnh tương đang ngầm nảy sinh những biến đổi lớn giữa các ủy viên bộ chính trị, có người cười đầy ẩn ý cũng có người nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thủ tướng với một ánh mắt chứa đầy ngụ ý. Mà Ngô Tài Dương tuy vẻ ngoài vẫn thản nhiên nhưng trong lòng lại ngầm tán thưởng một câu, cao tay, thật cao tay quá. Đáng ra việc này phải do đích thân Phó Thủ tướng nói rằng Diệp Thiên Nam đảm nhiệm cái ghế Chủ tịch tỉnh Tỉnh Yến là không thích hợp, sau đó sẽ có vài nhân vật phụ họa được thể hùa vào, chỉ đợi có thế là Thủ tướng ra ngay chiêu tiếp theo như kế hoạch đã vạch sẵn, lùi một bước để tiến 10 bước, phải ngay lập tức bãi miễn Diệp Thiên Nam mà không làm kinh động tới búa rìu dư luận xã hội. Mềm nắn rắn buông. Vậy là không thể không giữ lại Diệp Thiên Nam. Nếu không, việc này chỉ có thể làm Diệp Thiên Nam thân bại danh liệt mà thôi.